giá cả đất Tây Sơn chỉ bằng 1/10 mấy so với đất trung tâm thành phố, cho dù có phải phá núi thì giá thành cũng sẽ không hề cao. Hơn nữa chúng ta còn có thể dựa vào thế núi, dẫn nước từ trên núi chảy xuống vây quanh khu biệt thự, hóa thành cảnh quan thiên nhiên cho toàn bộ khu biệt thự của chúng ta. Không cần tiêu nhiều tiền cũng có thể tăng giá trị cho biệt thự của chúng ta. Tiểu Hạ, chủ ý này không tồi, đáng giá thử một lần. Nghiêm Tiểu thì chớp chớp đôi mắt to, nói vẻ vô cùng ngưỡng mộ. Chủ nhiệm Hạ, anh quá lợi hại. Trong khi người khác còn đang chăm chú nhìn vào khu phố trung tâm thì anh đã phóng ánh mắt tới Tây Giao. Đi trước người một bước chính là cơ hội kinh doanh vô hạn. Còn nữa, tuy rằng thành phố Yến không nhiều người giàu lắm nhưng vẫn có rất nhiều người có thể mua được biệt thự. Hơn nữa chúng ta sẽ xây dựng biệt thự ở Tây Sơn trở thành nơi tượng trưng cho thân phận, tiêu thụ với số lượng hạn chế, có tiền cũng chưa chắc mua được. Như vậy nhất định sẽ tạo thành hiện tượng mua chậm một bước là không mua nổi. Tâm lý mọi người là muốn so bì thể diện với nhau, muốn cướp lấy tài nguyên khan hiếm, chẳng những có thể khiến người ta cảm thấy vinh quang khi cướp được một bộ biệt thự Tây Sơn mà còn có thể đẩy giá cả lên. Nghiêm Tiểu thì vừa nói ra, Hạ Tưởng lập tức thay đổi đánh giá về cô. Hiện tại Nghiêm Tiểu thì có thể nói ra lý luận tiêu thụ biệt thự như vậy đúng là sách lược tiêu thụ của doanh nhân bất động sản đời sau, con người tạo ra hiện tượng giả là tài nguyên khan hiếm, đẩy giá cả lên cao, lợi dụng triệt để thói xấu mù quáng của con người là chỉ mua cao không mua thấp, từng bước đẩy giá cả nhà đất lên cao tới mức người ta phải giận sôi lên. Hạ Tưởng thầm nghĩ, Nghiêm Tiểu thì tuyệt đối có tiềm chất của một gian thương thành công. Thật có thể sao? Phạm Tranh nghe Cao Kiến Viễn và Nghiêm Tiểu thì đều tán thành ý tưởng của Hạ Tưởng, cũng dao động. Bất động sản lĩnh tiên cần phải đi trước một bước, thừa dịp hiện tại tập đoàn Đạt Tài còn chưa khai phá biệt thự, bất động sản lĩnh tiên sẽ ra tay trước thì chiếm được lợi thế. Nếu không, chờ đến lúc tập đoàn Đạt Tài dõi ánh mắt về phía Tây Sơn thì... Hạ Tưởng lắc đầu ra vẻ thần bí. Nếu Đạt Tài ra tay, Kiến Viễn biết rõ sẽ phát sinh gì chứ? Cao Kiến Viễn gật đầu chấp nhận. So sánh với tập đoàn Đạt Tài, bất động sản lĩnh tiên của chúng ta không hề có ưu thế gì. Tuy nhiên hiện tại chúng ta lại có một điểm, chính là chiếm được tiên cơ trước. Hạ Tưởng gật đầu không chút chần chừ. Kiến Viễn nói rất đúng, tuy nhiên còn một điểm nữa. Hiện tại tập đoàn Đạt Tài đang nhìn chăm chú vào hạng mục khai phá thôn nội đô, ánh mắt chỉ tập trung vào trong việc này. Nếu một lần nữa mà thôn nội đô vẫn không có dấu hiệu triển khai được, rất có thể bọn họ sẽ chuyển hướng sang nhìn đất đai chỗ khác. Tôi nghe nói tập đoàn Đạt Tài đã cố ý tiến quân xuống huyện Giao ở phía đông nam. Cao Kiến Viễn hài lòng phất tay cười nói. Cũng đúng, thôn nội đô cũng nên bắt đầu lại lần nữa rồi. Cứ để cho mọi người tập trung chém giết ở thôn nội đô, chờ khi bọn họ chú ý tới thì lại phát hiện rằng ở Tây Sơn đã xây dựng thành khu biệt thự xa hoa nhất thành phố Yến. Khẳng định là lúc đó mọi người sẽ chấn động. Đến lúc đó sợ rằng không chỉ những nhà đầu tư khai phá của thành phố Yến chấn động mà cuối cùng còn có cả Cao Kiến Viễn. Bởi vì Hạ Tưởng biết rất rõ, ở kiếp trước, kỳ thật biệt thự Tây Sơn là do tập đoàn Đạt Tài khai phá đầu tiên, nhưng biệt thự Tây Sơn cũng trở thành dự án thất bại nhất của tập đoàn Đạt Tài. Tuy rằng ngay từ đầu bán ra không tồi nhưng sau đó lại khai phá thêm một khu nữa lại trở thành vốn gốc cũng không thu về nổi. Xét đến cùng là do thành phố Yến có ít người giàu có. Cũng ít người quan tâm tới vùng đất Tây Sơn, bởi vì môi trường ở đó an tĩnh nhưng dù sao cũng quá mức lạnh lùng. Vậy thì thiết kế một cái bẫy liên hoàn để Cao Kiến Viễn nhảy vào đi. Bước khai phá đầu tiên, hẳn là y sẽ có thể kiếm được một khoản khá. Nhưng lòng tham của con người là không có giới hạn, đến lúc đó thấy thu được lợi, không cần mình cổ động, Cao Kiến Viễn sẽ nóng lên vội vã triển khai bước thứ hai của dự án. Khi bắt đầu giao dịch kỳ thứ hai cũng sẽ là lúc Cao Kiến Viễn lún sâu vào vũng bùn, không thể tự thoát ra được. Một tuần sau, tỉnh ủy mời họp hội nghị thường vụ, trên nguyên tắc đồng ý cho công tác cải tạo thôn nội đô khởi công lại một lần nữa. Không lâu sau đó, Phó Chủ tịch tỉnh Thẩm Phục Minh đến thành phố Yến thị sát công tác, Phó Thị trưởng Đàm Long cùng đi. Trong quá trình thị sát, đột nhiên xuất hiện một người phụ nữ xông tới trước mặt Đàm Long, chỉ trích y bội tình bạc nghĩa đối với cô ta. Chơi xong thì vứt bỏ không hề có chút trách nhiệm. Đàm Long xấu mặt ngay tại chỗ. Mặc dù sau đó người phụ nữ kia bị mang đi nhưng Thẩm Phục Minh vẫn uyển chuyển phát biểu ý kiến trọng điểm, chỉ ra rằng cán bộ lãnh đạo cần phải chú ý vấn đề tác phong cá nhân, đừng để vì chuyện nhỏ mà mất chuyện lớn. Sau khi nghe tin, Hạ Tưởng chỉ cười to mấy tiếng. Không cần phải nói, chú ý xấu xa này khẳng định là của Phạm Tranh.
Tháng 10, tỉnh chính thức thành lập sở xây dựng. Không ngoài dự tính, Vũ Phái Dũng được Cao Thành Tùng mạnh mẽ đề cử, trở thành người đầu tiên nhậm chức giám đốc sở xây dựng tỉnh Yến. Điều khiến mọi người trong Ủy ban Nhân dân thành phố Yến mở rộng tầm mắt chính là, sau khi Vũ Phái Dũng nhậm chức liền tới Ủy ban Nhân dân thành phố Yến thị sát. Trong Ủy ban Nhân dân thành phố thì Đàm Long được phân công quản lý mảng xây dựng đô thị nên không thể không đi cùng. Ngay trước mặt mọi người, Vũ Phái Dũng bắt bẻ công tác của Đàm Long, chỉ trích khắp nơi khắp chốn, cuối cùng khiến Đàm Long tức giận phất tay áo bỏ đi. Việc này gây chấn động một thời gian, nghe nói sau khi nghe được tin, Bí thư Thôi sắc mặt xanh mét, hồi lâu không nói gì cả. Chương 205, sự kiện cơ mật một nam, hai nữ lên núi. Bởi vì hiện tại cuộc sống của Bí thư Thôi cũng không được tốt lắm. Trên hội nghị thường vụ, y cũng bị Bí thư Cao điểm danh phê bình vài lần, đều là những việc nhỏ dâu ria nhưng trong mắt Bí thư Cao thì không hề là việc nhỏ. Mặc kệ mức độ phê bình của ông ta là mạnh hay yếu nhưng đều khiến cho người ta chịu áp lực cực lớn. Thôi Hướng cũng biết nguyên nhân vì sao, nhưng có một số việc cho dù có giải thích cũng chưa chắc được việc. Hơn nữa Cao Thành Tùng làm việc thật quá mức, Thẩm Phục Minh và Vũ Phái Dũng liên hợp chèn ép, rất có ý không chịu ngừng, khiến y uất nghẹn mà không làm gì được. Y là ủy viên thường vụ tỉnh ủy, không đáng phải sợ Cao Thành Tùng như sợ hổ. Y vẫn có ý âm thầm đối kháng Cao Thành Tùng, chuẩn bị tìm Diệp Thạch Sinh xin chỉ thị, còn liên hợp với các ủy viên thường vụ khác, cũng khiến cho Cao Thành Tùng cảm thụ một chút lực lượng phản kháng. Diệp Thạch Sinh là chủ tịch tỉnh, tuy rằng là nhân vật số 2 trong tỉnh nhưng ông ta đối nhân xử thế khiêm tốn, lại ở dưới vầng hào quang của Cao Thành Tùng, cho nên cũng không nhiều chuyện, thậm chí còn không mạnh mẽ cứng rắn bằng phó chủ tịch thường trực tỉnh Phạm Duệ Hằng. Hạ Tưởng trở lại thành phố Yến mấy tháng nhưng chưa từng cảm giác được sự tồn tại của chủ tịch tỉnh Diệp. Có thể thấy được Diệp Thạch Sinh đối nhân xử thế hoặc là thật sự tính cách yếu đuối, tránh mũi nhọn Cao Thành Tùng, hoặc là ẩn nhẫn không phát, chờ tới thời điểm mấu chốt mới ra một đòn thật độc. Sau khi tỉnh có một loạt các động tác không nhỏ, thành ủy, ủy ban nhân dân thành phố nghiên cứu quyết định, để tiện triển khai công tác, thành ủy chuyển tới ở cùng tòa nhà ủy ban nhân dân thành phố, cơ quan thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố sẽ ở chung trong một tòa nhà. Khi cách xa còn đỡ một chút, đến lúc lại gần, các loại mâu thuẫn sẽ tập trung bộc phát ra. Việc thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố sát nhập địa điểm làm việc có ưu điểm nhưng cũng có không ít nhược điểm. Cũng may, trước khi mâu thuẫn bùng nổ vẫn còn một giai đoạn đầu có thể thả lỏng một chút. Đầu tháng 10 đúng là mùa thu, mùa đẹp nhất thành phố Yến. Thực hiện lời hứa với Liên Nhược Hạm, Hạ Tưởng phải cùng cô đi vào sâu trong phía tây Thái Hành Sơn để xem lá đỏ. Vốn ngay từ đầu hai người không ai nói là gọi Tào Thù Lê, sau lại không hẹn mà cùng đề xuất rủ cả cô bé Lê cùng đi. Kết quả hành trình hai người trở thành ba người. Tào Thù Lê và Liên Nhược Hạm ngồi ở phía sau, líu díu nói chuyện không ngừng, cụ thể nói gì thì Hạ Tưởng cũng không nghe rõ, cũng không có tâm tư để nghe. Giữa phụ nữ có vô vàn đề tài nói chuyện, đàn ông ngàn vạn lần đừng có ngu ngốc dính vào hoặc gia nhập vào, nếu không đến lúc đó không thể thoát thân thì đừng trách người khác. Hạ Tưởng rất hiểu biết điểm này, cho nên hắn chưa bao giờ xen mồm vào khi các cô nói chuyện, chỉ tự mình thưởng thức âm nhạc giải trí, để thả lỏng đầu óc một chút. Trong tiếng đàn dương cầm phát ra từ chiếc radio, ô tô đi thẳng một đường về phía tây. Thành phố Yến thì địa hình phía tây cao nhưng phía đông thấp. Ra khỏi nội thành không xa về phía tây, ở phía tây nam, có một ngọn núi cũng không hiểm trở, tên gọi Phong Long Sơn. Truyền thuyết có một con rồng ác làm hại nhân gian, bị tiên dùng đại pháp lực giam giữ ở đây, hình thành nên ngọn núi Phong Long Sơn. Không biết Tào Thù Lê nghe sự tích này từ đâu, đang kể cho Liên Nhược Hạm nghe. Liên Nhược Hạm nghe xong, cười hỏi Hạ Tưởng đang lái xe phía trước. Thế gian này có thực sự có tiên hay không? Thế gian này có tiên hay không thì anh không rõ lắm, nhưng chắc chắn là có tiên nữ. Hạ Tưởng vẫn không quay đầu lại, đáp. Chỉ toàn nói bậy, làm gì có tiên nữ chứ? Liên Nhược Hạm cười hắn. Tào Thù Lê thè lưỡi nói. Chị Liên, chị mắng anh ấy rất đích đáng. Liên Nhược Hạm còn chưa kịp phản ứng đã nghe Hạ Tưởng nói. Chỉ vài phút trước đây, anh còn tận mắt thấy hai tiên nữ lên xe của anh. Liên Nhược Hạm cười hì hì không ngừng, lại nói nhỏ với Tào Thù Lê. Chị đã biết là anh ấy muốn nói gì, liền cố ý mắc mưu, lừa anh ấy. Trên xe chỉ có em và cô bé Lê, làm gì có tiên nữ chứ? Liên Nhược Hạm biết rõ còn cố hỏi. Hạ Tưởng thở dài. Đúng vậy,
đây cũng chính là sự tình mà anh đang canh cánh trong lòng. Anh đang cao hứng rốt cục là có tiên nữ coi trọng mình, đột nhiên lại có hai cô gái xấu xí lên xe. Kết quả là tiên nữ bị dọa chạy mất. Liên Nhược Hạm và Tào Thù Lê liếc nhau, nhất tề kêu lên. Giỏi nhỉ Hạ Tưởng, anh dám mắng chửi bọn em là cô gái xấu xí. Vì vậy, hai cánh tay Hạ Tưởng lại thêm mỗi bên một vết bầm tím. Ngọn Phong Long Sơn không được chính thức khai phá thành khu du lịch, chỉ có một con đường không rộng lắm nối thẳng lên đỉnh núi. Hạ Tưởng lái xe qua rất nhiều ngã rẽ ngoằn ngoèo, khi đi đến giữa sườn núi thì rốt cục phía trước không còn đường để đi. Hắn dừng xe lại ven đường, rút ống nhòm ra giả vờ nhìn ngang nhìn dọc hồi lâu, nói. Báo cáo hai vị thủ trưởng, không phát hiện có địch, có thể lên núi. Liên Nhược Hạm gật đầu. Đồng chí Hạ vất vả, nghỉ ngơi đi. Tào Thù Lê tiến lên đá hắn một phát. Anh giả vờ quỷ quái gì thế, còn không mau dẫn đường đi. Hạ Tưởng lại vinh quang đeo ba lô trên lưng, không hề chùn bước thực hiện nhiệm vụ gian khổ là mở đường dẫn lối lên núi. Hắn đội một chiếc mũ rằn di, mặc quần áo thể thao, hông đeo một dao quân dụng đa năng, cổ đeo ống nhòm. Trong ba lô có đủ tất cả mọi thứ cần thiết, gần như là vũ trang tới tận chân răng. Nói là không có đường, thật ra là có một con đường núi nhỏ rộng chừng 3 mét, chẳng qua là không hề bằng phẳng, lại không đủ rộng. Nếu chiếc Land Rover muốn đi lên thì đừng có mơ. Hạ Tưởng đầu tàu gương mẫu, Tào Thù Lê và Liên Nhược Hạm tay cầm tay, ở phía sau vừa nói vừa cười, ngược lại có vẻ Hạ Tưởng trở thành người thừa. Hắn thở dài, nói. Anh là cu li của hai người, đúng không? Anh là cu li của cô bé Lê, không phải của em. Liên Nhược Hạm hái một bông hoa dại ven đường, cài lên mái tóc của Tào Thù Lê. Em cũng không dám coi chủ nhiệm Hạ là cu li. Chủ nhiệm Hạ là khách quý của tập đoàn Viễn Cảnh chúng em mà. Lời nói có hàm ý khác, Hạ Tưởng chỉ cười ha hả không ngừng, không nói tiếp. Tào Thù Lê đứng im để cho Liên Nhược Hạm cài hoa lên tóc mình, cũng cười hì hì nói. Chị Liên cũng đừng khách khí với anh ấy, muốn coi anh ấy là thế nào thì cứ việc coi như vậy. Hạ Tưởng rất tốt tính, dù chỉ có đùa nghịch anh ấy ra sao thì anh ấy đều không tức giận. Sau đó cô giả vờ lộ vẻ mặt đe dọa Hạ Tưởng. Em nói có đúng không? Đúng, hoàn toàn chính xác. Hạ Tưởng vội không ngừng tỏ vẻ đồng ý. Tổng giám đốc Liên biết rất rõ tính tình của tôi là người rất tốt, cực kỳ tốt. Chưa nói tới chuyện mệt nhọc, tôi còn chưa bao giờ cằn nhằn, nhỏ mọn, không cáu giận lung tung, đúng không? Tuy nhiên còn một điều Hạ Tưởng giữ trong lòng mà không thể nói ra, Liên Nhược Hạ muốn coi hắn là gì cũng được, nhưng nếu coi hắn là bạn trai, vậy thì hắn không có phúc để hưởng điều đó. Liên Nhược Hạ mỉm cười nghịch ngợm. Đừng tự kỷ, được hay không phải để người khác đánh giá, tự mình nói không tính. Nếu là em nói, anh rất tốt với người của anh, nhưng đối với người khác thì rất bình thường, thậm chí còn có thể nói là rất hư, rất xấu. Không phải đâu, chị Liên. Chị hiểu lầm Hạ Tưởng rồi. Em chưa thấy anh ấy không tốt với người khác bao giờ. Tào Thù Lê vội vàng bảo vệ hình tượng cho Hạ Tưởng, còn không quên nháy mắt với hắn. Có phải anh đã làm chuyện gì rất có lỗi với chị Liên hay không? Hạ Tưởng gãi đầu. Để anh nghĩ lại xem, hình như là chưa bao giờ làm gì có lỗi với Tổng Giám Đốc Liên. Cho dù có cũng chỉ là vô tình, không chủ ý. Tổng Giám Đốc Liên đại nhân đại lượng, cũng đừng để trong lòng, được không? Tấm lòng nên rộng mở, bao dung một chút. Chỉ những cô gái có tấm lòng rộng mở mới có làn da đẹp, dáng người đẹp, càng lớn càng xinh đẹp. Tào Thù Lê cười khanh khách. Anh biết nói ngọt như vậy từ khi nào thế? Liên Nhược Hạm không cười. Anh ấy biết từ lâu rồi, chẳng qua không để lộ ra thôi. Chờ. Càng nói càng nguy hiểm. Hạ Tưởng vội vàng ngắt lời Liên Nhược Hạm. Nhìn kia, trên núi có tòa miếu. Trên núi quả thật có tòa miếu, tuy nhiên ba người lại đi thêm một giờ đồng hồ vẫn thấy tòa miếu ở phía xa xa, dường như không hề kéo gần khoảng cách lại được chút nào. Người ta thường nói tưởng núi gần nhưng ngựa chạy đủ chết. Hiện tại tưởng miếu gần nhưng tới được đó cũng có thể mệt chết. Tào Thù Lê mặc kệ hét lên. Không được, em không đi được nữa. Trừ phi Hạ Tưởng cõng em, nếu không nói kiểu gì em cũng phải nghỉ lại nửa giờ mới đi lên núi tiếp. Hạ Tưởng phấn chấn tinh thần, nói. Cõng em không thành vấn đề, anh khỏe lắm. Tuy nhiên hôm nay em mặc quần bò, nếu mặc váy mới dễ cõng. Hơn nữa cõng cũng rất thoải mái. Tào Thù Lê khó hiểu. Vì sao thế?
Liên Nhược Hàm cúi đầu thì thầm mấy câu bên tai cô. Tào Thù Lê lập tức mặt đỏ tai hồng, xông tới đấm Hạ Tưởng. Lưu manh! Liên Nhược Hàm cũng nói theo một câu. Háo sắc! Hạ Tưởng kêu oan. Anh đâu phải vậy, đừng đổ oan cho người tốt nha. Nhưng không ai thèm để ý đến hắn. Phong Long Sơn gần như không có vết chân người, đi cả nửa ngày cũng chỉ gặp vài người dân miền núi. Họ trợn to mắt tò mò nhìn ba người, nhất là Tào Thù Lê và Liên Nhược Hàm, cảm thấy kinh ngạc như thấy tiên nữ giáng trần. Gặp tình cảnh này, Hạ Tưởng cười hì hì đi tới, mời một điếu thuốc, sau đó hỏi xem trên núi có nàng tiên nào không, nói hắn muốn lên núi tìm kiếm tiên nữ. Mỗi lần như vậy, hắn đều nhận được một câu trả lời giống nhau. Hai cô gái kia trông giống như tiên nữ rồi, cậu còn tìm tiên nữ làm gì nữa? Mỗi lần đều chọc cho Tào Thù Lê và Liên Nhược Hạm cười nghiêng cười ngửa. Tào Thù Lê chơi xấu, nhất định không chịu đi, cuối cùng Hạ Tưởng phải cõng cô lên. Dáng người Tào Thù Lê không thấp, tuy nhiên cũng không nặng, Hạ Tưởng cõng trên lưng cảm giác sau lưng có hai khối cầu đàn hồi nóng hổi đè ép xuống. Hai tay hắn đỡ lấy đùi cô, xúc cảm tuyệt vời, khiến hắn không tránh khỏi suy nghĩ lung tung. Tuy nhiên Liên Nhược Hạm đang ở bên cạnh, hắn không dám trêu đùa Tào Thù Lê, đành phải thành thật làm công việc của cu ly. Hạ Tưởng cõng Tào Thù Lê, cũng không biết là vì cõng nhau hay vì gió núi mát lành khiến tâm tình mọi người đều vui vẻ thoải mái. Thỉnh thoảng Tào Thù Lê lại thổi mấy hơi vào gáy hắn, còn nghịch ngợm lấy một lá cỏ nhỏ ngoáy lỗ tai hắn. Hạ Tưởng liền giận. Còn quấy rối nữa, anh sẽ bán em xuống dưới đây, cho làm vợ một anh chàng miền núi này. Anh mà bỏ được thì anh cứ bán. Dù sao bán em cũng không được mấy chục ngàn tệ. Bởi vì mấy chục ngàn tệ mà anh tổn thất một bạn gái vừa dịu dàng, ngoan ngoãn, nghe lời, vừa thông minh xinh đẹp. Anh tính đi, thế nào hơn? Tào Thù Lê không sợ Hạ Tưởng uy hiếp, vừa cười nhạo hắn vừa giơ tay ngắt lá cây ven đường. Cũng đúng, em phân tích rất chính xác. Vậy để anh bán Nhược Hạm đi vậy. Hạ Tưởng cười, quay đầu liếc nhìn Liên Nhược Hạm. Liên Nhược Hạm đi lại thoải mái, hết nhìn đông lại nhìn tây. Nghe Hạ Tưởng nói muốn bán mình, cô hừ một tiếng, rút con dao quân dụng bên hông Hạ Tưởng, chém lung tung vào mấy cây nhỏ ven đường, nói. Anh dám bán à, có người dám mua sao? Hạ Tưởng lắc đầu, thở dài một tiếng. Quên đi, để anh tự bán mình vậy. Kết quả bị Tào Thù Lê và Liên Nhược Hạm nhất trí lường một cái coi thường. Ai thèm mua anh, một gã đàn ông xấu xí. Đi được một đoạn, Hạ Tưởng thật sự không cõng nổi Tào Thù Lê nữa, lại đặt cô xuống. Cô đỏ mặt kéo tay Hạ Tưởng hỏi. Anh có mệt lắm không? Thơm một cái thì không mệt. Hạ Tưởng cúi người xuống hôn. Tào Thù Lê sợ tới mức kêu á lên một tiếng, nhảy tránh ra. Anh thật là da mặt dày. Chị Liên còn đang ở bên cạnh. Liên Nhược Hạm lạnh lùng nói. Người có da mặt dày thì lúc nào cũng duy trì độ dày, mặc kệ bên cạnh có người hay không. Rốt cục đi tới trên đỉnh núi, họ mới phát hiện tòa miếu nhỏ hoang phế đã lâu, căn bản là không có ai. Mấy người nghỉ ngơi chốc lát, uống mấy ngụm nước, lại đi về phía trước thêm một đoạn, rốt cục phát hiện một điểm leo núi rất tuyệt. Liên Nhược Hạm lập tức hưng phấn trở lại, đỡ ba lô trên lưng Hạ Tưởng xuống. Lấy dụng cụ bên trong ra, nhanh chóng đeo vào, phất tay với Hạ Tưởng. Em đi lên, anh ở bên dưới trông cô bé Lê là được. Hạ Tưởng ngồi thoải mái trên một tảng đá, nhìn dáng người mạnh mẽ của Liên Nhược Hạm, thấy cô trèo lên vách đá, lúc thì cong mông, lúc thì vặn eo, có lúc lại như thằn lằn ép sát vào vách núi, có khi hai chân khép lại, đứng trên một tảng đá đón gió. Gió núi thổi mái tóc cô bay phất phơ, trông rất duyên dáng, yêu kiều. Hạ Tưởng nghĩ, có phải Liên Nhược Hạm cố tình thể hiện dáng người khỏe đẹp của cô với mình hay không? Thân thể của cô dẻo dai khó tin, quả thật dáng người của Liên Nhược Hạm hoàn mỹ không có điểm gì để chê. Cô còn có sự mềm dẻo của diễn viên múa, có cặp đùi thon dài khỏe mạnh và bộ ngực đầy đặn mê người, khiến người ta đã nhìn là lưu luyến không thể rời mắt. Bỗng nhiên, một bàn tay nhỏ bé hiện ra trước mặt, chắn tầm mắt của hắn. Tào Thù Lê bất mãn nói. Này, xem đủ chưa? Ánh mắt như mọc rễ vậy, thật là không biết xấu hổ. Có phải anh cảm thấy dáng người của chị Liên đẹp hơn của em không? Có phải rất hâm mộ không? Không phải đâu, ai bảo dáng người của cô ấy đẹp hơn của em chứ? Hạ Tưởng vội vàng thu hồi ánh mắt, đùa Tào Thù Lê. Muốn nhìn dáng người con gái, mặc quần áo như vậy làm sao có thể nhìn ra chứ? Ồ,
anh đúng là đại háo sắc, sao trong đầu lúc nào cũng có những suy nghĩ lung tung thế? Tào Thù Lê cốc đầu hạ tưởng. Anh đâu phải vậy, anh phát hiện ra em và Liên Nhược Hạm luôn thích bôi nhọ sự trong sạch của anh. Hạ tưởng rất kiên quyết bảo vệ danh dự của mình. Ý của anh là, khi nào em và Liên Nhược Hạm cùng đi bơi, anh mới có thể so sánh được ưu điểm dáng người của mỗi người. Không phải là anh nói khỏa thân ra để so sánh. Tào Thù Lê đỏ bừng mặt, đá Hạ tưởng một phát. Anh toàn nói hưu nói vượn, không thèm để ý tới anh nữa. Nói là không để ý nhưng chỉ một lúc sau, cô lại tới gần, khẽ kéo áo Hạ tưởng. Giúp em một chút. Làm sao vậy? Hạ tưởng thấy Tào Thù Lê nhăn nhó, trong lòng kỳ quái. Trong ấn tượng của hắn, cho dù cô bé Lê thẹn thùng cũng chưa bao giờ thấy cô cổ quái thế này, hắn liền hỏi. Có phải muốn giải quyết nỗi buồn đúng không? Tào Thù Lê gật gật đầu. Bên kia có một tảng đá lớn, đi ra đằng sau đó là được. Tào Thù Lê đứng bất động. Làm sao vậy? Hạ tưởng kỳ quái. Em sợ có sâu, có rắn, có. Giọng Tào Thù Lê nhỏ như mũi kêu. Hạ tưởng rốt cục hoàn toàn hiểu rõ. Không nói sớm, muốn anh đi cùng em thì cứ nói rõ ra. Sợ cái gì? Tào Thù Lê khẽ đấm Hạ tưởng. Da mặt em làm sao dày được như của anh? Sao có thể không biết xấu hổ như thế? Hai người đi tới phía sau tảng đá, thấy ở đó là một khoảng đất trống, không có gì đáng sợ cả. Hạ tưởng thoải mái nói. Có thể cái gì? Tào Thù Lê đẩy Hạ tưởng ra phía trước tảng đá. Anh đứng ở đây là được, không được nhìn lén, không được nghe lén, không được trộm nghĩ lung tung. Cũng quá hống hách đi, còn chưa hứa hẹn gì cả, sao lại có thể quản mình như vậy chứ? Lúc mới đầu thì Hạ tưởng còn không có vấn đề, coi như nhẫn nhịn, tuy nhiên khi nghe thấy tiếng nước róc rách, vẫn không tránh khỏi suy nghĩ lung tung, suýt nữa thì quay người tiến vào. Ngẫm lại còn nhiều thời gian, không thể dọa cô bé được. Hắn lại cắn răng đứng im. Chờ khi Tào Thù Lê đi tới trước mặt Hạ tưởng, thấy hắn tựa lưng vào tảng đá, nhắm mắt lại phơi nắng. Trong lòng cô rất vui vẻ, liền nói. Hôm nay biểu hiện của anh rất khá, rất ngoan ngoãn nghe lời. Muốn thưởng cái gì nào? Hạ tưởng đột nhiên mở to mắt, lộ ra một mặt bản tính, ôm chầm lấy Tào Thù Lê, hôn lên môi cô. Hôn một cái rồi nói sau. Tào Thù Lê bị hắn tập kích bất ngờ, không nói được gì, giơ tay đẩy hắn ra lại bị hắn nắm lấy hai tay, sau đó cũng không phản kháng nữa mà ngược lại ôm chặt lấy hắn. Hai người đang ôm nhau say đắm quên hết trời đất, bỗng nhiên nghe thấy phía xa truyền đến tiếng Liên Nhược Hạm gọi. Hạ tưởng. Em không thể xuống được, mau tới giúp em. Tào Thù Lê mượn cơ hội đẩy Tào Thù Lê ra, trong lòng có cảm giác kích thích của việc yêu đương vụng trộm, ánh hồng trên mặt vẫn chưa tan hết. Cô liếc Hạ tưởng, nói. Anh thật sự là càng ngày càng làm càn. Về sau em nên tránh xa anh ra một chút, mau đi giúp chị Liên, đừng đứng ngây ngốc ở đó nữa. Đứng ở vị trí của Hạ tưởng có thể nhìn thấy rất rõ, Liên Nhược Hạm ở phía xa xa. Vừa lúc có thể nhìn thấy rõ hắn và Tào Thù Lê đang làm gì. Hắn thầm cười khổ trong lòng. Liên Nhược Hạm khẳng định là cố tình làm vậy, bởi vì nhìn tư thế của cô, chắc chắn là chẳng hề có chuyện gì. Cô chỉ là cố tình muốn gây sức ép với mình mà thôi. Hạ tưởng thật vất vả mới trèo được lên núi, thấy vẻ mặt bấn cợt của Liên Nhược Hạm, liền biết mình nghĩ đúng rồi, nói. Muốn chèn ép anh phải không? Có phải thích chơi lắm hả? Liên Nhược Hạm bất mãn nói. Em thấy anh tinh lực quá thừa thãi, liền giúp anh tiêu hóa bớt chút thể lực dư thừa. Cõng cô bé lên nửa ngày mà vẫn còn sức ôm nhau, anh thật đúng là. Hôn nhau không hao phí thể lực, quên đi, nói cho em cũng không hiểu. Hạ tưởng phất tay, biết Liên Nhược Hạm hơi ghen, không muốn nhìn thấy hắn và Tào Thù Lê thân thiết với nhau, liền nói. Giờ đi xuống chứ, anh giúp em. Không xuống, em có chuyện muốn hỏi anh, muốn nói rõ ràng với anh. Liên Nhược Hạm nói với vẻ kiên quyết. Hạ tưởng nhức đầu, gãi đầu nói. Anh phát hiện em rất thích lên đỉnh núi nói chuyện. Lần trước là ở huyện Bá, lần này lại là thành phố Yến cũng thế. Có phải lên chỗ cao nói chuyện để người khác không nghe thấy không? Đừng đánh trống lảng, nghe em nói đây. Liên Nhược Hạm nhìn xuống núi, thấy Tào Thù Lê đang ngồi trên một tảng đá, không còn lo lắng nữa, liền hỏi. Có phải em thật sự không bằng cô bé Lê không? Hạ tưởng khổ sở, vấn đề này không dễ trả lời, đành phải trả lời kiểu ba phải, thế nào cũng được.
có đôi khi hai chiếc xe tốt cũng không thể so sánh được với nhau. Hai người con gái hoàn mỹ lại càng không thể phân ra cao thấp. Chương 206, đạo lý dùng người cao minh của thị trưởng Trần. Em hiểu ý của anh, nếu em không có xuất thân gì, anh cũng sẽ vẫn giúp đỡ em, đúng không? Kỳ thật anh vẫn đối xử rất tốt đối với em, từ trước tới giờ vẫn rất nho nhã, lễ độ. Anh đừng giả ngu có được không? Ý của em là, nếu em không có xuất thân gì, có lẽ anh sẽ đối xử với em cũng giống như cô bé Lê, đúng không? Liên Nhược Hạm cao giọng hỏi. Hạ Tưởng trả lời vô cùng thành khẩn. Anh cũng thích em, Nhược Hạm, tuy nhiên anh thừa nhận mình rất nhát gan, không dám thích em. Nếu giữa chúng ta xảy ra chuyện gì đó, gia tộc của em mà biết được, hoặc là sẽ chia rẽ chúng ta, hoặc là sẽ cho chúng ta ở cùng nhau. Thủ đoạn của bọn họ rất hùng mạnh và cũng rất khủng bố. Vì giữ gìn lợi ích của gia tộc, không biết chừng họ sẽ áp dụng những thủ đoạn đặc biệt nào đó đối với cô bé Lê, thậm chí còn liên lụy tới Tào Bá Bá. Hai người chúng ta ở cùng với nhau không chỉ là chuyện của cá nhân hai chúng ta mà còn liên lụy tới lợi ích của rất nhiều người. Chúng ta không thể ích kỷ chỉ lo nghĩ cho chính mình được. Liên Nhược Hạm vẻ mặt ảm đạm. Anh thật sự thông minh, nhìn vấn đề rất chuẩn. Nếu để gia tộc biết tâm tư của em, bọn họ mà không ra tay thì thôi, nếu đã ra tay thì khẳng định là một loạt các thủ đoạn khiến người ta khó có thể phòng bị nổi. Nếu em không biết cô bé Lê thì tốt biết bao nhiêu. Như vậy em có thể mặc kệ cô bé Lê và gia đình cô ấy. Chỉ có điều chẳng những em quen biết cô ấy mà còn vô cùng thân thiết nữa. Em nên làm gì bây giờ? Hạ Tưởng có chút bất đắc dĩ và mất mát trong lòng, đành phải khuyên Liên Nhược Hạm. Em đừng quên, em là quen cô bé Lê trước, sau đó mới để ý tới anh. Ai để ý tới anh? Tự mình đa tình. Liên Nhược Hạm đỏ mặt lên, xì Hạ Tưởng. Được rồi, không nghĩ nữa. Tới đâu hay đó, em cũng không tin mình không thể nghĩ ra được biện pháp. Thật vất vả mới có thể phát hiện được một người đàn ông trẻ tuổi nhưng lại thành thục, chín chắn như vậy, không thể khinh địch buông tha như thế được. Hạ Tưởng xấu hổ. Anh còn nhớ trước kia em luôn nói anh là con nít danh, em chỉ thích đàn ông thành thục, chín chắn. Có phải giờ mới thay đổi suy nghĩ, quyết tâm yêu không? Em thích đàn ông vừa trẻ tuổi vừa thành thục, chín chắn. Nói đúng ra là, thích đàn ông cũng trẻ trạc tuổi em, nhưng lại điềm đạm, chắc chắn như đàn ông trung niên, lại vừa có sự hăng hái, nhiệt tình của thanh niên, lại vừa có sự tang thương của đàn ông từng trải. Tâm tình Liên Nhược Hạm khá tốt, biến đổi nhanh như trẻ con. Cô cười dài nhìn Hạ Tưởng. Nhìn tới nhìn lui, chỉ phát hiện có một mình anh phù hợp một chút với yêu cầu của em. Liên Nhược Hạm đúng là cổ quái. Yêu cầu của cô quả thật là cực kỳ mâu thuẫn. Làm gì có người nào vừa trẻ tuổi vừa thành thục, chín chắn, v.v. Trừ khi người đó là kẻ tái sinh. Nói như vậy, Liên Nhược Hạm đúng là có ánh mắt, đánh giá mình cực kỳ chính xác. Hạ Tưởng đang muốn mở miệng nói xuống núi, Liên Nhược Hạm thoải mái nói. Em đến phía sau tảng đá, anh ở phía trước chờ. Em cũng muốn nhờ anh canh hộ. Canh hộ cái gì? Hạ Tưởng không hiểu, đến khi phản ứng lại mới hiểu là chuyện gì. Hắn không khỏi bất đắc dĩ cười cười. Chuyện này mà cũng tranh à? Em đang bí thật, ai đùa tranh với cô bé Lê làm gì? Anh thật là hạ lưu. Hạ Tưởng sờ mũi, rõ ràng là em bảo anh chờ, còn nói anh hạ lưu. Phụ nữ đúng là loài động vật không hề nói lý lẽ nổi. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải chờ ở một bên, lại nghe tiếng nước róc rách một lát. Chờ sau khi Liên Nhược Hạm ra khỏi phía sau tảng đá, hắn thấy tai Liên Nhược Hạm đỏ hồng, lại bởi vì vừa trèo núi lúc trước nên trên chóp mũi, trên mặt, còn có một lớp mồ hôi mịn, trông rất mê người. Hắn liền lặng lẽ nhìn xuống dưới chân núi, vừa lúc không thấy Tào Thù Lê trong tầm mắt, hắn liền hỏi nhỏ. Có muốn hôn một chút không? Liên Nhược Hạm thật đúng là tiếp cận lại, Hạ Tưởng hoảng sợ, còn chưa kịp suy xét nên tránh né hay là chủ động hôn thì bị Liên Nhược Hạm cắn vào tai, nghe thấy giọng cô nghiến răng. Mơ nhé! Sau khi xuống dưới, Tào Thù Lê thấy vẻ mặt Hạ Tưởng xấu hổ liền hỏi. Có phải anh nhìn thấy cái gì không nên nhìn không? Phụ nữ đều có cặp mắt nhạy bén giống như chim ưng vậy. Hạ Tưởng vội vàng lắc đầu. Anh chẳng phát hiện cái gì cả, cũng không nghe thấy gì, chỉ có điều trèo lên trèo xuống mệt quá. Nói điêu, mệt kiểu gì mà vành tai đỏ thế kia? Mắt Tào Thù Lê khá tinh, thấy vành tai Hạ Tưởng không bình thường, lại hỏi Liên Nhược Hạm. Chị Liên,
có phải anh ấy trêu ghẹo chị không? Chị véo tai anh ấy phải không? Liên Nhược Hạm giỏi giả vờ hơn cả Hạ Tưởng. Anh ấy chỉ dám trêu ghẹo em, không dám trêu chị. Anh ấy vừa mới hái hoa trên đó, không ngờ động vào một con ong mật nên bị đốt vào tai. Anh ấy quả là xui xẻo, một người đàn ông sao có thể tùy tiện hái hoa cơ chứ? Hạ Tưởng có nỗi khổ mà không nói nên lời, đành phải im lặng. Tào Thù Lê lại đau lòng muốn bôi dầu vào tai cho Hạ Tưởng. Hạ Tưởng không cho, nói mình da thịt dày, không có việc gì, khiến Tào Thù Lê và Liên Nhược Hạm bật cười. Buổi tối ba người cùng ăn cơm, bởi vì là cuối tuần, Hạ Tưởng đưa Tào Thù Lê về nhà. Vốn Hạ Tưởng cũng muốn ở lại nhưng Liên Nhược Hạm lại lấy cớ buổi tối không nhớ rõ đường, bắt hắn đưa cô trở về. Tào Thù Lê cũng tin là thật, liền nói Hạ Tưởng đưa Liên Nhược Hạm đi. Hạ Tưởng đành phải kiên trì lên xe. Trên đường đi, Liên Nhược Hạm không nói gì cả, chỉ im lặng suy nghĩ như thể đang có tâm sự gì đó. Khi tới Hà Đường Nguyệt Sắc, Hạ Tưởng bỗng nhiên ý thức được một vấn đề, hắn không có xe, còn phải trở về nhà. Liên Nhược Hạm liền cắn môi nói. Phòng em là buồng đôi, hay là anh ở lại? Em cố ý phải không? Hạ Tưởng hỏi. Không phải cố ý mà là thành tâm. Liên Nhược Hạm rốt cục mỉm cười, vẻ thực hiện được mưu kế của mình. Cô bé Lê quen anh trước, em chậm một bước nhưng ít ra em cũng muốn có một số việc làm trước cô ấy. Hạ Tưởng kinh hãi. Chuyện gì, có phải em lại nghĩ sằng bậy hay không? Anh nghĩ ngợi lung tung cái gì thế? Liên Nhược Hạm bất mãn bĩu môi. Đầu óc lúc nào cũng toàn chuyện xấu xa, còn tưởng rằng anh là người thành thật, tử tế, hóa ra anh cũng chẳng khác gì những gã đàn ông xấu xa khác. Việc này không thể trách anh, nếu đổi lại là em, trước mặt một mỹ nữ như hoa như ngọc như em đây, em có thể không động tâm sao? Hạ Tưởng kêu to oan uổng. Không động tâm, em không có cảm giác đối với mỹ nữ. Liên Nhược Hạm thản nhiên đáp, tuy nhiên cô vẫn nói ra ý tưởng thực sự của mình. Em đã muốn cùng ngủ một phòng với anh, đương nhiên là không phải giống như anh tưởng tượng đâu. Anh nói đi, trong chuyện này có phải em đã đoạt trước cô bé Lê hay không? Hạ Tưởng liền cười. Kỳ thật em đã sớm đoạt trước cô ấy rồi mà. Khi ở cao ốc quốc tế, chẳng phải là em đã ôm anh, sau đó lại cùng qua đêm trong một căn phòng với anh sao? Cái gì mà kêu qua đêm, thật là khó nghe. Gọi là tá túc có được không? Lần trước không tính, hôm nay mới tính. Liên Nhược Hạm giơ nắm đấm lên. Tuy nhiên em cảnh cáo anh trước, không nên suy nghĩ bậy bạ, đừng có những ý nghĩ không an phận. Nếu không, em tự nhận là chỉ cần một, hai đòn là có thể hạ gục anh. Liên Nhược Hạm không biết rằng cô càng mạnh mồm thì càng dễ làm cho người ta có cảm giác ám chỉ. Hạ Tưởng ngủ trong phòng, lăn qua lộn lại mãi không thể ngủ nổi, nhắn tin chúc Tào Thù Lê ngủ ngon xong vẫn không ngủ được. Liên Nhược Hạm lại làm người ta càng thêm khó chịu. Ở bên ngoài tắm rửa, ca hát, còn không ngừng đi tới đi lui, cũng không biết là muốn gây sức ép cái gì, dù sao làm gì cũng gây ra chút tiếng động, khiến Hạ Tưởng không thể yên ổn nổi. Hạ Tưởng hận ngứa răng, suýt nữa thì không kìm nổi lao vào cùng với cô tham khảo phương pháp làm thế nào mới có thể khiến người ta ngủ say, nhưng cuối cùng hắn vẫn nhẫn nhịn, áp chế cơn kích động. Kích động thì rất dễ nhưng trừng phạt sau cơn kích động lại không hề dễ chịu. Quên đi, không thèm để ý tới cô nữa. Sáng sớm hôm sau, Liên Nhược Hạm chuẩn bị ăn sáng cho Hạ Tưởng, còn cười duyên dáng hỏi hắn. Đêm qua ngủ ngon không? Sao em nghe thấy hình như có người chút giận vào cái giường thì phải? Hạ Tưởng tức giận. Bớt như vậy đi, em tự để tay lên ngực tự hỏi xem, em làm như vậy không phụ lòng cô bé Lê sao? Liên Nhược Hạm trực tiếp hỏi lại. Anh hỏi em, vậy em hỏi lại anh không phụ lòng em sao? Hạ Tưởng đành phải đổi chủ đề. Ăn cơm đi, ăn thử cơm em làm xem sao. Khá ổn nhỉ, hương vị được đó. Để anh thưởng thức nào. Liên Nhược Hạm đưa cho Hạ Tưởng một cốc nước hoa quả, nói một câu khiến hắn suýt nữa sặc. Không ngờ anh cũng nhịn khá giỏi, lâu như vậy mà cô bé Lê vẫn còn nguyên, không bị anh thu lấy. Liên Nhược Hạm cũng muốn đến Ủy ban Nhân dân thành phố làm việc, liền do Hạ Tưởng lái xe, hai người cùng nhau đi tới tòa nhà Ủy ban Nhân dân. Tình cờ vừa mới vào trong Ủy ban Nhân dân, lại gặp Lâm Song Ngọc. Lâm Song Ngọc đánh giá Liên Nhược Hạm từ trên xuống dưới một lần, sau đó mới cười nói với Hạ Tưởng. Chủ nhiệm Hạ, lão Lục nhà tôi vẫn luôn nói muốn cùng ăn một bữa cơm, anh lại không rút ra được thời gian. Tối nay có được không? Sau đó,
cô lại hạ giọng hỏi. Tôi hỏi này chủ nhiệm Hạ, tổng giám đốc Liên này thật sự không phải bạn gái của anh chứ? Hạ Tưởng vừa muốn giải thích lại vừa lúc thấy Cao Hải từ bên ngoài đi vào. Thấy Liên Nhược Hạm, Cao Hải liền nhiệt tình nói. Tổng giám đốc Liên đó à, có phải muốn tìm thị trưởng Trần không? Vừa lúc thị trưởng Trần có việc muốn tìm cô thương lượng. Cùng vào đi. Ông ta quay đầu lại nhìn Hạ Tưởng. Tiểu Hạ, cũng vào luôn đi. Cậu là người được chỉ định liên lạc với tập đoàn Viễn Cảnh, vừa lúc cũng thuộc phạm vi chức trách của cậu. Lâm Song Ngọc thấy thế vội cười chào hỏi Cao Hải, sau đó cười cười với Hạ Tưởng. Tôi đi trước, chủ nhiệm Hạ, lão Lục nhà tôi chờ điện thoại của anh đó. Lục Văn Võ muốn mời cậu ăn cơm à? Khi đi lên lầu, Cao Hải tò mò hỏi. Vâng ạ, trưởng công an quận Lục còn khá nhiệt tình, vẫn nói cùng ngồi với nhau nhưng mấy lần rồi cháu vẫn không rút ra được thời gian nên cũng khá băn khoăn. Hạ Tưởng đáp, lại liếc Liên Nhược Hạ một cái, thấy cô vẫn đi phía sau, dường như không có việc gì, lúc này mới an tâm. Lục Văn Võ đối nhân xử thế coi như không tồi, thật ra có thể điều động một chút. Cao Hải chỉ điểm tới một chút là thôi, lại rời đề tài đi. Thành ủy và ủy ban nhân dân sát nhập địa điểm làm việc với nhau, sau này trong tòa nhà càng nhiều lãnh đạo, nói chuyện và làm việc đều phải chú ý đúng mực một chút, đừng để người khác phải để ý. Hạ Tưởng gật đầu nói vâng. Trần Phong rất nhiệt tình với Liên Nhược Hạm, khách khí đứng lên chủ động bắt tay, cũng không khách khí với Hạ Tưởng, chỉ gật gật đầu, sau đó ra hiệu hai người ngồi xuống. Dự án công viên rừng rậm hiện tại tiến triển tới đâu rồi? Trần Phong hỏi thẳng vào vấn đề. Trên cơ bản đã thành hình, mặc kệ là đại thụ nhổ nơi khác mang về trồng hay là trồng cây giống mới, sức sống đều khá tốt. Mùa xuân năm tới sẽ là một cảnh tượng xanh tươi, đẹp đẽ. Liên Nhược Hạ mỉm cười tao nhã, đáp. Tuy nhiên mùa đông năm nay chắc chắn một số cây sẽ chết rét. Chúng tôi đang cố gắng hết sức áp dụng các biện pháp bảo vệ, giảm bớt tổn thất. Cái hồ ở khu VC trung tâm cũng đã đào xong. Chúng tôi tính toán đến nguyên nhân mùa đông sắp tới nên chưa dẫn nước vào, chờ tới đầu xuân năm tới mới dẫn nước vào hồ. Các phương diện khác tạm thời chưa khởi công. Trần Phong gật đầu, thoáng nhìn Hạ Tưởng. Tiểu Hạ, công tác trọng điểm của bước tiếp theo cải tạo thôn nội đô chính là 4, 5 thôn nội đô cuối cùng ở trung tâm thành phố. Tập đoàn Đạt Tài cũng có ý mô phỏng tập đoàn Viễn Cảnh, cũng muốn xây dựng một công viên lớn, vừa có tác dụng xanh hóa, tinh lọc không khí cho thành phố, lại vừa có thể mang đến sự tiện lợi giải trí, thư giãn cho nhân dân thành phố Yến. Cậu có ý tưởng gì không? Hiện tại thành phố Yến không còn nhiều thôn nội đô nữa, chỉ còn có thôn Tiểu Mã và thôn Đại Mã ở trung tâm thành phố là thích hợp nhất để cải tạo thành nơi công ích. Hạ Tưởng không hề ngạc nhiên đối với sự nhiệt tình của tập đoàn Đạt Tài. Sau khi phát triển an toàn, tập đoàn Đạt Tài đầu tiên là khai phá mấy khu đô thị mới, miễn phí toàn bộ phí vật nghiệp, phí quản lý tài sản, sau đó lại giúp đỡ rất nhiều học sinh nghèo. Đương nhiên, những hoạt động công ích nhỏ lẻ đó không đủ để tập đoàn Đạt Tài trở thành doanh nghiệp dẫn đầu tỉnh Yến trong sự nghiệp công ích. Khiến cho thanh danh của tập đoàn Đạt Tài truyền xa chính là ở kiếp trước, lúc giá nhà đất lên tới đỉnh cao nhất, tập đoàn Đạt Tài đột nhiên áp dụng một loạt các biện pháp kinh tế để giảm giá nhà, đồng thời xây dựng một khu đô chung cư chỉ cho thuê mà không bán. Hai việc cùng triển khai một lúc, lập tức mang đến cho tập đoàn Đạt Tài thanh danh lớn nhất từ trước tới giờ chưa từng có. Đương nhiên, về mặt kinh doanh thì không phải là tập đoàn Đạt Tài hoàn toàn chi tiền để to mồm. Bởi vì không lâu sau khi tập đoàn Đạt Tài áp dụng các biện pháp giảm giá nhà và xây nhà cho thuê, quốc gia đưa ra chính sách nghiêm khắc khống chế giá cả nhà đất. Lập tức giá nhà đất rất thê thảm, tập đoàn Đạt Tài chỉ sớm thời cơ nửa năm nhưng thực tế là đã kiếm đủ, đồng thời lại thắng được lòng dân, khiến người ta phải vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Đương nhiên, hành động này của tập đoàn Đạt Tài phải có bảo đảm là thực lực hùng hậu và có nhận thức nhạy bén đối với chính sách của quốc gia, thậm chí có thể nói, biết trước hướng đi của chính sách quốc gia, là nhóm đầu tiên biết hướng gió thay đổi. Không ngờ, ở kiếp này, sự nghiệp công ích đầu tiên mà tập đoàn Đạt Tài muốn làm lại là do bị tập đoàn Viễn Cảnh kích thích. Tuy nhiên, Hạ Tưởng cũng không cho rằng Thành Đạt Tài không nhìn ra được mục đích lâu dài của tập đoàn Viễn Cảnh. Nếu Thành Đạt Tài không nhìn ra được rằng, sau khi nhà máy thép và nhà máy dược được rời đi, bởi vì có công viên rừng rậm, giá cả đất đai sẽ tăng lên rất lớn, vậy thì ông ta cũng sẽ không có được thành tựu ngày hôm nay. Tuy nhiên Thành Đạt Tài cũng có thể hiểu rằng thành công là không thể mô phỏng được, hơn nữa lại chỉ có một nhà máy thép và nhà máy dược tại thành phố Yến này.
ông ta muốn làm sự nghiệp công ích chắc chắn cũng có xuất phát từ suy xét tới việc tăng giá cả đất đai ở ngày sau. Tuy nhiên mấy thôn nội đô còn lại ở trung tâm thành phố đều không có được ưu thế như khu đất nhà máy thép và nhà máy dược ở thôn Tây Lý. Cũng chỉ có thôn Tiểu Mã và thôn Đại Mã ở cách ủy ban nhân dân thành phố không xa là còn có chút giá trị có thể khai phá. Bởi vì thôn Tiểu Mã và thôn Đại Mã vừa lúc ở gần công viên đầu tiên của thành phố Yến là công viên nhân dân cho nên được hưởng lợi từ công viên. Thôn Tiểu Mã ở phía đông công viên, thôn Đại Mã ở phía tây, đối diện nhau qua công viên. Mà công viên nhân dân là công viên đầu tiên của thành phố Yến, cho nên nhỏ hơn đáng kể so với các công viên mới xây dựng, hơn nữa các phương tiện cũ nát, trên cơ bản không có chỗ chơi. Hiện tại, ngoài việc dùng làm nơi các ông bà già đi bộ, thể dục buổi sáng thì trên cơ bản là bị rơi vào trạng thái hoang phế. Nếu khai phá thôn Tiểu Mã và thôn Đại Mã thành nơi công ích, nếu không suy xét trên góc độ kiếm tiền thì nên gắn kết với công viên nhân dân, cải tạo thành quảng trường nhân dân là thích hợp nhất. Hạ Tưởng nói, thị trường Trần, trong mấy thôn nội đô ở trung tâm thành phố thì chỉ có thôn Tiểu Mã và thôn Đại Mã là nơi thích hợp nhất để cải tạo thành địa điểm công ích, điều này sẽ có trợ giúp nhất định đối với việc quảng bá hình ảnh cho doanh nghiệp. Trần Phong sáng cả hai mắt. Nói tiếp đi. Công viên nhân dân nằm ở giữa thôn Tiểu Mã và thôn Đại Mã. Nếu kết hợp thôn Tiểu Mã, thôn Đại Mã với công viên nhân dân, xây dựng thành một quảng trường lộ thiên, trong phạm vi quảng trường vừa có công viên, vừa có vườn hoa, lại có khu vực vui chơi, đi dạo, lại có cảnh những người hưu trí tản bộ thanh nhàn trên quảng trường này thì có thể thu hút rất nhiều dân cư xung quanh. Hơn nữa đây cũng chính là một trong những tiêu chí xây dựng của thành phố Yến. Nếu nhân dân thành phố Yến biết quảng trường đó là do doanh nghiệp nào bỏ vốn xây dựng lên, khẳng định sẽ sinh ra thiện cảm đối với doanh nghiệp đó. Hạ Tưởng biết Trần Phong cố ý kiểm tra mình, nếu lần trước công viên rừng rậm là vòng sơ khảo thì lần này chính là vòng trung khảo. Trên mặt Trần Phong hiện lên nụ cười tán thưởng, ông ta quay đầu sang hỏi Liên Nhược Hạm. Tổng Giám Đốc có ý kiến gì đối với quan điểm của Hạ Tưởng không? Không có. Liên Nhược Hạm trả lời rất rõ ràng. Sau đó cười nói với Hạ Tưởng. Anh thật thông minh, thật sự đó, ý tưởng chẳng những cực kỳ sáng tạo, hơn nữa còn suy xét rất chu toàn. Là người phụ trách tập đoàn viễn cảnh, tôi rất đồng ý với cách nhìn của anh, cũng rất tán thưởng ánh mắt kiệt xuất của chủ nhiệm Hạ. Liên Nhược Hạm trang trọng khích lệ Hạ Tưởng. Nếu so sánh cô lúc này với vẻ mặt tối qua của cô, quả thật chẳng khác gì hai người riêng biệt. Hạ Tưởng nhịn cười. Đa tạ Tổng Giám Đốc Liên khích lệ. Tôi chính là thích cân nhắc mọi chuyện. Khi cân nhắc rồi thì chuyện gì cũng có cách giải thích. Kỳ thật trước mặt thị trường Trần, trước mặt chuyên gia như Tổng Giám Đốc Liên, tôi chỉ như một con tép nhỏ mà thôi. Thị trường Trần, tôi nói có gì không đúng, xin ngài cứ mặc sức phê bình. Nếu tôi nói đúng thì cũng không cần phải khen ngợi. Ha ha, cậu Tiểu Hạ này. Trần Phong rốt cục bật cười. Tốt lắm, tính là cậu thông qua, tôi cũng lấy làm lạ. Cậu không phải chuyên gia quy hoạch của thành phố, lại không biết quy hoạch lâu dài của thành phố, sao có thể nói được như vậy nhỉ? Sao cậu như con sâu ở trong bụng tôi thế? Thị trưởng Trần, cái này gọi là lĩnh ngộ đầy đủ ý tứ của lãnh đạo. Chủ nhiệm Hạ vừa có năng lực lại luôn có thể suy nghĩ thống nhất với ngài, nhân tài như vậy cần phải bồi dưỡng đó. Liên Nhược Hạ ngồi xuống, hai tay đặt trên đùi, bộ dạng vô cùng đoan trang. Chủ nhiệm Hạ từ khi phụ trách dự án của tập đoàn viễn cảnh tới nay, đã đưa ra không ít ý kiến có tính xây dựng cho tập đoàn viễn cảnh, chẳng những tiết kiệm rất nhiều tài chính cho chúng tôi mà còn rút ngắn thời hạn công trình. Tôi đã thương lượng với Cao Lão, hay là mời chủ nhiệm Hạ tới đảm nhiệm phó tổng giám đốc tập đoàn viễn cảnh, tôi trả lương anh ta 200.000 một năm, không biết thị trưởng Trần có chịu thả người hay không? Thả người, không có khả năng, tổng giám đốc đừng có chủ ý với Hạ Tưởng, cô mà mang cậu ta đi. Ai sẽ tới đỡ gánh nặng văn phòng tổ cải tạo cho tôi chứ? Hơn nữa Tiểu Hạ là nhân tài tôi tìm từ huyện bá tới, nói thế nào tôi cũng sẽ không thả cậu ta. Ha ha! Trần Phong giơ tay, Cao Hải vội vàng đưa một tập tài liệu tới. Trần Phong xem qua một chút rồi nói. Tôi đã đệ trình tài liệu lên thành ủy để xét biên chế, muốn cơ cấu văn phòng tổ cải tạo vào thành cấp phó cục trưởng thuộc ủy ban nhân dân thành phố. Trần Phong đầu tiên là ra đề thi. Thì qua lại cho một viên kẹo. Tuy rằng Hạ Tưởng cũng biết rõ, mặc kệ là vừa rồi mình có vượt qua được bài thi của Trần Phong hay không, việc xếp văn phòng tổ cải tạo vào biên chế vẫn là việc ở thế bắt buộc phải làm. Nhưng Trần Phong muốn thi thố hắn trước, chính là đạo lý dùng người cao minh của ông ta.
trải qua kỳ thi sẽ tạo cho hắn cảm giác sau này phải tiếp tục cố gắng, phải vừa lòng thị trưởng Trần mới có thể được trọng dụng, đề bạt. Nếu thi không qua, Trần Phong vẫn cho văn phòng tổ cải tạo lên cấp, càng làm hắn cảm động đến rơi nước mắt đối với thị trưởng Trần, sau đó sẽ không ngừng cố gắng, tranh thủ làm ra thành tích lớn hơn nữa để báo đáp thị trưởng Trần. Hạ Tường hiểu vậy nhưng vẫn rất cảm kích Trần Phong. Mặc kệ ông ta làm vậy là vì chỉnh thể ích lợi của văn phòng tổ cải tạo hay vì tiền đồ chính trị của ông ta, dù sao mình cũng vẫn là người được lợi. Cho nên Hạ Tường lập tức đứng lên, rất cung kính nói. Lý tưởng và chí hướng của tôi chính là được làm việc dưới sự lãnh đạo anh minh của thị trưởng Trần, vì công tác khai phá và cải tạo thôn nội đô mà có những cống hiến lớn hơn nữa. Về phần tới tập đoàn Viễn Cảnh làm phó tổng giám đốc như tổng giám đốc Liên vừa nói, quả thật tôi không hề suy xét đến. Rất xin lỗi, tổng giám đốc Liên. Trần Phong khoát tay cười mắng. Quá giả tạo, chẳng những nịnh bợ kém mà ngay cả lời nói cũng giống tuếch. Ở chỗ tôi, đừng làm ra vẻ như vậy. Hạ Tường liền khiêm tốn cười. Thị trưởng Trần phê bình tôi xin hoàn toàn tiếp nhận những lời phê bình này. Thật ra từ sau khi tôi tới văn phòng tổ cải tạo, vẫn luôn một lòng hoàn thành tốt từng nhiệm vụ của mình. Dù sao thị trưởng Trần điều tôi từ huyện bá tới đây chính là coi trọng tôi, thưởng thức tôi, hơn nữa còn trao gánh nặng cho tôi, chính là thị trưởng Trần cố ý muốn rèn giũa tôi trở thành thiên lý mã. Những phương diện khác không dám nói, dù sao tôi đến thành phố Yến cũng đã một thời gian dài như vậy, trước kia chỉ chạy 500 mét đã mệt thở hồng hộc, hiện tại chạy cả ngàn mét cũng không thấy mệt. Thị trưởng Trần còn giỏi về ngựa hơn cả bá nhạc một bởi vì bá nhạc chỉ có thể phát hiện thiên lý mã, mà thị trưởng Trần lại có bản lĩnh bồi dưỡng ngựa mỗi ngày chỉ chạy được 100 mét trở thành con ngựa mỗi ngày chạy ngàn dặm. 1. Bá nhạc. Nuôi an xong cha bé nhạc và thiên lý mã. Hạ Tưởng cố ý nói một đống những lời trung thành, cũng là muốn cho Trần Phong hiểu rằng, mặc kệ mình có lừa gạt ông ta chuyện gì thì mình vẫn một lòng vì công tác, không hề hài lòng. Trần Phong giơ tay lên chỉ Hạ Tưởng. Mỉm cười nói. Tiểu Hạ này, chỉ được cái dẻo mồm, như thế mà cũng nịnh bợ được. Được rồi, mau đi làm việc đi, đừng ở đây ba hoa nữa. Có Tổng Giám Đốc Liên ở đây, cậu phải chú ý hình tượng một chút. Hạ Tưởng liền gật đầu với Liên Nhược Hạm, cười cười. Tổng Giám Đốc Liên kiến thức rộng rãi, đã gặp qua đủ loại người muôn hình muôn vẻ. Người như tôi thì cô ấy gặp qua một lần là quên, sẽ không để trong lòng. Thôi. Tôi đi trước, chào thị trưởng Trần, chào trưởng ban thư ký Cao. Hạ Tưởng giữ lễ phép rất đúng mực, chào hỏi đầy đủ, thái độ cung kính kéo cửa đi ra. Vừa ra đến ngoài cửa, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn vừa vui mừng vì sắp được lên tới cấp phó cục trưởng, vừa thoải mái với biểu hiện vừa rồi của Trần Phong. Hiển nhiên ông ta đã xem như bỏ qua chuyện lúc trước hắn cố tình giấu giếm sự kiện phát sinh khi Cao Tấn Chu đi thị sát. Được Trần Phong bỏ qua. Hòn đá trong lòng Hạ Tưởng rốt cuộc cũng rớt xuống. Tuy đã biết Trần Phong không phải lãnh đạo thích tính toán chi ly, nhưng dù sao ông ta cũng là lãnh đạo, là thị trưởng cấp phó tỉnh, hơn nữa lãnh đạo cũng là người, cũng sẽ có buồn giận, nếu thật sự Trần Phong vẫn không bỏ qua việc Cao Tấn Chu, Hạ Tưởng cũng chỉ có thể cúi đầu. Cũng may, mặc kệ là thị trưởng Trần suy nghĩ cho chỗ khó xử của hắn hay là bởi vì nguyên nhân khác nên không còn bất mãn với hắn nữa, tóm lại tất cả đều đã qua. Thật sự có thể lên tới cấp phó cục trưởng. Trong lòng Hạ Tưởng mừng như điên. Cho tới nay, hắn vẫn cảm thấy cán bộ cấp phòng đã là cán bộ cấp rất cao, không ngờ hắn cũng có thể hãnh diện từ cấp phòng lên tới cấp phó cục trưởng. Cấp phòng là lượng cán bộ khổng lồ nhất cả nước, mà từ cấp phòng lên tới cấp phó cục trưởng, là nấc thang quan trọng nhất, là ngưỡng cửa quan trọng nhất để bước lên bậc thang quyền lực. Rất nhiều người có lẽ còn trẻ đã lên tới cấp phòng nhưng cả đời nằm chết ở cấp phòng. Rốt cuộc không thể bước lên được mốc mấu chốt là cấp phó cục trưởng. Trở lại văn phòng, Hạ Tưởng nói lại những lời của thị trưởng Trần vừa rồi, chia sẻ niềm vui với Khúc Nhã Hân và Ngô Cảng Đắc. Quả nhiên hai người đều mừng rỡ như điên, Ngô Cảng Đắc thậm chí còn rơm rớm nước mắt, lẩm bẩm. Thật tốt quá, rốt cuộc không cần trở về cục quản lý đô thị để bị khinh bỉ nữa. Khúc Nhã Hân cũng không kìm nổi vui sướng. Hết thảy những điều này đều là nhờ chủ nhiệm Hạ. Từ sau khi chủ nhiệm Hạ về đây, văn phòng tổ cải tạo thì việc vui không ngừng kéo tới. Ngài đúng là ngôi sao may mắn của chúng ta. Nếu văn phòng tổ cải tạo vẫn không có biên chế chính thức, một khi hoàn thành công tác cải tạo thôn nội đô, vậy sẽ gặp phải vận mệnh bị giải tán. Hạ Tưởng là điều từ huyện bá tới, lại có lai lịch, hiện tại lại là chủ nhiệm,
đến lúc đó chắc chắn sẽ có trọng dụng khác. Mà Khúc Nhã Hân và Ngô Cảng Đắc thì có lẽ sẽ đều trở lại đơn vị cũ. Nhưng có ai muốn trở lại đơn vị cũ chứ? Dù sao ra đi lâu như vậy, khi quay về làm gì còn vị trí? Hơn nữa xa cách lãnh đạo thời gian dài như vậy, sau khi trở về khẳng định là sẽ bị để đó không dùng. Cho nên vừa nghe thấy văn phòng tổ cải tạo sắp được có biên chế chính thức, hai người rốt cuộc thả lỏng tâm tư, không còn buồn phiền nữa. Chuyện như vậy không cao hứng sao được. Giữa trưa, ba người cùng ra ngoài ăn liên hoan, chúc mừng một chút. Buổi chiều, Tôn Hiện Vĩ gọi điện thoại tới, nói là chợ bán sỉ rau quả phố Thập Lý chính thức khánh thành, mời Hạ Tưởng đích thân tới thăm, đồng thời y còn đưa ra một yêu cầu không nhỏ. Chủ nhiệm Hạ, tuy chợ bán sỉ rau quả không tính là một dự án lớn nhưng vẫn là công trình liên quan tới quốc kế dân sinh, đúng không? Tôi cũng có chút quan hệ với trưởng ban phương nhưng bên ủy ban nhân dân thành phố thì không quen thân ai cả. Nghi thức khánh thành mà không có lãnh đạo của ủy ban nhân dân thành phố đến dự thì rất không ổn, tôi cũng chẳng còn mặt mũi gì. Cậu có thể giúp tôi đi quan hệ một chút, mời một vị tai to mặt lớn nào đó tới dự được không? Thị trưởng hay phó thị trưởng thì tôi không dám nghĩ, cũng không đủ mặt mũi để mời, nhưng cấp trưởng ban thư ký ủy ban nhân dân thành phố là được. Giúp ông anh chuyện này, được không? Hạ Tưởng hơi trầm ngâm, trong lòng có chủ ý, liền hỏi. Trưởng ban phương có đích thân tới hay không? Sẽ tới, tuy nhiên ông ta không tiện trực tiếp lộ diện. Nếu phó thị trưởng Tào tới dự thì thế nào? Hạ Tưởng cố ý hé mở một chút. Phó thị trưởng Tào, chú không đùa đấy chứ? Ông em, chú có thể mời được phó thị trưởng Tào, tôi sẽ cực kỳ nở mày nở mặt. Chú cũng đừng dọa anh, đừng để anh mừng hụt. Nếu thật sự như vậy thì rất tốt, anh nợ chú một nhân tình. Tôn Hiện Vĩ vội vàng nói. Hạ Tưởng mỉm cười nói. Đừng nóng vội ông anh, để em hỏi giúp anh một chút rồi lát nữa trả lời anh. Hạ Tưởng cũng hiểu tâm tư của Tôn Hiện Vĩ. Trưởng ban phương là ủy viên thường vụ thành ủy, trưởng ban tổ chức cán bộ, tuy rằng cấp bậc tương đương với Tào Vĩnh Quốc, nhưng dù sao ông ta cũng là cán bộ khối đảng ủy, quản lý nhân sự, cho nên ý nghĩa khi tham dự không thể so sánh được với Tào Vĩnh Quốc là phó thị trưởng thường trực. Hơn nữa, trưởng ban phương lộ diện cũng không hợp quy tắc, Tào Vĩnh Quốc tham dự lại truyền tới mọi người một tin tức. Mặc kệ phó thị trưởng Tào là đại biểu cho Ủy ban Nhân dân thành phố hay chỉ đi với tư cách cá nhân, phó thị trưởng Tào khẳng định là có thái độ ủng hộ với bất động sản Thiên An. Hạ Tưởng liền lên lầu tìm Tào Vĩnh Quốc, nói ý tưởng của mình cho ông ta. Tào Vĩnh Quốc ngẫm nghĩ một chút, cười nói. Tiểu Hạ à, cậu đây là cố ý bố trí để tôi tiếp xúc với trưởng ban phương, là có ý đồ khác, đúng không? Trước mặt Tào Vĩnh Quốc, Hạ Tưởng không hề có gì giấu giếm. Hiện tại thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố đã sát nhập địa điểm làm việc, về sau các cán bộ khối ủy ban nhân dân và ủy viên thường vụ thành ủy ngẩng mặt, cúi đầu đều gặp nhau. Nếu mọi người đã cùng địa điểm làm việc, làm quen trước một chút cũng không có gì hại mà chỉ có lợi, đúng không Tào bá bá? Tào Vĩnh Quốc không nói gì nữa. Ông rất vui mừng vì Hạ Tưởng luôn luôn có thể phát hiện cơ hội đúng lúc, cũng biết rằng đây là một cơ hội tốt khó có để tiếp cận trưởng ban phương. Ông lập tức gọi thư ký Cổ Tú Văn vào, nói với y. Bố trí lịch trình của tôi một chút, ngày kia tới tham dự một lễ khánh thành. Cổ Tú Văn cung kính dạ một tiếng, sau đó lui ra ngoài. Hạ Tưởng đang muốn cáo từ, Tào Vĩnh Quốc gọi hắn lại, tò mò hỏi. Sao sáng nay cậu và Liên Nhược Hạm lại đi cùng nhau tới đây vậy? Hạ Tưởng hoảng sợ, ánh mắt Tào bá bá quá sắc bén nhỉ, trong giờ làm việc. Người ra vào Ủy ban Nhân dân thành phố đông như vậy, sao ông ta chỉ liếc mắt đã thấy mình và Liên Nhược Hạm đi cùng nhau chứ? Xem ra làm việc ngay dưới mắt nhạc phụ tương lai là rất nguy hiểm. Hạ Tưởng cười ha hả. Tối qua Thù Lê bảo cháu đưa Liên Nhược Hạm trở về, sau đó cháu về chỗ ở. Sáng sớm nay cô ấy vừa lúc phải tới Ủy ban Nhân dân thành phố làm việc, khi đi ngang qua chỗ cháu liền cho cháu đi nhờ xe. Tào Vĩnh Quốc nhìn như không có ý định ồ lên một tiếng. Cúi đầu chỉnh sửa tài liệu của mình, tùy ý nói. Liên Nhược Hạm là một cô gái tốt, tuy nhiên so sánh kỹ thì Thù Lê dịu dàng, biết chăm sóc người khác hơn. Cũng không phải là tôi làm cha thì khen con gái mình, Liên Nhược Hạm quá thanh cao, lạnh lùng, mới nhìn thì rất đẹp nhưng lại hơi giống với ánh trăng, có thể thích nhưng không thể thành. Hạ Tưởng cố gắng chán tĩnh. Tào bá bá, đây là phòng làm việc của bác, những lời này để về nhà chúng ta thảo luận có được không? Chương 207,
lần đầu gặp mặt trưởng ban tổ chức cán bộ thành ủy Phương Tiến Giang. Hạ Tưởng vô cùng chật vật trốn ra khỏi phòng làm việc của Tào Vĩnh Quốc, tim đập thình thịch không ngừng. Tào bá bá quá lợi hại, mắt sáng như đuốc, rõ ràng là nhắc nhở mình không được tiếp xúc quá gần với Liên Nhược Hạm. Nghĩ theo một góc độ khác, cô bé Lê thật là hạnh phúc, có một người cha tốt như vậy. Hạ Tưởng còn không quên âm thầm phản bác Tào bá bá, ai bảo Liên Nhược Hạm thanh cao nhưng lạnh lùng. Đó là đối với người ngoài, hiện tại đối với hắn, cô thật sự rất yêu hắn, cũng thật sự muốn dụ dỗ hắn. Trở lại phòng làm việc, Hạ Tưởng vội vàng gọi điện thoại cho Tôn Hiển Vĩ, nói cho y biết việc đã thành, bảo y trực tiếp liên lạc với thư ký Cổ Tú Văn của Tào Vĩnh Quốc để thảo luận chi tiết vấn đề. Tôn Hiển Vĩ không thể tin nổi lớn tiếng nói. Ông em Hạ, tuy rằng chúng ta rất thân nhưng nếu chú lừa tôi chuyện này, tôi sẽ không để chú yên đâu. Hạ Tưởng vui vẻ. Từ khi chúng ta quen nhau tới nay, em đã lừa dối anh lần nào chưa? Lúc này Tôn Hiển Vĩ mới tin. Đúng là không có, chủ yếu là tôi quá kích động. Tốt lắm, để tôi gọi điện thoại. Ông em, tôi nợ chú một nhân tình rất lớn. Không lâu sau, Liên Nhược Hạm lại xuất hiện trong phòng làm việc. Chủ nhiệm Hạ, cảm tạ anh đã nói tốt về tập đoàn Viễn Cảnh chúng tôi trước mặt thị trưởng Trần. Tối nay Cao Lão muốn mời anh ăn cơm, không biết có được hân hạnh đón tiếp hay không. Vừa bị Tào Vĩnh Quốc điểm một chút, Hạ Tưởng sao còn dám đến gần Liên Nhược Hạm nữa chứ. Mặc dù ở trước mặt đám người Ngô Cảng Đắc, Liên Nhược Hạm giả vờ trông rất thật nhưng hắn vẫn khoát tay nói. Tổng giám đốc Liên khách khí rồi. Vốn là tập đoàn Viễn Cảnh làm việc rất khá, đã làm ra chuyện tốt cho nhân dân thành phố Yến, tôi cũng chính là người được lợi. Còn cơm thì không ăn được rồi, tối nay tôi còn có việc. Liên Nhược Hạm cũng không miễn cưỡng, cáo từ mà đi. Đi không lâu sau, cô gửi lại một tin nhắn, biệt thự giữa hồ ở công viên rừng rậm đặt tên là gì? Đặt tên là An Hạ Cư có được không? Hạ Tưởng run cả tay, suýt nữa làm rơi di động xuống đất, vội vàng nhắn tin trở về, em đừng đùa. Cứ gọi là hồ tâm cư, nhà giữa hồ, là tốt nhất. Liên Nhược Hạm chỉ nhắn trở về một chữ, tục. Một lát sau, cô lại nhắn một tin nữa, em quyết định rồi, đặt tên là Liên Viện. Ngày mai sẽ khởi công luôn, mùa xuân tới là có thể vào ở. Hạ Tưởng đang bận rộn xem tài liệu về thôn Tiểu Mã và thôn Đại Mã, không rảnh nhắn tin lại cho cô, không ngờ chỉ một lát sau lại thêm một tin nhắn nữa. Đừng lo lắng, em sẽ giữ lại cho anh một căn phòng hướng về phía mặt trời. Em sẽ tự mình trang trí. Hạ Tưởng hoàn toàn không nói gì. Hai ngày sau, trong lễ khánh thành chợ bán sỉ rau quả tại phố Thập Lý, Thường vụ Thành ủy, Phó Thị trưởng Thường trực Tào Vĩnh Quốc tham dự nghi thức và phát biểu nói chuyện. Cùng đi có Phó trưởng Ban Thư ký Ủy ban Nhân dân thành phố Trịnh Quan Quần. Rất không may, Hạ Tưởng bị sắp xếp ngồi ở phía ngoài, không hề xuất hiện chút nào trên TV. Đương nhiên, Hạ Tưởng cũng không quan tâm tới việc này. Hắn xử lý công việc xong liền đi theo Tào Vĩnh Quốc vào trong phòng hội nghị do Tôn Hiển Vĩ đã bố trí sẵn, gặp mặt với trưởng ban tổ chức cán bộ Phương Tiến Giang. Phương Tiến Giang này hình thức không đẹp, là điển hình của người phía Nam, ăn mặc cũng rất bình thường, tuy nhiên vẻ mặt khá trang nghiêm, ánh mắt hơi lạnh, thần thái có vẻ ngạo mạn. Cho dù là khi bắt tay với Tào Vĩnh Quốc cũng không khiến người ta cảm nhận được sự chân thành nào. Tào Vĩnh Quốc cũng không thèm để ý, khách sáo chào hỏi Phương Tiến Giang vài câu. Mặc dù Phương Tiến Giang không cười nhưng vẫn tỏ vẻ nhiệt tình đối với Tào Vĩnh Quốc. Tuy nhiên có thể là do ông ta đã công tác nhiều năm ở ban tổ chức cán bộ nên lời nói và cử chỉ vẫn vô tình toát ra một tia cao cao tại thượng. Tào Vĩnh Quốc đã lăn lộn nhiều năm trong quan trường, cũng biết rõ rằng từ xưa tới giờ người của ban tổ chức cán bộ luôn có thói quen mắt cao hơn trán. Hơn nữa Phương Tiến Giang lại là ủy viên thường vụ trưởng ban tổ chức cán bộ, có thể nói là quyền cao chức trọng. Bởi vậy ông vẫn duy trì sự khách khí. Đồng thời tỏ vẻ kính trọng một cách thích hợp đối với Phương Tiến Giang khiến Phương Tiến Giang rất hài lòng. Hạ Tưởng không đến mức không biết xấu hổ tiếp cận vào hai người. Cấp bậc của hắn rất thấp, tạm thời chưa thể lọt được vào mắt Phương Tiến Giang. Tôn Hiển Vĩ tới sát cạnh hắn nói nhỏ. Trưởng ban Phương mặt lạnh tâm nóng, đã làm ở ban tổ chức cán bộ thời gian rất lâu nên có vẻ mặt như vậy đã thành thói quen, không dễ bỏ được. Lúc sau nhớ nói với Phó Thị trưởng Tào một tiếng. Nói ông ấy đừng quá để ý, kỳ thật trưởng ban Phương đối nhân xử thế không tồi. Hạ Tưởng cười cười. Anh tưởng tôi nông cạn vậy sao? Anh nghĩ Phó Thị trưởng Tào đơn giản vậy sao? Được rồi, đừng quan tâm vớ vẩn nữa, nói đại kế kinh doanh rau quả của anh đi.
Tôi muốn mời một nhân viên quản lý, giúp tôi quản lý chợ kinh doanh rau quả phố Thập Lý. Ý tưởng kinh doanh cụ thể giao cho người đó thực hiện, mục tiêu chủ yếu của tôi là bất động sản. Tôn Hiện Vĩ vừa nói vừa kéo Hạ Tưởng đi về phía trước. Bình thường thì chợ bán sỉ sẽ có hai tổ chức quản lý. Một là ban quản lý do chính phủ tổ chức, phụ trách quản lý hành chính, công thương, thuế vụ, v. Trong chợ, hai là văn phòng quản lý do nhà đầu tư khai phá tổ chức, đại biểu cho ích lợi của nhà đầu tư khai phá, chủ yếu là phụ trách quản lý phương diện kinh doanh. Nhân viên quản lý mà Tôn Hiện Vĩ nói ở đây đương nhiên là nhân tài về phương diện kinh doanh. Hạ Tưởng không rõ vì sao Tôn Hiện Vĩ muốn kéo mình đi, còn chưa kịp hỏi thì đã nghe Phương Tiến Giang nói. Tiểu Tôn thế nào? Hạ Tưởng hiểu, Tôn Hiện Vĩ rất biết làm việc, đây là muốn giới thiệu mình với trưởng ban Phương. Trưởng ban Phương, đây là Hạ Tưởng, là bạn tốt của tôi. Tôn Hiện Vĩ không nói chức vụ của Hạ Tưởng mà chỉ nói tới quan hệ cá nhân của mình, hiển nhiên là muốn Hạ Tưởng và trưởng ban Phương gặp mặt với quan hệ cá nhân. Hạ Tưởng, tôi đã nghe thấy tên của cậu, từ sau khi tới thành phố Yến, cậu đã làm ra không ít việc kinh người. Quả nhiên là thanh niên, ý tưởng rất tiến bộ, cũng rất nhiệt tình. Phương Tiến Giang giơ tay ra bắt tay với Hạ Tưởng. Lời nói khá thân thiện nhưng trên mặt lại không hề có vẻ tươi cười. Hạ Tưởng vội vàng tiến về phía trước, giơ hai tay nắm lấy tay Phương Tiến Giang. Trưởng ban Phương quá khen, tôi chỉ làm một chút việc trong phạm vi chức trách của mình mà thôi, đâu đáng để trưởng ban Phương khen chứ. Phương Tiến Giang nhìn Hạ Tưởng vài lần với ánh mắt phức tạp, bỗng nhiên quay sang hỏi Tôn Hiện Vĩ. Tiểu Tôn, công tác thu hút đầu tư của chợ tiến triển thế nào rồi? Coi như không tồi. Trước mắt đã có mấy nhà bán sỉ gia nhập, còn có hơn 10 nhà nữa cũng tỏ vẻ rất hứng thú. Nếu ước tính lạc quan, có lẽ trong vòng 3 tháng, có thể bán được một nửa số nhu cầu của nhân dân bên Tây Cầu, sau nửa năm có thể có doanh thu. Tôn Hiện Vĩ tràn đầy tin tưởng đối với thị trường của phố Thập Lý. Tôi giới thiệu cho anh một nhà bán sỉ lớn cho anh nhé. Cô ấy mà đến, ít nhất có thể mang tới 1/4 hoặc 1/5 nhu cầu của toàn bộ thành phố Yến. Anh nói trong vòng 3 tháng đạt được một nửa nhu cầu vẫn là quá bảo thủ. Tôi phỏng chừng, sau nửa năm, anh có thể chiếm 2/3 thị trường của thành phố Yến. Còn nữa, đừng chỉ tập trung ánh mắt trong thành phố Yến, phải mở mang ra tới toàn bộ tỉnh Yến. Ít nhất trong vòng nửa năm, mở thêm chợ ở thành phố Đan Thành và thành phố Bảo, không phải là vấn đề lớn. Hạ Tưởng không mất thời cơ cho Tôn Hiện Vĩ một liều thuốc trợ tim. Đương nhiên. Đây cũng là nói cho Phương Tiến Giang nghe. Quả nhiên Phương Tiến Giang cảm thấy rất hứng thú, trực tiếp hỏi. Tiểu Hạ có căn cứ gì không, hay chỉ là phỏng đoán? Người ta vẫn nói, quan tâm sẽ bị loạn. Dù là người ngồi ở vị trí cao cũng có nhược điểm, vẫn có những việc không yên lòng nếu liên quan đến bản thân mình. Tuy Hạ Tưởng vẫn không hỏi Tôn Hiện Vĩ rốt cục y có quan hệ hợp tác như thế nào đối với Phương Tiến Giang, nhưng từ thái độ thân thiết của Phương Tiến Giang có thể thấy. Sự hợp tác giữa Tôn Hiện Vĩ và Phương Tiến Giang còn sâu sắc hơn cả tưởng tượng ban đầu của Hạ Tưởng. Hạ Tưởng hoàn toàn căn cứ theo phân tích thị trường của Tiếu Giai để đưa ra kết luận, dù không dám nói 100% chính xác nhưng ít nhất cũng dám nắm chắc tới 80%. Sự phân tích chính xác và nắm chắc đối với thị trường của Tiếu Giai khiến ngay cả Hạ Tưởng cũng phải bội phục. Hơn nữa căn cứ theo tình hình kinh doanh hiện tại của Tiếu Giai. Thị trường ở phố Thập Lý chẳng những sẽ chiếm hơn một nửa nhu cầu của thành phố Yến mà không bao lâu nữa, toàn bộ chợ sẽ kín hết chỗ. Nhân tố mấu chốt nhất là nhân khẩu của thành phố Yến càng ngày càng tăng. Vào năm 98, thành phố Yến có 1.500.000 nhân khẩu, tới năm 99 đã lên đến gần 2 triệu. Hơn nữa căn cứ theo tốc độ cải tạo thôn nội đô cũng như tốc độ xây dựng vô số khu đô thị mới, không bao lâu nữa, dân số nội thành sẽ vượt quá 3 triệu. Nói như vậy, mỗi khu đô thị mới sẽ cần một chợ mới, bởi vậy có thể tính được, nhân khẩu càng nhiều, nhu cầu ăn uống càng lúc càng lớn. Hạ Tưởng biết Phương Tiến Giang và Tôn Hiện Vĩ đều là người thông minh, không cần hắn giải thích quá nhiều, liền trực tiếp đi vào vấn đề trọng điểm. Tốc độ xây dựng các khu đô thị mới ở thành phố Yến là không thể tưởng tượng được, tốc độ tăng trưởng nhân khẩu cũng nhanh hơn rất nhiều so với trước. Mọi người đều phải ăn cơm mà. Phương Tiến Giang cuối cùng mới nở một nụ cười vui mừng. Tiểu Tôn, hiện tại tôi tin tưởng lời cậu nói. Tiểu Hạ có ý nghĩ kinh tế hơn rất nhiều cán bộ khác. Thế này đi, Tiểu Cách vừa mới tốt nghiệp Đại học Bắc Kinh, nó cũng không muốn quay về phía Nam,
cũng đã được phân tới Ủy ban Nhân dân thành phố công tác. Tôi cho nó theo cậu học hỏi một chút, thế nào? Tôn Hiển Vĩ vội giải thích. Phương Cách, con trai của trưởng ban Phương, sinh viên Đại học Bắc Kinh mới tốt nghiệp. Lúc nào có thời gian ngồi với nhau làm quen một chút. Có thể tiếp cận con trai của trưởng ban Phương, chẳng khác nào thành lập quan hệ cá nhân với trưởng ban Phương, Hạ Tưởng đang cầu còn không được, lập tức đồng ý ngay. Phương Tiến Giang không nói gì nữa, quay người đi xã giao với người khác. Tôn Hiển Vĩ đúng là một người làm việc nhanh nhẹn, đến chưa y bố trí, trưởng ban Phương là một người từ trước đến giờ rất ít khi ra ngoài ăn nhưng hôm nay lại phá lệ đồng ý ở lại ăn cơm, hơn nữa còn cùng vào phòng với Tào Vĩnh Quốc. Hạ Tưởng và Tôn Hiển Vĩ ăn ở phòng bên cạnh, Tôn Hiển Vĩ chạy ra ngoài gọi một cuộc điện thoại, sau đó trở lại, cười thần bí nói. Đến ngay bây giờ, quả nhiên rất nhanh có một người trẻ tuổi đi vào phòng. Da gã khá trắng, đeo kính cận, dáng người trung bình, hơi gầy, tuy nhiên nhìn qua có vẻ khỏe mạnh, chỉ có điều vẻ mặt có chút kiêu ngạo. Tôn Hiển Vĩ giới thiệu với Hạ Tưởng. Phương Cách, sinh viên Đại học Bắc Kinh mới tốt nghiệp năm nay, hiện tại công tác ở phòng tổng hợp của Ủy ban Nhân dân thành phố. Hạ Tưởng đứng dậy đón chào. Hạ Tưởng, rất vui làm quen với cậu. Phương Cách thản nhiên gật gật đầu. Tôi đã nghe nói về anh, Tôn ca cũng nói anh khá có bản lĩnh, ngay cả ba tôi cũng nói anh rất tinh mắt, là thật hay giả thì hiện tại không nói, tuy nhiên nhìn anh khá trẻ vậy mà đã là cấp trưởng phòng, rất giỏi. Tôi ít hơn anh 2 tuổi, vẫn còn chưa có cấp bậc gì. Trong mắt gã toát ra ý nghi ngờ, nói với vẻ hơi cả vú lấp miệng em. Đúng rồi, khi tài liệu của anh báo cáo lên ban tổ chức cán bộ, vốn đề bạt cán bộ cấp phòng còn không đáng để ba tôi xem, không ngờ ông ấy cũng xuất phát từ tâm lý quý trọng người tài nên mới hỏi một chút. Anh có biết chuyện này không? Trong mắt người thông minh thì việc này chỉ cần biết rõ ràng trong lòng là được, không cần nói ra, chỉ cần nói hời hợt rằng trưởng ban Phương nói chuyện là được, nếu nói cụ thể ra lại trở thành tục. Hạ Tưởng không hài lòng lắm với sự cao ngạo tuổi trẻ của Phương Cách. Tuy Phương Cách có tư cách để cao ngạo, tốt nghiệp Đại học Bắc Kinh, có một ông bố làm trưởng ban tổ chức cán bộ, nhưng người ở trong quan trường, khởi điểm của một người học Đại học Bắc Kinh và một đại học hạng ba đều là hoàn toàn giống nhau. Làm quan như làm người, ảnh hưởng của bằng đại học hàng hiệu đối với tiền đồ là cực kỳ nhỏ bé. Hạ Tưởng cũng gật đầu đáp. Biết, có nghe nói. Phương Cách, cậu học chuyên ngành gì? Hắn trực tiếp rời đề tài đi, chính là không muốn tranh luận những việc vô bổ với Phương Cách. Phương Cách dù cao ngạo nhưng vẫn khá thức thời, cũng không tiếp tục lằng nhằng với đề tài này. Gã chỉ là muốn nhắc nhở Hạ Tưởng, đừng có coi thường gã, liền đáp. Trung Văn, sao không vào phòng thư ký lại vào phòng tổng hợp? Hạ Tưởng cười cười, nghĩ thầm rằng Phương Cách có sự cao ngạo của con nhà quan lớn nhưng cũng biết tiến thoái. Đều là ý tứ của ba tôi. Ông ấy nói để ông ấy bố trí tiền đồ cho tôi. Kỳ thật vốn ý tôi là không thích vào cơ quan nhà nước mà tôi thích làm kinh doanh hơn. Phương Cách tỏ vẻ hơi bất đắc dĩ, cười cười ngồi giữa Hạ Tưởng và Tôn Hiển Vĩ. Thật ra quan trường và thương trường là giống nhau, không khác nhau mấy. Mặc kệ ở đâu, đều là người có năng lực mới lên cao được. Tuy nhiên Phương Cách, nếu cậu muốn làm kinh doanh, vậy nói xem cậu muốn làm ở lĩnh vực nào. Hạ Tưởng cố thử gã. Tôi muốn làm sự nghiệp văn hóa. Dù sao tôi cũng là tốt nghiệp hệ trung văn, có thể làm một ít công tác phương diện sách báo, hoặc mở một công ty quảng cáo, hẳn cũng có thể kiếm được một chút. Hạ Tưởng không nói gì nữa. Thanh niên mới vào đời đều rất nhiệt huyết nhưng cũng lạc quan mù quáng, cho rằng đường đi nằm ngay dưới chân mình, tiền đồ là ở trên tay mình. Kỳ thật hoàn toàn không phải. Muốn trưởng thành cần phải trả giá, muốn chín chắn cũng phải có sự từng trải. Không vội, dần dần sẽ tới. Rồi có một ngày Phương Cách sẽ tỉnh ra. Hôm sau Hạ Tưởng nhận được một tin giật mình, Phương Cách tạm thời điều tới văn phòng tổ cải tạo, chỉ định làm trợ lý cho Hạ Tưởng. Hạ Tưởng biết có lẽ đây là kết quả của cuộc thảo luận hôm qua giữa trưởng ban Phương và Tào Vĩnh Quốc. Hắn cũng không khách khí, trực tiếp bố trí công tác cho Phương Cách. Tiểu Phương, trước hết cậu cứ làm quen một chút với công tác của văn phòng. Đầu tiên đi theo phó chủ nhiệm Khúc một thời gian. Chờ sau khi quen việc sẽ làm trợ lý cho tôi, được không? Ý của Hạ Tưởng là, nếu cậu đã tới văn phòng tổ cải tạo, vậy cần phải vùi đầu vào làm việc, phải quên đi thân phận công tử của trưởng ban tổ chức cán bộ thành ủy đi. Phương Cách kiêu ngạo nhưng cũng có sự cứng cỏi nhất định. Tôi ứng phó được,
chủ nhiệm Hạ cứ bố trí việc cho tôi, nặng nhọc mức nào cũng được, tôi cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Nói là vậy nhưng Hạ Tưởng sẽ không khờ dại tới mức cho rằng Phương Cách muốn tới đây để chịu khổ. Phương Cách tới đây là để rèn luyện, vừa để rèn giũa tính tình, có thể giao việc nhưng không thể quá mức mệt nhọc hoặc nhàn nhã. Kỳ thật để bố trí tốt cho gã, làm sao để cả gã và trưởng ban Phương đều không nói được gì, chính là một việc rất hao tâm tổn trí. Cùng với trận tuyết đầu tiên của mùa đông thành phố Yến, rốt cục thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố Yến cũng sát nhập địa điểm làm việc xong. Thật ra Hạ Tưởng cũng chẳng có việc gì trong chuyện này, bởi vì tòa nhà ủy ban nhân dân thành phố có 18 tầng, ủy ban nhân dân chỉ chiếm 7 tầng, từ tầng 7 trở lên vẫn để đó không dùng. Sau khi tới đây, người của thành ủy liền chiếm 3 tầng từ tầng 7 trở lên. Hoạt động chuyển nhà khá náo nhiệt, dù sao cũng tăng thêm không ít người. Khúc Nhã Hân và Ngô Cảng Đắc đứng bên cửa sổ chỉ trỏ, nói ai là ai, người kia là người nào, có đôi khi còn không đồng ý, cãi nhau xem ai đúng ai sai, không ai chịu ai. Hạ Tưởng ở một bên nghe vậy chỉ cười không nói gì. Hắn vẫn ngồi trầm ổn bất động, dường như không hề quan tâm tới việc trước tiên tới làm quen một chút với các lãnh đạo thành ủy. Phương Cách có chút kinh ngạc hỏi. Chủ nhiệm Hạ, sao không tới xem một chút? Hạ Tưởng đặt bút xuống, khẽ dụi mắt nói. Tôi cũng muốn xem nhưng nghĩ lại, dù sao về sau ngẩng mặt hay cúi đầu cũng đều thấy, chắc chắn là sẽ gặp nhau, dù không muốn gặp cũng phải gặp, nên thôi. Phương Cách vui vẻ nói. Nghe cũng có vẻ có lý, nhưng nghĩ kỹ lại thì dường như chẳng nói gì. Hạ Tưởng cười cười không giải thích, hắn có cảm giác, thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố sát nhập địa điểm làm việc sẽ mang tới ảnh hưởng bất lợi đối với tổ cải tạo. Còn chưa kịp suy nghĩ thêm, đã thấy có người vội vã gõ cửa tiến vào. Là văn phòng tổ cải tạo phải không? Ai là chủ nhiệm Hạ? Tôi là Chu Minh Hoành ở thành ủy, nghe nói tổ cải tạo các anh đông người, tới bố trí vài người giúp chúng tôi mang ít đồ nhé. Chu Minh Hoành là ai thì Hạ Tưởng không biết nhưng nhìn dáng vẻ rất vội vã của y, Hạ Tưởng cũng không nghĩ nhiều, liền đáp. Tôi là Hạ Tưởng, Tiểu Phương, Tiểu Trung, gọi thêm 5, 6 người nữa cùng đi giúp các đồng chí thành ủy mang đồ. Suy nghĩ một chút, hắn không quá yên tâm liền nói tiếp. Nhanh lên chút, tôi cũng đi. Phương Cách vốn không vui khi Hạ Tưởng bố trí mình đi mang vác nhưng vừa nghe thấy Hạ Tưởng cũng tự mình làm thì trong lòng lại cảm thấy cân bằng rất nhiều, xắn tay áo lên, nói. Không thành vấn đề, chỉ cần chủ nhiệm Hạ có thể mang được gì thì tôi cũng sẽ làm được. Trung Nghĩa Bình vừa nghe thấy Hạ Tưởng còn nhớ tới mình, vốn y còn nghĩ sau khi Phương Cách tới đây thì Hạ Tưởng sẽ lờ mình đi. Không ngờ chủ nhiệm Hạ vẫn giống như trước, lập tức rất nhiệt tình vào tới. Đi, để tôi so với Tiểu Phương một lần, xem là người phía Nam các cậu khỏe hay là người phương Bắc chúng tôi khỏe. Phương Cách biết Trung Nghĩa Bình cũng là sinh viên đại học hàng hiệu, tuy nhiên thân phận của mình tốt hơn của gã, bởi vậy trong thâm tâm vẫn thầm coi thường, liền bĩu môi nói. So sức khỏe á, tục tằn. Trung Nghĩa Bình chỉ nghĩ Phương Cách là tốt nghiệp đại học bình thường. Nhưng lại có cơ hội xuất hiện trước mặt Hạ Tưởng nhiều hơn mình, cho nên khá bất mãn, vừa nghe y nói vậy liền nói. Có sức khỏe mà bắt nạt người thì gọi là tục tằn. Có sức khỏe mà làm nhiều việc gọi là cống hiến, hiểu không? Hơn nữa, cậu cũng là sinh viên hàng hiệu, đã học lịch sử Trung Quốc chưa? Lịch sử đều là người phương Bắc thống nhất Trung Quốc từ Bắc tới Nam. Người phía Nam yếu ớt, không biết đánh nhau, đây là chuyện thật 100%. Phương Cách tức giận. Nói hưu nói vượn. Đừng nóng, đừng giận. Có lý không phải vì to mồm. Nếu không, chúng ta đấu sức, tục tằn một phen. Từ khi đi theo Hạ Tưởng tới nay, Trung Nghĩa Bình ăn nói tiến bộ rất nhiều, chỉ vài câu đã chọc cho Phương Cách bốc lửa. So thì so, ai sợ ông. Tục tằn thì tục tằn. Đấu xem ai khỏe hơn. Phương Cách bị lừa. Khi thấy Phương Cách và Trung Nghĩa Bình cố gắng nâng một cái bàn lớn, mệt toát mồ hôi đầm đìa, Hạ Tưởng không khỏi mỉm cười. Trung Nghĩa Bình đã kích động được tâm huyết của Phương Cách, rốt cục vẫn là thanh niên, dễ bị kích động. Hạ Tưởng liền tới đỡ cùng, nói với hai người. Làm việc ra sức là chuyện tốt, nhưng phải biết kiềm chế. Còn nữa, hai người đừng có phí sức vô ích, phải so xem ai làm ra nhiều thành tích công tác hơn mới là quan trọng. Hai người đang ra sức bê bàn, có Hạ Tưởng vào đỡ liền cảm giác thoải mái lên rất nhiều. Tuy nhiên cũng vẫn không ai chịu phục ai. Trung Nghĩa Bình lau mồ hôi, nói. Chủ nhiệm Hạ, Phương Cách là người phía Nam. Người phía Nam khá láo cá,
thích làm việc nhàn nhã. Tôi phải theo dõi cậu ta. Phương Cách giận dữ. Người phương Bắc cũng không ít kẻ lười, sao ông lại nói lung tung vậy? Lười hay không lười thì phương Bắc hay phương Nam ở đâu chẳng có. Đương nhiên là có, ai chẳng biết đàn ông thành đô đều lười, uống trà uống nước nửa ngày, chẳng có bất cứ hoạt động nào khác. Tôi cũng không phải người tứ xuyên, đừng lấy cái lười của họ để áp vào tôi. Được rồi, được rồi. Hạ Tưởng cười ngăn không cho hai người tiếp tục tranh cãi. Đừng để cho người của thành ủy thấy người của chúng ta bất hòa. Để họ thấy lại cười cho sẽ không tốt, đúng không nào? Hai người các cậu cứ làm việc cho tốt, sau khi làm xong, tôi sẽ làm trọng tài. Hai người vừa nghe liền ra sức 10 phần, không cho Hạ Tưởng giúp, đưa cái bàn vào trong thang máy. Chương 208, tình cờ gặp nhân vật số 2 thành ủy. Hạ Tưởng cũng không nhàn rỗi, liền đi ra chỗ xe tải đỡ một chiếc ghế mây xuống. Vừa mới đem đi đã thấy một người rảo bước tới, chỉ vào ghế nói. Cẩn thận một chút, đây là chiếc ghế mây tôi mang từ phía Nam tới, ở phía Bắc không có bán đâu. Hỏng là toi đó. Người đến là một người đàn ông thấp béo, mặc dù tướng mạo bình thường nhưng ăn mặc rất chú ý, tóc chải gọn gàng không hề có một sợi nào bị lệch, giày da bóng nhoáng, quần áo không hề có một nếp nhăn, mắt không to, chạc 50 tuổi, vẻ mặt thân thiết nhìn chiếc ghế trong tay Hạ Tưởng. Chiếc ghế mây không nặng, Hạ Tưởng nhẹ nhàng giơ lên, cười nói. Ngài yên tâm, tôi sẽ xếp đặt nhẹ nhàng, không làm nó bị hư hỏng. Tuy không biết người trước mặt có thân phận gì nhưng có lẽ cũng là một cán bộ trong thành ủy, hắn nói tiếp. Ghế mây có rất nhiều lợi ích, mềm mại thông khí, hơn nữa còn là do thực vật thiên nhiên bện lại mà thành, cơ thể người cần phải tiếp xúc nhiều với thiên nhiên mới không bị bệnh. Điều này thật ra con người ở các đô thị hiện đại ít khi được thể nghiệm. Để chân trần dẫm lên bùn đất còn thoải mái hơn cả mát xa chân. Người kia vừa nghe thấy lập tức khá hứng thú. Chàng trai khá có kiến thức, nghe cậu nói có phải cũng nghiên cứu đạo dưỡng sinh không? Tôi đâu dám nói nghiên cứu, chỉ là có chút tìm hiểu liên quan tới thân thể mà thôi. Kỳ thật rất nhiều đạo lý có liên quan với nhau, cũng như phía Nam không khí ẩm nên phải ăn cay để chống thấp khớp, chống viêm khớp. Phương Bắc thì thời tiết khô hanh, phải uống nhiều nước. Ở nông thôn có nhiều người sống lâu là bởi vì không khí chỗ họ ít bị ô nhiễm, những đồ họ sử dụng đều là từ thiên nhiên tinh khiết. Hạ Tưởng vừa vác chiếc ghế mây vừa nói, thấy người kia đi theo sát mình, ánh mắt nhìn chằm chằm vào chiếc ghế mây không rời, khiến hắn cảm thấy khá buồn cười, liền hỏi. Xin hỏi, đưa ghế mây này lên tầng mấy? Tầng 10. Người kia đánh giá Hạ Tưởng vài lần, lại nói tiếp. Nói rất thú vị. Vậy cậu nói xem phía Bắc tốt hơn hay là phía Nam tốt hơn? Vấn đề này hơi rộng quá, không tiện trả lời. Hạ Tưởng hơi suy nghĩ một chút, cười nói. Kỳ thật vẫn là ở vấn đề thói quen. Ở đâu lâu sẽ cảm thấy nơi đó tốt. Con người luôn dễ bị thói quen làm cho có cảm giác sai lầm. Ví dụ như người ta vẫn nói người phía Nam thích ăn cơm, ngày ba bữa đều có thể ăn cơm được. Người phương Bắc thì thích mì, mở, ngày nào cũng không rời khỏi mì và phở được. Cái gì cũng có điểm tốt và điểm xấu. Cơm tính hàn, chắc, không tốt lắm đối với dạ dày, nhưng ít nhiệt lượng, không dễ gây béo phì. Nếu chỉ ăn cơm thì dễ gây viêm ruột thừa. Mì phở thì nhiều nhiệt lượng, lại chứa nhiều đường, dễ gây béo phì. Phía Nam hay phía Bắc cũng đều giống nhau, mỗi người đều bị thói quen trói buộc, ngược lại luôn cảm thấy mình là chính xác nhất. Thật ra đổi vị trí ngẫm lại, người cố chấp thì cho rằng phía Nam tốt với người phía Nam, phía Bắc tốt với người phía Bắc. Đều là chuyện rất buồn cười. Chàng trai này quả thật là giỏi ăn nói. Nói cho cùng, rất phù hợp với đạo trung dung. Người kia cười ha hả, trong mắt hiện lên một tia tán thưởng. Từ nhỏ tôi sinh ra và lớn lên ở phía Nam, sau lại tới phương Bắc học tập, vẫn cố chấp cho rằng ở phía Nam cái gì cũng tốt, con người tốt, khí hậu tốt, thậm chí nước cũng tốt. Rất không quen với mì phở phương Bắc, cho rằng mì phở phương Bắc vừa khó ăn vừa thô sơ. Nhưng sau này ở phương Bắc lâu, nhất là sau khi bám rễ ở phương Bắc, cưới vợ người phương Bắc, ha ha, cũng dần dần thích ứng cuộc sống phương Bắc, càng ăn càng cảm thấy mì phở phương Bắc có hương vị riêng, chẳng những dễ ăn, còn có vô số cách ăn. Bột mì có thể làm bánh mì, có thể làm mì vằn thắn, có thể làm sủi cảo, ít nhất cũng có cả trăm cách ăn. Mà cơm thì lại rất ít cách ăn. Từ cơm và bột mì đó, tôi đưa ra kết luận, đất phân chia Nam Bắc nhưng con người không phân biệt được Nam Bắc. Làm sao có thể phân biệt cao quý hay đê tiện? Có triết lý,
câu nói cuối cùng đúng là vẽ rồng điểm mắt. Hạ Tường cũng cảm thán, cảm thấy người này nói chuyện với mình khá hợp. Ngài nói quá đúng, phân chia Nam Bắc đều là do con người phân chia, ăn mì ngon hay ăn cơm ngon cũng là do lòng người thích hay ghét mà thành. Ai thích ăn cái gì thì nói cái đó ngon. Tuy nhiên nếu không có người phân chia cao thấp thì cuộc sống sẽ mất đi sự phong phú. Nếu tất cả thế giới đều thống nhất ăn cơm hoặc ăn mì, phở thì sẽ rất đơn điệu. Có vẻ cũng có lý. Đúng rồi, cậu cũng chuyển phòng làm việc hả? Có thể là vì chuyển phòng làm việc nên mới nói những lời cảm khái vừa rồi. Tôi tên là Hạ Tường, công tác ở văn phòng tổ cải tạo. Hạ Tường đáp với vẻ hơi kính cẩn. Người đàn ông béo kia hơi sửng sốt, mỉm cười nói. Thì ra là chủ nhiệm Hạ, để chủ nhiệm Hạ tự mình mang ghế mây cho tôi áy náy quá. Hạ Tường vội xua tay, khách khí nói. Ngài không phải khách khí làm gì, tôi được Chu Minh Hoành gọi tới hỗ trợ. Nếu đã là hỗ trợ thì không phân nặng nhẹ, gì cũng làm được. Giúp ngài đây chỉ mang một chiếc ghế mây, có phải là hơi nhẹ không? Hẳn phải mang đồ gì nặng hơn một chút mới đúng nhỉ? Hạ Tường theo người đàn ông béo tới một căn phòng, bởi vì thời gian chuẩn bị gấp gáp nên cửa phòng chưa gắn biển chức danh, tên tuổi. Hạ Tường đi vào, đặt ghế mây vào vị trí, hắn còn đang định cáo từ thì thấy Chu Minh Hoành gõ cửa tiến vào, thở phào nhẹ nhõm nói. Sao Phó Bí Thư Vương lại tự mình lên đây? Tôi tìm nửa ngày không thấy chiếc ghế mây của ngài đâu, đang khẩn trương đi lên xem, không ngờ là đã được đem lên đây rồi. Ai đem vậy? Y quay đầu sang mới phát hiện Hạ Tường, sửng sốt hỏi. Chủ nhiệm Hạ, là cậu giúp Phó Bí Thư Vương mang ghế mây lên à? Hạ Tường tuyệt đối không ngờ, người đàn ông béo lùn trước mắt mình lại là nhân vật số 2 thành ủy Vương Bằng Phi. Hắn ngẩn ra một chút mới giải thích. Tôi là mang ghế mây đi trước, sau đó mới gặp Phó Bí Thư Vương. Cũng là do thư ký Chu vừa nói tôi mới biết được hóa ra người giàu tư tưởng triết lý trước mặt này không ngờ lại là Phó Bí Thư Vương. Thật sự là khiến tôi chấn động. Hạ Tường không để lãng phí cơ hội, miễn phí dâng tặng một câu nịnh. Hắn thấy thái độ và giọng điệu của Chu Minh Hoành đối với Vương Bằng Phi, không cần nghĩ cũng biết y là thư ký của ông ta. Vương Bằng Phi quả nhiên vô cùng hưởng thụ mỉm cười. Tiểu Hạ không cần phải khen lung tung, vừa rồi chúng ta nói chuyện với nhau một lát, tôi lại cảm thấy cậu khá có ý tưởng. Thanh niên mà đã có cái nhìn vấn đề sâu sắc như vậy, khiến tôi hoài nghi không hiểu có phải cậu tốt nghiệp chuyên ngành triết học hay không. Vương Bằng Phi là mượn cơ hội hỏi lý lịch của hắn. Hạ Tường vội đáp, tôi tốt nghiệp chuyên ngành xây dựng, rất xin lỗi đã khiến Phó Bí Thư Vương thất vọng rồi. Hi hi, trên mặt Vương Bằng Phi không hề có chút thất vọng nào. Triết học cũng không phân thành chuyên nghiệp, đúng không? Ha ha, vất vả Tiểu Hạ rồi. Hạ Tường biết cuộc nói chuyện đã chấm dứt, liền kính cẩn cáo từ đi ra. Trở lại dưới lầu, việc chuyển văn phòng làm việc cơ bản đã chấm dứt. Phương Cách và Trung Nghĩa Bình không so sánh được ai hơn ai, đều không chịu phục nhau, công bố sau này có cơ hội sẽ thử lại. Hạ Tường thấy hai người này khá chân thật liền nói. Được, chờ một chút có nhiệm vụ, tôi sẽ giao cho hai người đi làm. Xem ai biểu hiện tốt hơn. Chờ khi Trung Nghĩa Bình vừa đi, Phương Cách tới bên cạnh Hạ Tường, nói nhỏ. Chủ nhiệm Hạ, vừa rồi ở bên ngoài tôi đã gặp ba tôi. Ông ấy còn khen tôi, nói tôi quyết tâm đi sát theo anh. Liệu có phải trưởng ban Phương thấy mình bắt Phương Cách đi làm việc vặt mà có cái nhìn đối với mình? Hạ Tường không kìm nổi suy nghĩ, lại cảm thấy, nếu trưởng ban Phương đã bố trí Phương Cách tới tổ cải tạo, khẳng định là không phải để Phương Cách chơi bời lêu lổng. Tổ cải tạo là đơn vị rất nhiều phiền toái, còn dễ dàng đắc tội với người khác. Trưởng ban Phương chắc chắn phải biết điều này. Ông ta khiến Phương Cách đi theo mình, thứ nhất là tỏ vẻ tín nhiệm mình, nhận thức năng lực của mình, thứ hai cũng là muốn cho Phương Cách đi theo học hỏi một ít chu trình làm việc trong quá trình cải tạo thôn nội đô, ngoài ra có lẽ còn suy xét lâu dài khác. Đối với việc hôm nay vô tình gặp được nhân vật quyền lực thứ hai thành ủy là Vương Bằng Phi, qua nửa ngày mà Hạ Tưởng vẫn còn cảm thấy không ngờ, đồng thời có chút tò mò. Hắn vẫn nghe nói Vương Bằng Phi thích quyền lực, dù không có chuyện gì vẫn muốn hỏi tất cả mọi thứ, còn năng động hơn cả bí thư thôi. Nhưng hôm nay không hề cảm giác ông ta hống hách, khi nói chuyện cũng có một mặt giàu tư tưởng và rất hứng thú. Tính cách con người đều rất phức tạp, Hạ Tưởng cũng không khờ dại cho rằng, chỉ với cuộc tiếp xúc ngắn ngủn vừa rồi là có thể hiểu biết một người. Chẳng qua thực tế hơi sai lệch so với tưởng tượng của hắn khiến hắn cảm khái mà thôi.
Sau khi hết giờ, Hạ Tưởng đi tìm Tiếu Giai, thương lượng một chút với cô về chợ bán sỉ rau quả phố Thập Lý. Trên đường đi, hắn nhận được điện thoại của Lý Đinh Sơn. Tin tức của Lý Đinh Sơn khiến Hạ Tưởng giật mình không nhẹ. Tiểu Hạ, khả năng tôi phải về thành phố Yến, tới huyện An làm bí thư huyện ủy. Huyện An là một trong 16 huyện thuộc quản lý của thành phố Yến, cách thành phố Yến 80 km, ở khu miền núi phía tây thành phố Yến, là một huyện bình thường. Tuy cũng nghèo nhưng vẫn tốt hơn nhiều so với huyện Bá, cũng có sẵn tài nguyên du lịch khá ổn. Tuy thành phố Yến là thành phố cấp phó tỉnh nhưng những huyện trực thuộc lại chỉ là huyện cấp phòng bình thường. Lý Đinh Sơn điều tới huyện An xem như điều chuyển ngang. Tuy nhiên khác với huyện Bá là, cũng là bí thư huyện ủy nhưng bí thư huyện ủy huyện Bá là do bí thư thành ủy cấp sở quản lý, mà bí thư huyện ủy huyện An lại do bí thư thành ủy cấp phó tỉnh quản lý. Điểm khác nhau chính là, nếu ai được bí thư thành ủy thưởng thức, bí thư cấp phó tỉnh muốn đề bạt bí thư huyện ủy sẽ dễ dàng hơn, mức độ đề bạt cũng cao hơn rất nhiều. Hạ Tưởng đoán được điều gì đó? Là ý của Sử lão à? Chương 209, Lý Đinh Sơn bị triệu hồi về thành phố Yến. Cũng là ý tứ của Sử Khiết, cô ấy mang theo cả đứa con. Dường như cảm thấy có chút rất bất đắc dĩ, Lý Đinh Sơn lại mỉm cười một tiếng rồi nói. Thật ra trở về cũng tốt, dù sao thổ nhưỡng và con người ở huyện Bá thì tôi cũng không quen thuộc cho lắm. Sau khi tôi đi rồi, lại có thể nhường đường cho chủ tịch huyện Thạch, dù sao ông ta làm chủ tịch huyện cũng lâu rồi. Tất cả tình huống của huyện Bá vẫn rất hoàn hảo, làng du lịch Thảo Nguyên hình thành giống như ý tưởng mà Hạ Tưởng đã thiết lập, hấp dẫn rất nhiều du khách từ Bắc Kinh, theo tình hình phát triển lại đã thành lập thêm mấy khu du lịch khác, tất cả đều đông kín người. Người ở Bắc Kinh có tiền, lại rất yêu thích kiểu loại hình du lịch này. Đi theo đường núi tới khu vực này, so với đi đến một số chỗ trong nội thành thì còn nhanh hơn, vì thế nên rất nhiều người đều nguyện ý đến Thảo Nguyên để thư giãn và nghỉ ngơi. Nếu Lý Đinh Sơn đã quyết định, Hạ Tưởng cũng không tiện nói thêm điều gì nữa. Tôi rất mong chờ bí thư Lý trở về. Huyện An rất gần với nội thành, bất cứ lúc nào tôi cũng có thể tới thăm hỏi ngài. Tuy nhiên phải tăng lên nửa cấp mới đúng, sao cấp bậc của ngài lại vẫn giữ nguyên vậy? Thật ra có hai sự lựa chọn, thứ nhất là đến thành phố Bảo làm phó thị trưởng, thứ hai là tới huyện An làm bí thư. Tôi vốn muốn tới thành phố Bảo. Tuy nhiên ý tứ của Sử lão là trước hết quay về huyện An chịu khó quá độ ở đây một thời gian, sau đó sẽ điều tới một quận nội thành làm chủ tịch quận. Nếu ông ấy đã mở miệng nói ra như vậy, tôi cũng không nỡ cự tuyệt. Lý Đinh Sơn cũng hiểu rất rõ rằng Sử lão là vì hắn, không thể không vận dụng quan hệ nhiều năm qua của ông ta, tình người là thứ quan trọng nhất, dùng lần nào là bớt đi lần đó. Hạ Tưởng cũng đoán được một ít, đi tới thành phố Bảo là lên thẳng hàm phó giám đốc sở. Nhưng nếu chỉ là một phó thị trưởng bình thường thì cũng rất khó làm ra chiến tích, hơn nữa cũng không tốt để tiếp tục điều động. Đầu tiên đến huyện An của thành phố Yến, trước mắt có vẻ chậm chạp hơn, nhưng có lẽ Sử lão sẽ vì Lý Đinh Sơn mà tiến hành một số vận tác giúp đỡ, để được điều tới làm chủ tịch quận nào đó trong thành phố Yến, vừa gần thành phố mà hơn nữa lại tốt hơn rất nhiều. Chủ tịch quận của thành phố Yến có cấp bậc là phó giám đốc sở nhưng là chức vụ đứng đầu, là nhân vật hành chính số 1. So với một phó thị trưởng của các khu khác thì hơn rất nhiều. Hạ Tưởng hỏi, lúc nào thì quay về ạ? Khả năng là qua Tết âm lịch. Nếu bí thư Lý đã quay trở về, nếu vậy thì mạng lưới quan hệ tại thành phố Yến lại thêm một tầng cao nữa, càng vững chắc. Từ trong đáy lòng, Hạ Tưởng rất cao hứng. Vừa nhìn thấy Tiếu Giai, hắn liền đem tin tốt này chia sẻ với cô. Đang ở trong mùa đông, hệ thống sưởi phải hoạt động hết công suất, nhiệt độ trong phòng rất ấm. Tiếu Giai mặc một bộ đồ ngủ màu nhung, lại càng tôn các đường nét cơ thể của cô lên. Hạ Tưởng ôm lấy cô bế lên rồi hôn một cái vào mũi rồi nói. Thế nào, bí thư Lý phải quay về đây, em có thấy mừng không? Không có cảm giác gì cả. Tiếu Giai giãy giụa làm Hạ Tưởng phải thả cô xuống. Em chẳng có ấn tượng gì với bí thư Lý, ông ta cho rằng em sẽ cầu dẫn anh, làm sao em thích được. Còn không như vậy. Hạ Tưởng cười cười. Vậy hiện tại em đang làm cái gì vậy? Tiếu Giai giãy giụa trốn khỏi sự ôm ấp của Hạ Tưởng, sau đó cười khúc khích chạy về phía phòng ngủ, một mặt thì vừa cởi bỏ áo ngủ ra, đúng là cực kỳ hấp dẫn. Tiếu Giai trời sinh đã quyến rũ, vốn đã rất mê người, bây giờ cố ý làm ra thái độ dụ dỗ, đúng là làm thiên hạ điên đảo. Hạ Tưởng là người đã từng hưởng qua cái hương vị mê người này, đã biết được những cái hay của nó.
Vì thế, hắn nhào theo, hét to lên một tiếng. Đợi đấy, anh đến đây. Sau một hồi, bên trong phòng ngủ truyền ra các tiếng thở hổn hển và tiếng động va chạm nhau. Cũng không biết trải qua bao lâu, bỗng thấy tiếng của Hạ Tưởng vang lên. Lên đây, đổi tư thế đã. Thanh âm của Tiếu Giai vừa có vẻ sợ hãi vừa thẹn thùng. Anh sao lợi hại như vậy, còn chưa đầu hàng. Mới được một nửa đường thôi. Anh đáng chết thật, đúng là ức hiếp người khác. Từ đâu mà anh học được tư thế này? Đàn ông trời sinh đã biết, bản năng đến lúc thì tự thức tỉnh thôi, giống như con vịt sinh ra là biết bơi lội, đàn ông cũng thế. Tiếng thở của Tiếu Giai càng lúc càng gấp, động tác của Hạ Tưởng cũng càng lúc càng nhanh, rốt cuộc hai người cùng kêu lên một tiếng, sau đó không khí trong phòng lại trở nên bình thường. Từ trên người Tiếu Giai trèo xuống, Hạ Tưởng ôm lấy cô vào ngực mình, vuốt ve mồ hôi trên người cô rồi hỏi. Kinh doanh gần đây như thế nào rồi? Nhắc đến việc kinh doanh, vẻ mệt nhọc trên người Tiếu Giai dường như biến mất, hai tay cô đan vào nhau và nói. Em đang chuyển trọng tâm kinh doanh sang bên phố Thập Lý, bây giờ gần như 2/3 số hộ kinh doanh bán sỉ rau quả trên thị trường phố Thập Lý đã đồng ý tiêu thụ hàng của em. Hơn nữa em còn khai thác được thị trường mới, bây giờ cũng đã chiếm được khoảng 1/4 thị trường tại thành phố Yến này. Em có thể tự hào nói cho anh biết, bây giờ em đã xứng đáng trở thành lão đại về hoa quả tại thành phố Yến này. Nói xong những lời này, cô lại rụt rè liếc mắt nhìn Hạ Tưởng một cái, làm bộ sợ hãi nói. Em sai rồi, thật ra lão đại chân chính là anh mới đúng. Hạ Tưởng vỗ mạnh một cái vào mông cô. Đúng là muốn bị đánh thì phải, bây giờ mà lại nói chuyện lời lãi. Tiếu Giai cười hì hì. Trời thì có khúc cao khúc thấp, đất thì có chỗ lõm chỗ lồi, làm ra 100 vạn tệ thì chia đều cho nhau thì có việc gì đâu. Quên nói cho anh biết, em vẫn chưa cảm ơn việc anh đã cho em cái văn phòng, đúng là quá tốt, lại còn có quyền chủ đạo ở phố Thập Lý. Làm cho em chiếm ưu thế một cách nhanh chóng. Hạ Tưởng gặp bộ dáng tham tiền của Tiếu Giai, bỗng nhiên trong lòng chợt động, nhớ tới cái gì đó liền nói. Có thời gian thì xuất ra ít tiền để góp xây dựng các trường tiểu học tình thương, về sau, hàng năm đều quyên vào đấy mấy trăm ngàn để giúp các cháu học tập. Tiếu Giai không chút do dự gật đầu. Vâng, sẽ làm theo lời anh, kể cả anh bảo em đem toàn bộ tiền đi ủng hộ cũng được, chỉ cần anh mở miệng nói ra. Hạ Tưởng giơ bàn tay mân mê nhào nặn bộ ngực đầy đặn của cô. Còn nữa, nhớ rõ là phải gửi tiền về cho các cụ nhà em, các cụ ở nhà kiếm tiền không dễ dàng, đừng để các cụ phải băn khoăn đến điều này. Hạ Tưởng lại hỏi đến sự tình của Vệ Tân, từ lúc Tiếu Giai thanh toán giúp mẹ Vệ Tân tiền viện phí chữa bệnh, lại âm thầm giúp đỡ cho cô ta thêm 10.000 tệ, kể từ đó thì Tiếu Giai cũng không lui tới học viện âm nhạc thêm nữa. Hạ Tưởng mới nhớ tới Liên Nhược Hạm từng đáp ứng là sẽ tạo một công ăn việc làm cho Vệ Tân, trong thời gian gần đây cũng không nghe cô ta nhắc đến, có lẽ là Liên Nhược Hạm bỏ qua mất việc này, không nhớ tới nữa. Cũng khó trách cô ta, mỗi ngày cô ta đều có rất nhiều việc, bây giờ tâm trí chắc đang tập trung trong việc kiến tạo biệt thự ở giữa hồ, do đó quên khuấy đi mất chuyện Vệ Tân. Hạ Tưởng cũng không trách Liên Nhược Hạm. Cô không từng trải qua cuộc sống gian khổ và nghèo khó nên đối với sự cực khổ của Vệ Tân thì cô ta cũng không bị lây nhiễm cảm giác thương xót, không để trong lòng cũng là điều bình thường. Tuy nhiên nghĩ tới nghĩ lui, hắn cảm thấy tập đoàn viễn cảnh của Liên Nhược Hạm an bài cho Vệ Tân là tốt nhất, vì thế hắn liền tự mình đi đến đó một chuyến. Mùa đông của thành phố Yến rất lạnh, tuy vậy rất ít khi có tuyết. Lúc mới vào đầu mùa đông cũng có một trận tuyết nhỏ, không đến 3 ngày là dứt. Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố tiến hành đi thu thập tình hình, cũng không thấy nhiều các tác hại của đợt tuyết này, sau đợt mưa tuyết ngắn ngủi này ra thì sau đó thành phố lại khôi phục lại vẻ bình tĩnh vốn có. Đương nhiên, vẻ bình tĩnh này chỉ thể hiện ở mặt ngoài, dưới vẻ bình tĩnh này đang che giấu một mạch nước ngầm đang nổi lên. Các quyền lực quyết định vận mệnh thành phố Yến đang biến hóa, đang hoạt động một cách lặng lẽ không tiếng động. Hạ Tưởng còn chưa đủ tư cách để gia nhập vào trong trò chơi này. Gần đây hắn rất ít có thời gian rảnh. Mùa đông là mùa để tiến hành xây dựng các công trình, công tác cải tạo thôn nội đô ở trong trạng thái tạm dừng, sau khi thị trưởng Trần đã đưa việc khai phái thôn Tiểu Mã và thôn Đại Mã giao cho tập đoàn Đạt Tài thì cũng không thấy đưa ra chỉ đạo gì thêm với mấy thôn nội đô còn lại. Khu biệt thự Tây Sơn của Cao Kiến Viễn đã khởi công, mặt bằng đã san lấp xong, đang thực hiện một số công tác chuẩn bị như phá núi mở đường, sửa sang lại các núi, dẫn đường nước về. Trên cơ bản xem như đã hoàn thành được bước thi công đầu tiên.
Hạ Tưởng cũng không tham dự vào, mặc dù Cao Kiến Viễn cũng rất thành tâm mời hắn tham dự vào trong toàn bộ quá trình thực hiện. Hạ Tưởng ngẫm nghĩ một chút rồi uyển chuyển cự tuyệt. Hắn và Cao Kiến Viễn phải duy trì một loại quan hệ không gần mà cũng không xa, vừa có thể ảnh hưởng đến quyết sách của Cao Kiến Viễn và để ở thời điểm mấu chốt thì Cao Kiến Viễn có thể nói giúp cho hắn trước mặt Cao Thành Tùng, nhưng lại không thể cùng hắn xích gần nhau quá, để tránh cho việc gánh các liên lụy trong quá trình sau này. Cao Kiến Viễn còn có một đề nghị khiến Hạ Tưởng vừa tức lại vừa bật cười. Y muốn Liên Nhược Hạm trở thành người phát ngôn cho khu biệt thự Tây Sơn. Đương nhiên y cũng đã đưa ra một giá rất xa xỉ, thậm chí còn biếu không một căn biệt thự. Hạ Tưởng cũng không suy nghĩ nhiều liền cự tuyệt đề nghị của hắn, việc này không cần phải mở miệng nói với Liên Nhược Hạm, cái mà Liên Nhược Hạm không cần nhất chính là tiền. Hạ Tưởng cũng rõ ràng là với Liên Nhược Hạm thì Cao Kiến Viễn vẫn có ảo tưởng. Tuy nhiên với sự hiểu biết của Hạ Tưởng về Liên Nhược Hạm thì Cao Kiến Viễn không có một chút cơ hội nào cả. Liên Nhược Hạm là người khá lạnh lùng, cũng không thích giả vờ với người khác, Cao Kiến Viễn đúng thật là không may lắm. Sáng sớm thứ bảy, Hạ Tưởng lái xe đi tới Hà Đường Nguyệt Sắc. Bởi vì mục đích ngày hôm nay muốn tìm Liên Nhược Hạm, đêm qua cũng không ngủ ở nhà Tào gia, vì thế Tào Thù Lê cũng có những thắc mắc, ngay cả Vương Vu Phân cũng hỏi Hạ Tưởng có phải ở nhà này không được thoải mái. Khiến Hạ Tưởng không biết trả lời thế nào cho tốt, đành phải nói lập lờ, nói là buổi tối có cuộc gặp xã giao, không muốn về quá muộn lại quấy rầy mọi người. Tào Thù Lê quan tâm nói với Hạ Tưởng. Anh cố gắng uống ít rượu thôi, nếu mà lỡ phải uống nhiều thì lúc đó cũng không được lái xe. Nếu chẳng may uống như vậy, gọi điện cho em sẽ tới đón. Nhớ kỹ không đó, lớn đến như vậy rồi, điều đầu tiên là phải biết tự chăm sóc mình, đừng để người khác phải lo lắng, nghe chưa? Vừa tới Hà Đường Nguyệt Sắc thì chuông điện thoại kêu vang, là Thẩm Lập Xuân gọi điện tới. Giọng nói của Thẩm Lập Xuân có vẻ rất kích thích. Ông em Hạ Tưởng, chú thử đoán xem có điều gì nào. Có tin tức tốt gì thế chủ nhiệm Thẩm? Hạ Tưởng cố ý giả như không biết gì, trong bụng thì nghĩ khu Bảo Hưng đã như mong muốn của ông, trở thành khu cao tầng, ông chắc được lãnh đạo khen ngợi, có lẽ bước tiếp theo sẽ trọng dụng và đề bạt ông lên, ngoại trừ cái đó ra thì còn có tin tức gì tốt nữa. Ông em, tin tức tốt chính là công trình trọng điểm của tập đoàn Đạt Tài là xây dựng ở thôn Tiểu Mã và thôn Đại Mã. Còn một tin tức rất tốt chính là tôi trở thành người tổng phụ trách của công trình này. Hiển nhiên việc xây dựng thôn Tiểu Mã và Đại Mã là công trình trọng điểm được giao cho Thẩm Lập Xuân, cũng chính là hòn đá đệm để y thăng chức sau này, đương nhiên là y phải rất vui rồi. Đoán xem, thôn Tiểu Mã và Đại Mã phải cải tạo thành cái gì nào? Hạ Tưởng thiếu chút nữa cười ra tiếng. Câu hỏi này của người nào thì không dám nói, chứ của Thẩm Lập Xuân thì chắc chắn là định hướng xây dựng quảng trường nhân dân, hay nói cho vui thì đây là đề nghị là lúc trước của hắn với thị trưởng Trần, đề nghị là làm thế nào để cải tạo lại công viên nhân dân để gắn kết hài hòa với các công trình xây dựng của thành phố Yến. Hắn cũng không thừa nước đục thả câu, mà nói thẳng. Không phải chính là việc xây dựng lại công viên nhân dân đấy chứ? Mở rộng ra thành một chỗ vừa có quảng trường lại vừa có công viên để những cán bộ công nhân viên về hưu có chỗ vui chơi. Đúng rồi, chú là Thánh à. Thẩm Lập Xuân giật mình, nói ra những lời này, hắn nói thêm. Bây giờ anh bội phục sát đất chú, quá lợi hại, ánh mắt rất độc. Không hiểu sao mới nghe vậy mà đoán ra được, không phải là thị trưởng Trần lộ ra cho chú em biết đấy chứ. Lão Trầm. Có lẽ là Tổng Giám Đốc Thành cố ý tìm anh rồi để lộ ra tin tức này, sau đó yêu cầu anh thực hiện. Anh cho là thị trưởng Trần từ việc nhỏ đến việc lớn đều phải nói cho thằng em này biết à. Tôi là binh lính, còn ông ta là lãnh đạo lớn đấy. Hạ Tưởng cố ý đả kích Thẩm Lập Xuân một chút. Thẩm Lập Xuân cười khan ha hả mấy tiếng. Anh không phải đang rất kích động sao? Chú em đáng giá là cùng cấp bậc với anh sao? Đúng là... Anh đây cố gắng vất vả bao lâu rồi mới được trọng dụng, chú em còn không cổ vũ cho anh. Còn có một việc cực kỳ quan trọng, phương án thiết kế quảng trường thì ông em phải giúp anh đấy, không được từ chối. Nếu ông em không đồng ý giúp anh, mỗi ngày anh sẽ đến cửa văn phòng chú ngồi đó, không đạt được mục đích là không đi. Nguyên nhân trọng yếu mà Thẩm Lập Xuân muốn Hạ Tưởng thiết kế phương án chính là tại thời điểm Thành Đạt Tài giao công trình quảng trường nhân dân cho Thẩm Lập Xuân thì ông ta có nói một câu. Tôi không vừa lòng với mấy phương án do các nhà thiết kế của tập đoàn đưa ra. Cậu có thể thử tìm Hạ Tưởng xem, cậu ta thiết kế quảng trường thư giãn rất tốt, rất độc đáo. Tổng Giám Đốc Thành đã lên tiếng, Thẩm Lập Xuân dám không để ở trong lòng.
Nếu chẳng may phương án mà hắn đưa ra không làm tổng giám đốc hài lòng, công trình quảng trường nhân dân bị chậm lại chưa thi công được. Nếu vậy, về sau đừng nói đến việc trọng dụng đề bạt, không chừng còn bị rơi vào ghẻ lạnh mà rớt sang một bên. Thành Đạt Tài đối nhân xử thế cực kỳ rõ ràng, nhất là thời điểm trừng phạt thì cực kỳ nghiêm khắc, chẳng khác gì bao công xử án cả. Hạ Tường đang còn nghĩ tới việc từ chối thì đã bị Thẩm Lập Xuân nói một câu đành phải nuốt lại vào trong bụng. Thiết kế phí là 500 ngàn, chú em cứ nói một chữ, không, là tôi tăng thêm 100 ngàn, số tiền tăng này đã vượt qua hạn mức được giao, đây là tiền túi tôi bỏ ra. Cậu nhìn đấy mà xử lý, bạn bè chí cốt với nhau, nói ít đi một chữ thì tôi đỡ tốn thêm chút tiền. Hạ Tường bất đắc dĩ, Thẩm Lập Xuân đủ thông minh để túm lấy nhược điểm của hắn, đó là rất trọng bằng hữu. Ngẫm lại thì thật ra Thẩm Lập Xuân cũng là một người rõ ràng, sảng khoái, hơn nữa là một người bạn rất tinh mắt. Lúc trước chính là y đã tặng một chiếc xe để văn phòng cải tạo đi lại. Vì thế Hạ Tường bất đắc dĩ thở dài nói. Coi như là bị anh hãm hại, tuy nhiên tôi cũng nói trước đấy, tôi chỉ phụ trách các kết cấu chỉnh thể, lúc vẽ chi tiết thì có khác người khác thực hiện, trình độ vẽ chi tiết của tôi không được cao. Thiết kế quảng trường thư giãn lần trước chính là do tôi và cô ấy hợp tác mà hoàn thành, cô ấy tên là Tào Thù Lê, là bạn gái tôi. Đồng ý. Chỉ cần phương án của cậu làm ra mà Tổng Giám Đốc Thành vừa lòng thì bất cứ điều kiện gì đưa ra cũng đều đáp ứng. Nếu mà còn muốn bạn gái anh, thì anh tặng ngay cho chú. Thẩm Lập Xuân rất mừng rỡ, nói ra câu vui vẻ. Có người nào như anh, ngay cả bạn gái cũng đi tặng người, thật là mất mặt. Hạ Tường cũng mỉm cười, biết rõ đây là Thẩm Lập Xuân nói giỡn, nhưng không kìm nổi phải mắng y một câu. Ông em, chú làm tôi bị oan uổng rồi. Tôi nói là tặng cho người ta bạn gái trước của tôi, cũng không phải là bạn gái bây giờ. Ông em đừng tưởng tượng nữa, khẩn trương, giúp anh thiết kế ra phương án. Thiết kế phí thì anh sẽ chi trước cho chú em một nửa, giao cho bạn gái ông em, có lo lắng không? Cô ta nếu cầm tiền chạy mất thì cũng không được trách anh đấy. Thẩm Lập Xuân cười xấu xa mấy tiếng, rồi lại hỏi. Còn điều kiện gì nữa không? Nếu có thì nói ra. Tổng Giám Đốc có chỉ định đơn vị thi công không? Nếu không có thì để công ty xây dựng số 2 làm đi. Nếu làm được điều này, em sẽ bảo để Phó Tổng Lý Hồng Giang tìm đến anh. Hạ Tưởng nhớ tới vẫn còn chưa giúp Lý Hồng Giang kéo được công trình nào, nhân cơ hội này thuận nước đẩy thuyền luôn. Thẩm Lập Xuân mở miệng đồng ý luôn. Tổng Giám Đốc Thành không chỉ định ai cả. Nếu ông em có quan hệ, thì cứ việc bảo người ta đến gặp trực tiếp anh là được. Nhưng phương án kia thì lúc nào xong đây? Làm gì mà quá sốt ruột thế? Hạ Tưởng cười mắng y mấy câu, nói xong liền cúp điện thoại. Có lẽ đôi khi cấp bậc của anh không đủ cao, quyền lực của anh không đủ lớn, nhưng nếu anh có đủ năng lực để ảnh hưởng đến nhân vật mấu chốt thì anh sẽ trở thành một điểm tựa trọng yếu, là tiêu điểm của tất cả các ánh mắt, lúc này lập tức lực ảnh hưởng của anh sẽ có tính quyết định. Lúc Lý Hồng Giang nhận được điện thoại của Hạ Tưởng liền sửng sốt. Sau một lúc lâu mới giật mình nói. Ngay cả công trình của tập đoàn Đạt Tài mà cũng có thể bắt. Ông em Hạ, mối quan hệ của chú em đúng là quá mạnh mẽ. Bái phục chú. Biết không, công ty xây dựng số 2 của bọn anh cho tới bây giờ còn chưa tiếp nhận được công trình nào của tập đoàn Đạt Tài. Trước kia cũng bỏ không ít công sức, kết quả hoặc là không trúng thầu, hoặc là giá cả bị ép. Tập đoàn Đạt Tài đúng thật rất vênh váo. Người ta không coi công ty xây dựng số 2 của bọn anh ra cái gì cả. Cái này tốt, cậu giúp tôi ơn lớn. Công trình mà được nhận, anh ở công ty xây dựng số 2 xem như có chút hãnh diện, ha ha ha. Thời điểm Hạ Tưởng tới Hà Đường Nguyệt Sắc đã là hơn 10 giờ tối. Mùa đông làm cho hồ sen này trở thành hoang tàn, cả hồ sen rộng 10 dặm có một lớp băng dày đóng trên mặt hồ, nơi nơi đều là màu trắng, không còn các màu sắc đỏ hồng đẹp mê người như trong mùa hè nữa. Gõ cửa phòng Liên Nhược Hạm, cô ra mở cửa với vẻ mặt mỉm cười, động tác mời Hạ Tưởng vào phòng cực kỳ tao nhã. Vẻ tươi cười trên mặt cô khiến trong lòng Hạ Tưởng cảm thấy rất bất an, nghĩ thầm rằng hôm nay Liên Nhược Hạm hơi khác thường, không biết cô lại có ý đồ hay chủ ý gì đây. Chương 210, bước đột phá mới trong quan hệ với Liên Nhược Hạm. Liên Nhược Hạm mặc một bộ quần áo bó sát thân mình, các đường nét trên cơ thể cô phô bày hết ra ngoài. Bộ quần áo bó chỉ che phủ đến ngang đùi và vai, phần còn lại da thịt lộ ra nõn nà. Cô đứng ở trước mặt Hạ Tưởng giống như một đóa hoa kiều diễm, cô cười duyên dáng nói. Bộ quần áo này có hợp không? Rất đẹp, hợp với em đấy.
Hạ Tưởng nhìn vài lần, sau đó thu hồi ánh mắt lại, cố ý nói chuyển sang đề tài khác. Em nghĩ ra cái tên gì hay đặt cho biệt thự giữa hồ chưa? Bây giờ công trình tiến triển như thế nào rồi? Liên Nhược Hạm không trả lời câu hỏi của Hạ Tưởng, lại cố ý đứng trước mặt hắn, còn cố tình ưỡn ngực lên. Anh nói xem, em và cô bé Lê thì ai cao hơn, ai đầy đặn hơn? Hạ Tưởng nổi giận. Liên Nhược Hạm, em đừng tưởng rằng tôi không dám động đến em. Chọc giận tôi, xem chừng đó, em chơi lửa có ngày bỏng tay đấy. Liên Nhược Hạm khẽ mút mút ngón tay, nhỏ giọng thở dài một tiếng. Hung hăng làm gì, ai sợ anh, cáo mượn oai hùng thôi. Một người đàn ông vừa điềm tĩnh lại rất lý trí như anh, sẽ không vì thống khoái nhất thời mà làm ra việc phải hối hận cả đời, đúng không? Lửa dục trong lòng Hạ Tưởng lập tức bốc lên mãnh liệt, cặp đùi và cánh tay lộ ra cùng với hiệu quả của bộ quần áo bó càng làm cho người ta miên man bất định. Cái gọi là vụng trộm, nghĩa là không ra trộm mà cũng không ra được đồng ý, nhìn thấy mà giống như không nhìn thấy. Cô mặc quần áo kín đáo mà còn mê người, huống chi Liên Nhược Hạm lại cố ý dụ dỗ. Đột nhiên Hạ Tưởng lao về phía trước, bế bổng lấy Liên Nhược Hạm, bước nhanh đi vào trước giường, hung hăng ném cô nằm trên giường, hắn bỗng trở nên nhanh gọn như con hổ đói vồ mồi, xé áo của cô ra, lộ ra bên trong làn da trắng như tuyết. Hắn lại vòng tay qua phía sau người cô, cởi bỏ bra của cô ra, hai con thỏ ngọc hiện ra trước mắt Hạ Tưởng. Bộ ngực như dãy núi phập phồng làm người ta rơi vào trong mê muội, như cao nguyên cao ngất làm cho người ta say mê. Hạ Tưởng nhào nặn, úp đầu vào trong hai dãy núi, dùng miệng mút lấy mút để. Hai tay còn lại của hắn cũng không nhàn rỗi, lại cởi quần của Liên Nhược Hạm ra. Đến lúc này, thân hình mềm mại của Liên Nhược Hạm ngoại trừ còn cái quần lót ra thì gần như cả người lộ ra một cách trọn vẹn trước mặt Hạ Tưởng. Các đường cong tuyệt mỹ, làn da trắng mịn đầy gợi cảm, bàn tay hắn như một đứa nhỏ tham lam, một bên cởi quần áo của mình, một bên hôn lên từng tấc da của Liên Nhược Hạm. Hơi thở của Liên Nhược Hạm trở nên hổn hển, toàn bộ người hiện lên vẻ đỏ hồng, tóc gáy nhỏ bé dựng lên, thân hình thỉnh thoảng giãy giụa, vòng eo không tự chủ được cứ xoay đi xoay lại, trong miệng phát ra thanh âm không rõ ràng lắm. Hạ Tưởng, anh đừng có hối hận. Hạ Tưởng đang cởi quần lót của Liên Nhược Hạm ra bỗng nhiên dừng lại, quần lót mới được lột xuống một ít, chỉ mới lộ ra một mảng cỏ dại, miệng hắn đang hôn cái rốn của cô, một nửa người nằm trên người Liên Nhược Hạm, tư thế có vẻ hơi quái dị. Quá sừng sốt, hắn xoay người nằm sang một bên, nhưng bàn tay đặt trước ngực Liên Nhược Hạm vẫn thừa cơ hội sờ soạng lung tung. Hắn cười ha hả, ban ngày mà hiếp đáp cũng không tốt, đợi đến tối rồi lại truy nã vậy. Vẻ hồng nhuận trên mặt Liên Nhược Hạm vẫn chưa hết, không để ý đến đại bộ phận cơ thể mình đang lõa lổ, xấu hổ úp mặt xuống giường. Còn không giúp em mặc quần áo, đồ nhát gan. Nhát gan thì nhát gan, so với bạo gan thì cũng có điểm tốt. Có một số việc, chỉ tốt khi mới bắt đầu mà không tốt khi đã xong việc. Có một số cô gái, động vào họ nghĩa là chạm đến ích lợi của một gia tộc, từ nay về sau khó mà thoát khỏi sự truy nã. Hạ Tưởng làm như thế này là một kế sách vẹn toàn, lúc này chỉ mạo muội tạo một chút quan hệ với Liên Nhược Hạm. Nếu tiến thêm một bước nữa, một khi mà gia tộc cô ta truy xét đến thì hắn không có sức kháng cự, đây không phải là chuyện tốt, lại càng không phải là kết quả mà hắn muốn đạt được. Đột nhiên Hạ Tưởng hạ quyết tâm, về sau không có đủ thực lực, không biết trước nhược điểm của thế lực gia tộc Liên Nhược Hạm thì hắn không thể gặp Liên Nhược Hạm nữa. Hắn không muốn làm một sự việc gì đó mà chọc giận đến gia tộc Liên Nhược Hạm. Nếu vậy những gì mà hắn khổ tâm lao lực bấy lâu nay hết thảy đều buông xuôi theo dòng nước, thậm chí còn làm liên lụy đến những người xung quanh hắn. Điều này cũng bao gồm ngay cả bản thân Liên Nhược Hạm. Hạ Tưởng vừa giúp Liên Nhược Hạm mặc quần áo, vừa tranh thủ sờ soạng mấy cái, tiếc hận nói. Tiếc thật, da thịt tươi non thế này mà không thể sờ mãi được. Liên Nhược Hạm người cong lên. Lấy gối che đầu lại, cô nói. Em không nhìn thấy, em không nghe thấy, em đang ngủ. Hạ Tưởng liền cố ý đùa tiếp, hắn nhẹ nhàng sờ mó trên mấy bộ phận mẫn cảm. Liên Nhược Hạm ủy khuất kêu lên. Đừng có lộn xộn, đáng ghét thật, cái gì anh cũng nhìn thấy, cũng đã động rồi, lại còn tay máy. Hạ Tưởng liền gãi đầu, cười ha hả vẻ ngây ngô. Nhược Hạm, vừa rồi anh có phải quá dữ tợn? Vâng, cũng hơi dữ tợn. Đàn ông có phải ai cũng có tính tình như vậy sao? Vấn đề này không tốt để trả lời. Tuy nhiên anh cũng có thể chỉ cho em thấy, vừa rồi anh mặc quần lót vào cho em,
điều này cũng cần phải trả giá bằng một dũng khí rất lớn, người bình thường không làm được. Bây giờ, anh đúng là rất bội phục mình, anh đúng là một Liễu Hạ Huệ. Đừng tin tưởng, ai chẳng biết anh. Anh là sợ chịu trách nhiệm, sợ em đàn áp anh. Anh yên tâm, anh và em đã như vậy thì em cũng có đủ lý do mà quấn quýt không tha cho anh. Không phải chứ, anh còn chưa xuống tay, còn một bước cuối cùng mấu chốt nhất chưa làm gì, chưa tính. Cái gì, anh dám nói vậy à? Có phải là muốn phủi sạch hết phải không? Anh cái gì cũng sờ vào, người em chỗ nào anh không nhìn thấy rồi, anh thế mà nói là chưa tính. Anh không phải nói cái ý này. Vậy ý của anh là gì? Cuối cùng Hạ Tưởng bị Liên Nhược Hạm xô xuống giường, may mắn là sàn nhà được trải thảm, hắn ngồi dưới đất cũng không muốn đứng lên. Sự tình hôm nay đúng là biến đổi một cách bất ngờ, vừa mới bạo phát được một chút thì bị một câu của Liên Nhược Hạm làm sợ hãi, đáng ra phải làm trước rồi nói sau mới đúng. Đương nhiên cũng chỉ là tưởng tượng, Hạ Tưởng cũng không phải là một gã ít tuổi còn kích động, có một số cửa lớn, vào thì dễ mà ra thì khó. À, anh và cô bé Lê kia còn chưa có cái kia chứ gì? Liên Nhược Hạm mặc quần áo, ngồi xếp bằng trên giường hỏi. Cái gì? Hạ Tưởng trêu ghẹo, cố ý hỏi, trong lòng trở nên hoảng hốt. Là cái mà chúng ta lúc nãy làm đó. Liên Nhược Hạm tức giận, gân cổ nói. Đừng giả bộ, em có thể nhìn thấy cô bé còn chưa bị anh động chân động tay. Nhưng em đã từng nói, em không nghĩ đối sách để xen vào quan hệ giữa anh và cô bé Lê. Nhưng cái kia thì anh không được với cô bé Lê trước, nếu không thì em sẽ không tha cho anh. Em cũng quản quá rộng đấy. Nếu nói như vậy, như thế nào thì em cũng không buông tha cho anh. Hạ Tưởng ngẩng đầu liếc mắt nhìn Liên Nhược Hạm một cái, gặp bộ dạng nghiêm trang của cô, hắn không kìm nổi bật cười. Em nói thật. Đương nhiên là thật, anh và cô bé Lê đã đến với nhau trước, em không tranh về việc này. Tuy nhiên có một số việc nếu tranh được là phải tranh. Anh có nghe không vậy, phải đáp ứng em, nếu không em sẽ xử đẹp anh. Liên Nhược Hạm nghiến răng nghiến lợi nói. Em định xử đẹp anh như thế nào? Em có thể đem sự tình của chúng ta nói cho người nhà em biết, cũng có thể đem các việc của chúng ta nói cho cô bé Lê, cả hai việc này thì anh sẽ phải giải quyết. Liên Nhược Hạm nói có vẻ thách thức, ánh mắt khiêu khích nhìn thẳng vào Hạ Tưởng. Vậy vì sao bây giờ em không nói sự tình chúng ta cho người nhà em biết? Hạ Tưởng hỏi cố. Em không muốn để cho anh khó xử. Liên Nhược Hạm với vẻ mặt ủy khuất, nói có vẻ cười cười. Em biết trong lòng anh có em, có thể so sánh với cô bé Lê. Nhưng anh không muốn kết hôn với em lại không thể làm tình nhân của anh, vì thế anh khó xử, em hiểu điều này. Liên Nhược Hạm cũng có những thời điểm rất ôn tồn, Hạ Tưởng cảm khái, phụ nữ chung quy lại vẫn là phụ nữ, gặp được người đàn ông mà cô ta yêu mến. Cô gái dù có cao ngạo đến đâu thì cũng có lúc phải cúi đầu lép vế. Việc hôm nay thiếu chút nữa hai người thân dính thân, mà mình cũng đã sờ mó hết toàn thân người ta, hơn nữa sự việc đã sáng tỏ như thế này thì Hạ Tưởng cũng nói ra ý tưởng chân thực của mình. Chúng ta nếu kết hôn với nhau thì nhất định sẽ gặp lực cản từ gia tộc hùng mạnh của em. Cho dù anh cuối cùng liều lĩnh cưới em thì tiền đồ, vận mệnh của anh nằm trong tay của gia tộc em. Thậm chí không cho phép anh không được công khai vì anh không phù hợp yêu cầu của gia tộc, chắc chắn còn có thể bị ức hiếp và xa lánh. Điều này không phải là điều anh muốn. Điều quan trọng nhất làm cho anh thêm lo lắng chính là với thế lực của gia tộc em, chắc chắn là họ sẽ tra ra được sự tình của anh và cô bé Lê. Bọn họ sẽ làm cho anh phải hoàn toàn đoạn tuyệt mối quan hệ với cô bé Lê. Những thủ đoạn gì cần sử dụng họ sẽ dùng đến, thậm chí Tào Bá Bá cũng sẽ bị liên lụy. Ánh mắt của Liên Nhược Hạm ảm đạm lại. Anh nói không sai, Hạ Tưởng, em đúng thật rất bội phục anh rất có năng lực phân tích các vấn đề. Về căn bản là anh không biết thế lực của gia tộc em, với các sự việc như thế mà anh có thể phân tích được sự việc đúng đến 89 phần 10, thật là thông minh. Cũng khó trách là tại sao em lại có chút thích anh. Tuy nhiên, có một việc anh không đoán đúng đó chính là địa vị của em trong gia tộc cũng có chút đặc thù, bọn họ cũng không dám thích đối xử thế nào với em cũng được. Vì sao em vẫn không nói với anh về gia tộc của em? Hạ Tưởng đối với xuất thân của Liên Nhược Hạm vẫn cảm thấy tò mò. Em không phải cố ý giấu giếm anh, mà là không cần phải. Nói nhiều làm gì, anh biết càng nhiều, ngược lại càng không tốt. Đột nhiên Liên Nhược Hạm trở nên thoải mái, mỉm cười nói. Tốt lắm, bây giờ em cũng biết được suy nghĩ chân thật của anh. Về sau, anh cứ dựa vào suy nghĩ của anh mà hành động,
em luôn kiên định ủng hộ anh, được chưa? Hạ Tưởng cười gật đầu. Vậy tốt lắm. Đừng đắc ý sớm. Sắc mặt Liên Nhược Hạm trở nên lạnh lẽo. Bây giờ anh đã có em và cô bé Lê rồi, về sau nếu em mà phát hiện anh có người phụ nữ khác, cẩn thận đó, em không khách khí đối đãi với anh đâu. Hạ Tưởng đổ mồ hôi. Như thế nào mà đối xử không khách khí? Không nói trước cho anh, dù sao chắc chắn là anh cũng không thể sống khá giả được. Khuôn mặt xinh xắn của Liên Nhược Hạm hơi ngửa lên, đắc ý nói. Tập đoàn viễn cảnh của Liên Nhược Hạm thuê văn phòng trong khu phố trung tâm tại tòa nhà Đông Phương, nhân viên cũng rất nhiều. Theo khai triển các hạng mục trong công viên rừng rậm cũng cần phải tuyển thêm rất nhiều công nhân. Trong văn phòng tất cả trên cơ bản đều là viên chức không kiêm nhiệm, đương nhiên nếu Liên Nhược Hạm cho phép có người kiêm nhiệm chức vụ thì chắc chắn cũng chẳng ai dám nói gì. Ý tưởng của Hạ Tưởng là không thể biểu hiện một cách rõ ràng được, có thể phải giúp đỡ Vệ Tân, nhưng không thể để cô ta cảm giác được có người giúp cô ấy. Liên Nhược Hạm rất khó hiểu. Anh rất có lòng giúp cô ta như vậy, có phải quen biết cô ta không? Hoặc là có gì ẩn chứa trong đó? Hạ Tưởng liền vào đầu. Thật sự là không có, anh căn bản là không biết cô ta, chỉ có điều cảm thấy cô ta cực kỳ đáng thương, mà hơn nữa cô ta cũng rất kiên cường. Nếu anh biết cô ta như vậy, thì việc giúp cô ta cũng không có vấn đề gì, đúng không? Thực ra thì gia cảnh của anh cũng không khá giả lắm, cũng không chịu sự giúp đỡ của người khác. Sau khi lớn lên, một mình anh phải cố gắng tự lập. Vệ Tân có xinh đẹp không? Liên Nhược Hạm thình lình hỏi một câu. Không biết, chưa thấy qua. Hạ Tưởng không cần nghĩ ngợi nhiều nói luôn. Liên Nhược Hạm mỉm cười, đối với phản ứng của Hạ Tưởng rất vừa lòng. Được rồi, vừa lúc tập đoàn viễn cảnh có một hoạt động tuyên truyền, cần một số đông các cô gái xinh đẹp đang đi học làm người mẫu quảng cáo ngoài giờ, đến lúc đó có thể đến học viện âm nhạc để chiêu tuyển người. Đầu tiên là thu nhận Vệ Tân, sau đó để cô ta phụ trách toàn bộ công tác tuyển dụng tại các trường đại học, cao đẳng khu Đông Nam. Hạ Tưởng cười rất vui vẻ. Người hiểu anh chỉ có Nhược Hạm, khi nào thì bắt đầu tuyển dụng người. Hôm nay là cuối tuần, đã yêu cầu nhân viên thực hiện rồi. Cùng đi tới học viện âm nhạc quan sát một chút, như thế nào? Liên Nhược Hạm cũng là người rất am hiểu tâm lý, thấy vẻ mặt rất bức thiết của Hạ Tưởng, cũng muốn tìm hiểu thêm. Hạ Tưởng và Liên Nhược Hạm đi tới khu trường đại học, cao đẳng là đã giữa trưa, hai người ăn bữa cơm đơn giản ở khu vực phụ cận. Vào buổi chiều, nhân viên tập đoàn viễn cảnh làm việc đi tới học viện âm nhạc, sau khi liên hệ với phòng đào tạo, ngay tại sân trường đặt ra mấy dãy bàn làm việc, tiến hành các hoạt động khuyết trương thông báo tuyển dụng người mẫu, thông báo tuyển dụng ngay tại hiện trường. Ý tưởng hoạt động tuyên truyền của Liên Nhược Hạm là tập đoàn viễn cảnh bỏ vốn ra chế tạo một số áo lông đặc biệt. Trên áo có in hình quảng cáo của công viên rừng rậm, hình ảnh là một khu rừng rậm lớn, có một câu quảng cáo là, công viên rừng rậm tại thành phố Yến, sau đó ký tên phía dưới là tập đoàn viễn cảnh. Thật ra ý tưởng quảng cáo là không tồi, tuy nhiên sẽ không sinh ra nhiều giá trị kinh tế, chủ yếu là vì mở rộng tập đoàn viễn cảnh trong tương lai. Bởi vì tập đoàn viễn cảnh ở trong thời gian ngắn không thể khai phá hoàn toàn được các dự án bất động sản. Tuy nhiên đầu tiên là lưu lại một ấn tượng tốt cho nhân dân thành phố Yến, về sau khi tiến quân vào lĩnh vực bất động sản thì cũng chiếm được nhiều chỗ tốt. Sở dĩ lựa chọn cách quảng cáo này ở trong các trường đại học là vì đến lúc mà tập đoàn viễn cảnh xây dựng được các nhà cửa, không sai biệt lắm cũng là lúc các sinh viên này tốt nghiệp, là đội ngũ khách hàng tiềm năng nhất. Liên Nhược Hạm yêu cầu thiết kế áo lông này chẳng những chất lượng cực tốt, hơn nữa kiểu dáng cũng rất mới mẻ và độc đáo, nhất là các cô gái xinh đẹp mặc vào. Lại càng được tôn vẻ lên như hoa như ngọc. Có thể nói ở khu các trường đại học, cao đẳng này tuyển ra hơn 100 cô gái xinh đẹp, mỗi cô được cấp miễn phí một cái áo lông, điều kiện chỉ đơn giản là vào mỗi thứ bảy, mười mấy người kết thành một đội, đi một vòng trên đoạn phố phồn hoa nhất, chắc chắn điều này sẽ sinh ra hiệu quả rất chấn động. Các cô gái xinh đẹp chính là những nhân vật luôn hấp dẫn con mắt của người khác. Thử nghĩ một nhóm các mỹ nữ xuất hiện, lại cùng mặc áo lông đồng phục. Lại xuất hiện tại đoạn đường phồn hoa của thành phố Yến, có lẽ các phương tiện đài, báo cũng sẽ tranh nhau đưa tin, chỉ sợ TV cũng có người tới phỏng vấn. Lúc đó, so với việc quảng cáo đơn thuần thì hiệu quả hơn rất nhiều, điều mấu chốt là so với quảng cáo thuần túy thì lại càng hấp dẫn được ánh mắt, càng có thể sinh ra các hiệu quả phát xạ lớn. Là chủ ý của em. Hạ Tưởng cảm giác rất phương pháp này thật sâu sắc, chắc chắn là một tương lai tươi đẹp sẽ bày ra. Đúng thế. Làm sao vậy? Không phục à?
Liên Nhược Hạm đắc ý rào rạt, cố ý thị uy nói. Hay là coi thường em không có khả năng nghĩ ra một biện pháp tốt như vậy? Hạ Tưởng giơ ngón tay cái lên. Rất thông minh, rất sắc sảo, đúng là Nhược Hạm. Tuy nhiên, anh cũng có một chút bổ sung, có muốn nghe không vậy? Đừng tranh thủ lúc nước đục mà thả câu với em, có chuyện gì thì nói ra mau. Liên Nhược Hạm nói chuyện với Hạ Tưởng không chút nào khách khí. Hạ Tưởng tự cảm thấy từ lúc có việc lột hết quần áo Liên Nhược Hạm ra thì dường như địa vị của hắn trong mắt Liên Nhược Hạm đã giảm xuống không ít. Đương nhiên đứng từ phương diện khác mà nói thì giữa hai người cũng không còn khoảng cách, nói chuyện cũng tùy ý hơn rất nhiều. Hắn đành phải cười ngây ngô. Tập đoàn Viễn Cảnh có thể lựa chọn trong khu vực các trường đại học, cao đẳng này giúp đỡ, vinh danh các học sinh nghèo khó học giỏi lên. Từ đó có thể kiến tạo được mối quan hệ tốt đẹp với các trường đại học hay cao đẳng cũng là tạo ra một lực ảnh hưởng không nhỏ, tạo ra hình ảnh tập đoàn Viễn Cảnh đầy nhiệt huyết vì sự nghiệp công ích, chẳng những vì nhân dân thành phố Yến tạo ra một bầu lọc không khí, mà còn tận tụy vì học sinh nghèo khó có thể an tâm hoàn thành ước nguyện của mình. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Liên Nhược Hạm hơi ngẩng đầu, ánh mắt hơi hơi nheo lại, không để ý những người của tập đoàn Viễn Cảnh đứng cách đó không xa. Nhìn Hạ Tưởng chằm chằm không chớp mắt, bộ dáng như một nữ sinh viên động tình si ngốc. Hạ Tưởng nói xong, thấy cô không nói lời nào, mà ánh mắt đầy mê ly nhìn hắn, không khỏi cười đùa cô. Còn chưa xem đủ à? Chẳng lẽ mùa đông thiếu ánh mặt trời? Anh phơi nắng ít nên trắng hơn một chút, rất đẹp trai. Không trắng chút nào, cũng không đẹp trai gì. Tuy nhiên không trắng cũng tốt, em cũng thích đàn ông phải đen một chút, mới có vẻ khỏe mạnh chín chắn. Liên Nhược Hạm mặc một áo lông trắng, so với áo lông lúc trước cô mặc ở huyện bá cũng không khác nhiều lắm, tuy nhiên là khác ở cái váy và đôi bốt. Với bộ đồ này, cô có vẻ đẹp thật kiều diễm, sống động đến mê người. Tuy nhiên ý tưởng của anh đúng là không tồi, để em bảo Cao lão đi làm, ông ta thích nhất là bầu không khí trong khu vực các trường đại học, cao đẳng này. Cao lão quá bận rộn với sự tình của công viên rừng rậm, gần đây Hạ Tưởng rất ít gặp. Hôm nay các hoạt động thông báo tuyển dụng thì ông ta cũng không xuất hiện. Tuy nhiên, Hạ Tưởng cũng tin tưởng rằng Cao lão rất nguyện ý phụ trách các công việc giúp đỡ sinh viên nghèo khó. Học viện âm nhạc thì các mỹ nữ rất nhiều, chỉ chốc lát sau liền tụ tập mười mấy người, vây quanh nhân viên đang công tác, không ngừng hỏi han. Tuy rằng Hạ Tưởng và Liên Nhược Hạm cũng có một cái bàn làm việc, tuy nhiên hơi cách xa với thông báo tuyển dụng, vì thế cũng không chịu ảnh hưởng, ở một bên âm thầm quan sát. Cũng may hôm nay thời tiết coi như không tồi, nhiệt độ không khí cũng không lạnh lắm, đại khái khoảng 5, 6 độ gì đó, tuy nhiên Hạ Tưởng mặc một bộ quần áo công sở, không mặc thêm áo khoác, ngồi trong chốc lát, liền cảm thấy trên người run lên. Hắn phải đưa ra một yêu cầu. Rất lạnh, chúng ta đi tìm cái phòng học ấm áp, thế nào? Chương 211, văn phòng tổ cải tạo đứng trước vận mệnh phải giải thể. Liên Nhược Hạm không trả lời yêu cầu của Hạ Tưởng. Mà tò mò hỏi. Anh bảo là phải giúp Vệ Tân, nếu cô ta không tới báo danh thì làm sao bây giờ? Không thể nào, cô ta đang rất cần một công việc, bây giờ có một cơ hội lớn tốt như vậy, như thế nào sẽ không đến? Hạ Tưởng được Liên Nhược Hạm nhắc nhở, cũng ý thức được có chút không ổn. Liên Nhược Hạm rốt cuộc cũng nghĩ tới một chỗ có lỗ hổng. Anh khẳng định Vệ Tân sẽ tới báo danh, anh cũng quả thật chưa gặp qua cô ấy. Hạ Tưởng rất thành khẩn gật đầu. Trước kia quả thật chưa gặp. Trong lòng lại nghĩ rằng đúng theo thời gian thì đúng thật, việc này thì sau này mới gặp qua, cho nên lời nói của hắn cũng là rất thật. Liên Nhược Hạm mỉm cười vẻ cổ quái. Gạt người, anh chưa thấy qua Vệ Tân thì như thế nào lại dám khẳng định cô ta sẽ đến báo danh. Chúng ta thông báo là tuyển các cô gái xinh đẹp làm người mẫu, anh chưa nhìn thấy cô ấy sao lại cô ta xinh đẹp. Nếu cô ta không xinh đẹp, chắc chắn sẽ không tới để báo danh. Hạ Tưởng lập tức á khẩu không trả lời được, ngàn tính vạn toán, không nghĩ tới lỗ hổng này. Hắn gãi đầu, muốn tìm ra một đối sách, bỗng nhiên ánh mắt sáng lên. Anh cũng đoán thôi, cảm giác cái tên Vệ Tân này nghe như tên của một cô gái xinh đẹp. Hơn nữa, cho dù cô ta không xinh đẹp, cũng rất có khả năng tìm đến để thử vận khí như thế nào. Không tin em xem. Trong những người báo danh này thì cũng không phải tất cả đều là xinh đẹp. Theo hướng tay chỉ của Hạ Tưởng, Liên Nhược Hạm nhìn lại, thấy đúng là có mấy sinh viên nữ dáng rất bình thường cũng đứng trong đám đông tuyển dụng, tham gia báo danh, thậm chí còn có một số người có miệng rộng đến tận mang tai,
người cao không tới 1,5 m, đang vừa nhảy nhót vừa kêu lên. Nhường một chút, mọi người nhường một chút, quốc sắc thiên hương đến đây. Liên Nhược Hàm thiếu chút nữa cười đến nỗi thắt lưng không thẳng được, vội vàng với Hạ Tưởng cùng nhau thoát khỏi hiện trường, đi tới các phòng học. Hai người cũng lười nhác chẳng muốn trèo lên tầng trên, tiến vào khu lớp học liền xoay người đi vào một phòng học gần nhất. Bởi vì là cuối tuần, người trong phòng học không nhiều lắm, hệ thống sưởi hơi rất ấm, hai người ngồi cạnh bên cánh cửa ra vào, ngồi tại đó bàn luận các viễn cảnh của công viên rừng rậm. Hai người ngồi ở bàn cuối, cách ba hàng bàn ghế phía trên có 4, 5 cô gái và 2, 3 sinh viên nam đang tụ tập cùng một chỗ nói chuyện, cũng không biết nói cái gì đó. Hạ Tưởng và Liên Nhược Hạm thảo luận một hồi về bước phát triển tiếp theo của công viên rừng rậm. Hai người nhất trí cho rằng tranh thủ mùa xuân sang năm, phải đẩy tiến độ thi công nhanh hơn để vào đầu mùa hè năm tới bước đầu tương đối hình thành được quy mô, đạt được ở một trình độ phát triển nào đó. Ngồi trong chốc lát, thấy người mình cũng đã ấm lại, Hạ Tưởng liền đề nghị. Chúng ta lại ra ngoài hiện trường xem tình hình đi. Liên Nhược Hạm cũng không dị nghị, hai người đứng dậy đang bước ra ngoài. Bỗng nhiên có một cô gái từ bên ngoài chạy vào, bởi vì chạy nhanh nên thiếu chút nữa va vào người Hạ Tưởng. Cô ta cười xin lỗi Hạ Tưởng, sau đó liền chạy lên đầu lớp, đến trước mặt một nữ sinh mặc quần áo màu đen, trong tay cầm tờ báo danh đặt ở trước mặt cô gái mặc bộ đồ màu đen này, kích động nói. Tôi đã vượt qua được sơ tuyển, hơn nữa nghe tập đoàn viễn cảnh người ta nói rằng khi đã vượt qua được lần tuyển dụng này, chẳng những có thể có được một bộ áo lông trị giá 500 tệ. Mà mỗi một lần tham gia hoạt động còn được trợ cấp thêm 100 tệ, còn có các khoản khác. Điều kiện cực kỳ ưu đãi, cậu cũng phải thử một lần, vệ tân ạ. Vệ tân. Hạ Tưởng lập tức đứng sững sờ tại chỗ. Hắn và Liên Nhược Hạm rời khỏi bàn tuyển dụng tới đây là mục đích để sưởi ấm và nhìn ngó một chút, thấy đám người phía trước trong đó có vệ tân cũng chỉ nhìn lướt qua một chút, cũng không nhận ra được hình dáng của cô lúc còn đang học ở trường đại học. Vốn ý định của hắn là sau khi giúp cô xong việc này, hắn cũng sẽ âm thầm rời đi, sau này không có quan hệ thêm gì với cô. Cũng không nghĩ tới là, cái phòng học mà hắn cùng Liên Nhược Hạm tới để sưởi ấm, trong lúc vô ý mà tiến vào, lại là phòng học của vệ tân. Liên Nhược Hạm cũng sửng sốt, vẻ mặt ngờ vực vô căn cứ liếc mắt nhìn Hạ Tưởng một cái. Hạ Tưởng cười khổ lắc đầu, ý tứ rằng hắn không phải cố ý. Chắc phải hơn phân nửa là lừa gạt người khác. Tập đoàn viễn cảnh nghe nói có quy mô rất lớn, tuy nhiên trước kia chưa nghe thấy tên tập đoàn này bao giờ, bây giờ lại thấy bọn họ muốn thành lập đội người mẫu xinh đẹp, trông giống như là mánh lưới lừa gạt, tôi không tin tập đoàn này. Là âm thanh nói chuyện của vệ tân, tim của Hạ Tưởng có chút co rút lại. Âm thanh của vệ tân thời sinh viên rất giống so với tiếng nói vệ tân của mười mấy năm sau của đời trước, ngọt ngào, êm tai, giọng nói trong trẻo, uyển chuyển như chim sơn ca. Vệ tân là người con gái mà Hạ Tưởng quen biết trong đời trước có chất giọng tốt nhất, làm cho người ta phải mê say. Không phải lừa gạt người đâu. Vệ tân, bạn suy nghĩ nhiều quá. Công viên rừng rậm chính là do tập đoàn viễn cảnh xây dựng. Cậu nghĩ thử xem một công ty lớn dấn thân vào sự nghiệp công ích cho dân chúng, như thế nào lại có khả năng làm ra sự tình lừa gạt học sinh. Mình cảm thấy tập đoàn viễn cảnh không tồi. Bọn họ có lương chi, không chỉ suy xét việc kiếm tiền. Khi đến đầu tư ở thành phố Yến thì đầu tiên là khai phá một chỗ như công viên rừng rậm. Dù sao mình cũng khá xem trọng bọn họ. Nữ sinh viên kia rất bảo vệ tập đoàn viễn cảnh, cố gắng khuyên nhủ vệ tân. Vệ tân có điểm dao động. Nếu như cậu đã nói như vậy, cũng đáng giá để thử một lần. Đương nhiên phải thử một lần, không thử thì làm sao biết được thật, giả hay tốt, xấu. Xa xa, Nhược Hạm không kìm nổi nói chen vào một câu. Cô tiến lên về phía trước, đến bên cạnh nhóm người vệ tân, rất tự nhiên nói. Hai bạn, tôi có thể cam đoan tập đoàn viễn cảnh tuyệt đối sẽ không làm ra sự việc nhàm chán là lừa gạt người khác. Tập đoàn viễn cảnh là tập đoàn lớn thuộc dạng hàng đầu, mặc dù cũng như tất cả các tập đoàn khác thì cũng sẽ theo đuổi lợi ích kinh tế, nhưng tập đoàn viễn cảnh lại càng chú trọng tới giá trị của xã hội, chú trọng hiệu quả và lợi ích lâu dài của xã hội. Nếu các bạn tham gia hoạt động tuyên truyền của viễn cảnh, vì tập đoàn mà tạo các ấn tượng tốt đẹp cho mọi người, thì sau khi tốt nghiệp sẽ có cơ hội gia nhập vào công tác tại tập đoàn. Vệ tân và cô gái trong tưởng tượng của Liên Nhược Hạm không giống nhau, quả thật cô ta rất đẹp, nhất là ánh mắt làm cho người ta cực kỳ say mê, có một loại vẻ đẹp bi thương làm người ta mê ly. Hai má của cô gầy yếu làm cho người ta đau lòng,
cái cằm đầy đặn làm cho người ta thương tiếc cô nhu nhược, biểu hiện của cô làm cho trong lòng người ta say sưa vẻ ai oán của cô. Cô gái còn ít tuổi như vậy thì có cái gì ưu sầu lại khiến cô có vẻ đẹp bi thương như vậy? Liên Nhược Hạm là người chưa bao giờ biết nỗi khổ của thế gian, lần đầu tiên nhìn thấy Vệ Tân, từ trong nội tâm đã có cảm giác mến mộ khí chất đau thương của cô gái này, thậm chí cô còn chủ động giơ tay ra. Xin chào Vệ Tân, tôi là Liên Nhược Hạm, đến từ tập đoàn Viễn Cảnh. Vệ Tân đứng lên, trong ánh mắt có một chút hoài nghi và khó hiểu. Tuy nhiên cô không chút chần chừ giơ tay nhẹ nhàng nắm chặt bàn tay của Liên Nhược Hạm. Xin chào, xin hỏi cô tới tìm tôi là có chuyện gì? Lúc Liên Nhược Hạm đem Vệ Tân tới sân trường để báo danh, Hạ Tưởng đi theo phía sau hai người. Hắn vẫn cảm thấy cảnh tượng phát sinh vừa rồi dường như không chân thật, giống như đang nằm mơ. Hắn không nói chuyện với Vệ Tân một câu nào, Vệ Tân lúc này so với Vệ Tân đời trước mà hắn biết thì ngây ngô hơn rất nhiều, cũng gầy yếu hơn rất nhiều. Mặc dù Vệ Tân vẫn chưa liếc mắt nhìn hắn một cái, nhưng tim Hạ Tưởng vẫn nhảy nhót không ngừng, dường như là đang trải qua một quá trình vận động rất mạnh. Trên thực tế, quả thật hắn cũng có chút thẹn với Vệ Tân. Nếu không có tái sinh, Vệ Tân là bạn gái trong thời gian dài nhất của hắn, rất có cảm giác sâu sắc với hắn, cũng là rất cẩn thận, dịu dàng với hắn, là người con gái mà tâm tư của hắn có cảm giác áy náy nhất. Mà hắn đối với Vệ Tân, thì vẫn luôn luôn có thái độ thản nhiên xa cách, vẫn ôm một loại tâm tình được chăng hay chớ với cô, đến tận khi cô hoàn toàn hết hy vọng với hắn, cuối cùng bất đắc dĩ mà chia tay với hắn. Thậm chí vào thời điểm một khắc trước khi hắn tái sinh, hắn còn ở cùng một chỗ với Vệ Tân. Kiếp trước rằng co, kiếp này hai người sẽ như thế nào? Trong lòng Hạ Tưởng cảm động và nhớ nhung, hắn vốn không muốn đối mặt cùng với Vệ Tân, rất may là Vệ Tân chỉ có thản nhiên liếc mắt nhìn hắn một cái liền rời đi ánh mắt, đối với sự xuất hiện của hắn có vẻ không có chút hứng thú. Cho dù hai người gặp nhau mà không tạo ấn tượng cho nhau, thế này lại càng tốt. Hạ Tưởng đi theo sau hai người, nghĩ ngợi lung tung, nhìn Vệ Tân đang điền thông tin vào tờ báo danh, lại nhìn Liên Nhược Hạm đang ở một bên đang nhiệt tình truy hỏi cái nhìn, góp ý của Vệ Tân về hoạt động lần này của tập đoàn Viễn Cảnh. Các suy nghĩ của Vệ Tân thể hiện cái nhìn đơn giản, không có điểm mới. Dù sao thì một người đang là sinh viên, chưa bước chân vào xã hội thì làm sao có hiểu biết sâu được trong các hoạt động kinh doanh. Mặc dù như vậy, nhưng Liên Nhược Hạm vẫn khích lệ cô mấy câu. Được Liên Nhược Hạm nói đôi lời khen ngợi, các nhân viên tuyển dụng đương nhiên trong lòng đều hiểu mình phải làm gì, trực tiếp thông báo tuyển dụng Vệ Tân tại chỗ. Vệ Tân mừng rỡ không kìm nén được, ôm lấy cô bạn gái bên cạnh, nhảy nhót loạn xạ lên. Được Liên Nhược Hạm ngấm ngầm thông tin, nhân viên công tác lại đưa ra cho Vệ Tân một số điều kiện, yêu cầu cô phụ trách toàn bộ công tác chiêu sinh tại khu đại học, cao đẳng này, thù lao là mỗi ngày là 50 tệ. Lúc này Vệ Tân đối với Liên Nhược Hạm vừa có cảm tình lại có chút cảm kích từ trong tâm, đương nhiên cô cực kỳ cao hứng, gật đầu đáp ứng. Sự tình tiến triển như vậy xem như là rất thuận lợi. Vào buổi chiều, Hạ Tưởng nhận được điện thoại của Tào Thù Lê hẹn hắn cùng nhau ăn cơm. Ngẫm lại cũng nên cùng ăn cơm một chỗ với cô bé Lê, Vệ Tân đã có được sự trợ giúp, vì thế hắn liền đề xuất với Liên Nhược Hạm là phải rời đi. Liên Nhược Hạm nghe nói là cùng ăn cơm với Tào Thù Lê, cũng muốn cùng đi với Hạ Tưởng. Hạ Tưởng cười ngây ngô vài tiếng. Sự việc tối qua như vậy rồi mà hôm nay em còn dám gặp cô bé Lê. Liên Nhược Hạm còn lợi hại hơn so với trong tưởng tượng của Hạ Tưởng. Anh dám gặp thì vì sao em lại không dám? Người được thơm là anh, chịu thiệt là em, nói chính xác ra thì anh mới là người chột dạ mới đúng. Khi Liên Nhược Hạm không nói đạo lý thì thôi, nhưng đã nói ra thì rất sắc bén. Hạ Tưởng đành phải gọi điện cho Tào Thù Lê, nói là hắn gặp Liên Nhược Hạm, bây giờ Liên Nhược Hạm cùng với hắn đi tới nhà cô. Tào Thù Lê vui mừng đồng ý. Trên đường Liên Nhược Hạm hỏi Hạ Tưởng. Da mặt của anh khá dày, lúc lừa cô bé Lê mà trong lòng sẽ không có một chút cảm giác tội ác nào sao? Hạ Tưởng liền cười. Anh là phạm vào điều sai lầm mà mọi người đàn ông đều từng phạm phải, có danh nhân đã từng nói như vậy. Khi đối mặt với chuyện này, anh không phải danh nhân, hơn nữa dường như anh lại còn bị người khác dụ dỗ, cho nên anh cảm thấy người có cảm giác tội ác phải là em mới đúng. Liên Nhược Hạm hiển nhiên cũng không tiếp thu cách nói này của Hạ Tưởng, dọc đường đi cô cùng hắn không ngừng tranh chấp về đề tài này. Gặp được Tào Thù Lê, Liên Nhược Hạm bắt đầu khôi phục lại vẻ bình thường, tay trong tay với Tào Thù Lê, nói giỡn với nhau. Hạ Tưởng ở một bên nhìn thấy cảnh này,
hắn liên tục cảm khái, ai nói đàn ông mới có thể giả bộ. Chính mình thấy cô bé Lê thì có điểm áy náy, thế mà Liên Nhược Hạm lại tỏ vẻ như không, lại còn trò chuyện thân thiết với Tào Thù Lê cứ như hai chị em. Thân như hai chị em, trong đầu Hạ Tưởng bỗng nhiên hiện lên một ý niệm vô cùng tà ác, hai cô này về sau thân như hai chị em, chung sống hòa bình với nhau thì tốt rồi, nếu các cô ấy lại còn thông cảm cho nhau, nguyện ý hai nàng cùng lấy một chồng thì quá tuyệt vời. Đang lúc miên man suy nghĩ, đột nhiên trên đùi chúng ngay một cước, hai mắt của Tào Thù Lê trợn lên nhìn hắn. Nghĩ đến chuyện gì tốt vậy? Nghĩ đến mức nhập thần như vậy chắc chắn là muốn cô gái khác rồi, có phải hay không? Không phải, cô bé Lê hiểu lầm rồi. Đây là anh đang nhớ tới em. Hạ Tưởng vốn định nói, nhớ em và Liên Nhược Hạm, may mắn là nuốt lời vào bụng đúng lúc, nếu không sự tình trở nên náo loạn. Tào Thù Lê lại không tin, cười vẻ cổ quái nói. Em biết anh suy nghĩ ai, có phải đang nghĩ tới Vệ Tân không? Được, Liên Nhược Hạm vì trả thù, đảo mắt một cái là đem hắn bán luôn, đúng là không thể tin nổi. Hắn liếc mắt nhìn Liên Nhược Hạm một cái, Liên Nhược Hạm dường như không có việc gì, ánh mắt nhìn loạn xung quanh, trên mặt lộ vẻ cười yếu ớt, phảng phất việc này và cô không quan hệ gì tới nhau. Hạ Tưởng thề thốt trong lòng, chờ có cơ hội sẽ phải thu thập cô ta cho thật tốt mới được. Sau đó hắn lại phải vội vã giải thích không ngừng với Tào Thù Lê về sự tình của Vệ Tân. Thời gian trôi qua rất nhanh, thấm thoát đã qua Tết Nguyên Đán. Thời tiết tháng 1 này tại thành phố Yến là thời điểm lạnh nhất trong năm. So với thời tiết còn lạnh hơn chính là việc văn phòng tổ cải tạo thôn nội đô vốn chỉ là một cơ cấu cấp phó cục trưởng bình thường ở Ủy ban Nhân dân thành phố, nhưng khi đề xuất xin biên chế thì không ngờ bị bí thư Thôi bác bỏ. Một cơ cấu cấp phó cục trưởng không ngờ kinh động đồng thời cả thị trưởng và bí thư. Không thể không nói điều này khiến những người có ý tưởng trong thành ủy, ủy ban nhân dân thành phố đều phải suy đoán. Người biết rõ nội tình thì đều biết rằng, thị trưởng Trần đồng ý phê chuẩn biên chế, bí thư Thôi lại áp chế không đồng ý. Văn phòng tổ cải tạo lại một lần nữa trở thành tiêu điểm của mọi người trong thành ủy ban nhân dân thành phố, trở thành chiến trường giữa bí thư và thị trưởng đấu nhau. Thần tiên đánh nhau thì người phàm gặp phải tai ương. Trong lòng Hạ Tưởng cũng rất lo lắng. Trước kia bởi vì Cao Thành Tùng không có hứng thú đối với cải tạo thôn nội đô, nên bí thư Thôi cũng chẳng quan tâm đối với văn phòng tổ cải tạo thôn nội đô. Đối với các hoạt động cải tạo của thôn nội đô thì luôn áp dụng thái độ tôn trọng nhưng giữ khoảng cách. Nhưng hiện tại hướng gió thay đổi, hoặc nói cách khác, bởi vì Hạ Tưởng xuất hiện nên thế cục đã xảy ra các biến hóa tinh tế. Bí thư Thôi, hay nói chính xác hơn là Cao Thành Tùng cảm thấy rất hứng thú với việc cải tạo thôn nội đô, đã bắt đầu đứng ở giữa nhúng tay đối với việc cải tạo thôn nội đô, dùng quyền lực kiềm chế Trần Phong. Tất cả các căn nguyên đương nhiên là do sự xung đột giữa bất động sản Cát Thành và bất động sản Lĩnh Tiên. Hạ Tưởng chỉ bằng suy đoán và phân tích của mình cũng có thể đưa ra một kết luận đúng đến 8, 9 phần 10. Thôi Hướng và Cao Thành Tùng bởi vì vấn đề sở hữu lần trước của Tiểu Vương Trang sinh ra các xung đột trực tiếp. Bí thư Thành ủy, Thường vụ Tỉnh ủy Thôi Hướng tuy rằng cũng không dám khiêu chiến quyền uy với Bí thư Tỉnh ủy nhưng đối mặt với từng bước ép sát của Cao Thành Tùng, với sự ra mặt của Vũ Phái Dũng, cũng là cảm thấy đau đầu. Thôi Hướng là ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, chắc chắn ở Bắc Kinh cũng có hậu trường, trong các ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy còn lại cũng có đồng minh, bị tức đến như vậy, tượng đất cũng có ba phần tính năng của đất, con run xéo mãi cũng phải quằn, huống chi là Bí thư Thành ủy của thành phố cấp phó tỉnh. Có quyền lực trong tay thì Cao Thành Tùng cũng phải để lại cho chút mặt mũi. Mà ở lần trước trong vấn đề sở hữu Tiểu Vương Trang rõ ràng Trần Phong có thiên hướng về phía bất động sản Lĩnh Tiên, vì vậy mà tự nhiên bị Thôi Hướng nghĩ là Trần Phong thể hiện thiện ý về hướng Cao Thành Tùng, thậm chí hắn còn cho rằng Trần Phong đầu nhập về phía Cao Thành Tùng. Thôi Hướng dù độ lượng tới đâu thì cũng không thể dễ dàng tha thứ vị phó của mình biến văn phòng tổ cải tạo thôn nội đô trở thành sân sau nhà mình cả. Muốn bố trí như thế nào thì bố trí như vậy, muốn thiên vị ai thì thiên vị là không được. Vì thế rốt cuộc Thôi Hướng nhúng tay vào văn phòng tổ cải tạo, ẩn tình bên trong là như vậy. Hơn nữa bí thư Thôi đưa ra lý do cũng rất thuyết phục, thôn nội đô sắp cải tạo xong, ủy ban nhân dân thành phố không cần phải tiếp tục thành lập một cơ cấu chuyên môn nữa, vừa lãng phí nhân lực vật lực, lại vừa vi phạm với chủ trương tinh giản cơ cấu. Trần Phong tỉ mỉ thiết lập văn phòng tổ cải tạo. Đúng là vận dụng thành thạo thủ pháp trong thời điểm này, đột nhiên Thôi Hướng muốn phức tạp hóa lên, muốn nhúng một tay vào. Tất nhiên là Trần Phong không muốn theo ý chỉ đạo này của Thôi Hướng. Lý do mà Trần Phong đưa ra cũng rất đầy đủ, theo sự phát triển của thành phố Yến,
thôn nội đô vành đai 1 trên cơ bản cải tạo xong, thôn nội đô vành đai 2 cũng không cần cải tạo mấy, theo xây dựng vành đai 3 sẽ tồn tại mười mấy thôn bao vây xung quanh thành phố, hình thành các thôn nội đô mới. Chỉ cần thành thị phát triển theo hướng mở rộng địa bàn thì vấn đề thôn nội đô vẫn sẽ tồn tại, cho nên việc thành lập một cơ cấu chuyên môn để xử lý tất cả công việc của thôn nội đô là cực kỳ cần thiết. Thôi Hướng không chịu buông tha, nói rằng việc này cần bàn bạc kỹ hơn, cần phải nghiên cứu lại. Sắc mặt của Trần Phong cũng tốt, nói ra một câu, một chút việc nhỏ như thế này không cần thiết phải huy động cả hội nghị thường vụ để thảo luận, sau đó xoay người rời đi. Nghe nói lúc ấy Thôi Hướng tức giận đến sắc mặt xanh mét. Mắng Trần Phong không kiềm chế, động một chút là phát hỏa. Các nguồn tin trên một phần là do Hạ Tưởng đoán, cũng có phần hắn nghe được tin tức từ Tào Vĩnh Quốc và Cao Hải. Tuy rằng việc mâu thuẫn giữa Thôi Hướng và Trần Phong tạm thời còn không có ảnh hưởng đến việc vận hành của tổ cải tạo bây giờ, nhưng tất cả mọi người trong tổ cải tạo, bao gồm cả Hạ Tưởng đều vô cùng lo lắng. Nếu chẳng may đề nghị của thị trưởng Trần vẫn bị bí thư Thôi áp chế, vị trí văn phòng tổ cải tạo đã đứng trước nguy cơ cực kỳ hung hiểm. Thậm chí còn có thể đứng trước vận mệnh phải giải tán. Một khi giải tán, Ngô Cảng Đắc và Khúc Nhã Hân thì không cần phải nói, chắc là quay về vị trí cũ. Hạ Tưởng thì không có vị trí cũ để về, nhưng chắc chắn hắn có thể ở Ủy ban Nhân dân thành phố có một vị trí nhỏ nhoi. Mặc kệ là làm sao, không cần Trần Phong và Tào Vĩnh Quốc ra mặt thì Cao Hải có thể sắp xếp giúp hắn một vị trí tương ứng. Nhưng sự tình này là từ hắn mà ra. Hắn không giải quyết được thì đúng là uổng phí với sự trọng dụng và thưởng thức của Trần Phong, đồng thời như vậy cũng sẽ hại Ngô Cảng Đắc và Khúc Nhã Hân. Kể cả là tạm thời lùi lại một bước, cho dù không giải tán thì vị trí cơ cấu của tổ cải tạo này không có vị trí minh bạch trong Ủy ban Nhân dân thành phố, như vậy tất nhiên cũng sẽ không tốt. Mà quan trọng là hắn không mượn được cơ hội này để lên cấp phó cục trưởng, tất nhiên về sau cũng sẽ có cơ hội để thăng chức, nhưng đây đang là kỳ ngộ. Nếu chờ đợi cơ hội sau thì ít nhất cũng phải đợi thêm một năm rưỡi nữa. Chương 212, ý vị sâu xa của Phó Bí Thư Vương. Hạ Tưởng biết, xét đến cùng thì mâu thuẫn giữa Thôi Hướng và Trần Phong là kết quả của quá trình hắn âm thầm thúc đẩy. Không chỉ là vì Trần Phong, mà đây còn là vì chính mình, nên lúc này là lúc cần lợi dụng quan hệ với Cao Kiến Viễn. Trên cơ bản việc san ủi mặt bằng khu biệt thự Tây Sơn đã xong. Mặc dù là mùa đông nhưng khí thế thi công tại công trường này hừng hực ngất trời, từ đây có thể thấy được sự tập trung 10 phần của Cao Kiến Viễn. Thành phố Yến mùa đông cũng không phải rất lạnh, cũng không có vùng nào bị ngập hoàn toàn trong băng tuyết. Thời điểm Hạ Tưởng đi tới công trường, phát hiện mấy máy đào lớn đang đào đất để hình thành một hồ nhân tạo. Bởi vì khu biệt thự Tây Sơn ở dưới chân núi, một hồ nhân tạo có thể dẫn thẳng nước từ các khe núi đổ xuống, hình thành nguồn nước, sau khi kiến tạo chắc chắn hiệu quả rất tốt. Cao Kiến Viễn nhiệt tình bắt tay với Hạ Tưởng. Tiểu Hạ, rốt cuộc cậu có thời gian đến nhìn ngó nơi này của tôi. Thế nào, cho ý kiến đi. Tôi dường như đã nhìn thấy trùng trùng điệp điệp các ngôi biệt thự đột ngột mọc lên từ mặt đất, vô số khách hàng chen chúc đến mua, khu biệt thự Tây Sơn trở thành khu biệt thự hàng đầu của thành phố Yến, hàng bán không hết, bất động sản lĩnh tiên trở nên nổi tiếng. Hạ Tưởng hơi nheo mắt, dường như đang say sưa trong giấc mộng đẹp. Đối với khu biệt thự Tây Sơn thì đúng là Cao Kiến Viễn ký thác kỳ vọng cao. Dù sao ở lần đầu tiên khi kinh doanh hạng mục màn hình tinh thể lỏng cỡ lớn, công việc rối tinh rối mù khiến lòng tự tin của hắn chịu sự đả kích lớn. Lời nói bây giờ của Hạ Tưởng khiến hắn rất phấn khởi. Tiểu Hạ đừng dùng lời nói dối lừa gạt tôi, cậu tốt nghiệp trường đại học chuyên nghiệp về xây dựng, lại có các kỹ năng tài hoa về thiết kế, lại chủ trì công việc hàng ngày của tổ cải tạo. So với tôi thì cậu chính là chuyên gia về phương diện bất động sản. Tôi rất thật tâm hy vọng cậu có thêm ý kiến quý giá, để khu biệt thự Tây Sơn được hoàn hảo hơn. Hạ Tưởng liền chỉ hồ nhân tạo nói ra suy nghĩ của mình. Kiến Viễn, hồ nhân tạo của Tây Sơn so với ở các hồ nhân tạo của thành phố thì có một ưu thế lớn nhất chính là có thể trực tiếp dẫn nước từ núi xuống, trở thành dòng nước chảy, nói cách khác, về sau không cần lo lắng về mức nước trong hồ. Không cần phải huy động tiền bạc về phương diện này. Nếu như ở thành phố, còn phải không ngừng mà bơm nước vào để đảm bảo mực nước trong hồ. Nếu nguồn nước đã đảm bảo như vậy, thì khu vực phía trong không nên chỉ đào một hồ nhân tạo mà còn có thể kiến tạo một dòng suối nhỏ. Hai bên sườn dòng suối nhỏ này trồng các loại hoa cỏ, các loại tạo hình khác thì sẽ làm cho khu này tăng thêm không ít phong cảnh lý thú. Cao Kiến Viễn vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Quả nhiên là ý kiến cao minh. Một dòng suối nhỏ uốn lượn chạy quanh toàn bộ khu biệt thự,
cái này chắc chắn đối với chỉnh thể của cả khu sẽ nâng cao thêm một bậc. Tiểu Hạ, cậu đúng là chuyên gia, chỉ riêng một chủ ý này đã đáng giá không biết bao nhiêu tiền. Đi, đến văn phòng tôi rồi anh em mình tâm sự tiếp. Trên một mảnh đất trống trải, Cao Kiến Viễn kiến tạo mấy văn phòng hiện trường tạm thời. Trong phòng làm việc, Nghiêm Tiểu Thì và Phạm Tranh đều ở đây, mọi người cực kỳ nhiệt tình chào hỏi Hạ Tưởng. Nhất là Phạm Tranh, hiển nhiên hắn đã xem Hạ Tưởng thành bằng hữu thân cận nhất, cánh tay cứ lôi kéo Hạ Tưởng, không ngừng cười nói, trong mắt rất là hưng phấn. Cũng không trách được Phạm Tranh, bởi quan hệ giữa Cao Thành Tùng và Phạm Duệ Hằng, khu biệt thự Tây Sơn vừa rồi khởi công cũng đã tiêu thụ được hơn mười mấy khu đất. Rất nhiều quan lớn quyền quý, cùng với các đám con ông cháu cha đều công khai ra mặt hoặc ngấm ngầm nhờ người tìm đến hỏi mua, cách ra tay của bọn họ rất hào phóng, đồng ý là trồng tiền mặt luôn. Ý chí của quyền lực lại một lần nữa được thể hiện rất nhuần nhuyễn. Khu biệt thự Tây Sơn tổng cộng có 68 biệt thự, hiện tại đã tiêu thụ được 18, hơn nữa toàn bộ đều đã đặt trước tiền mặt, có thể nói đại bộ phận số vốn đầu tư đã được thu lại, chỉ cần sau khi bắt đầu phiên giao dịch, bán ra thêm hơn 10 căn là có thể cam đoan kiếm được lời. Đừng nói Phạm Tranh cao hứng đến nỗi quên hết mọi việc xung quanh mà Cao Kiến Viễn và Nghiêm Tiểu thì cũng lộ vẻ vui mừng trên nét mặt, vừa thấy Hạ Tưởng lập tức chia sẻ tin tức tốt với Hạ Tưởng. Đôi mắt xinh đẹp của Nghiêm Tiểu thì nhìn Hạ Tưởng chằm chằm không chớp mắt, nghe Hạ Tưởng chậm rãi nói một ít chi tiết cải tiến sửa chữa cho khu biệt thự Tây Sơn. Các chi tiết này nhìn thì có vẻ như các bổ sung rất bình thường, nhưng nghiên cứu kỹ thì mới phát hiện ra các thâm ý sâu sắc trong đó. Kinh phí cải tiến này thì không tốn lắm, nhưng về tổng thể của cả khu lại cách điệu lên rất nhiều, lại nâng cao được cấp bậc của khu biệt thự, rất có giá trị. Nghiêm Tiểu thì càng lúc càng bội phục Hạ Tưởng. So với những người ở đây, tuy rằng hắn kém hơn Cao Kiến Viễn và Phạm Tranh là con cái, đệ tử của các quan lớn, nhưng hắn không kiêu ngạo, không xiểm nịnh, cho dù lúc giao tiếp với vị công tử con bí thư tỉnh ủy cũng không có một chút luống cuống, lại càng không có việc nịnh nọt và bợ đỡ, hoàn toàn là dựa vào bản lĩnh của chính bản thân hắn, hơn hẳn Cao Kiến Viễn có mắt cao hơn trán và Phạm Tranh không coi ai ra gì. Sự hân hoan trong ánh mắt của Nghiêm Tiểu thì càng lúc càng mạnh, trong lòng mơ hồ dâng lên một chờ mong nào đó. Hạ Tưởng dụng tâm giúp Cao Kiến Viễn và Phạm Tranh như vậy, dường như còn chưa đề cập yêu cầu nào, nếu dùng cổ phần để buộc chặt hắn và bất động sản Lĩnh Tiên cùng một chỗ, không lo Hạ Tưởng không vì bất động sản Lĩnh Tiên mà dụng tâm dùng sức. Không đợi Nghiêm Tiểu thì mở miệng, Phạm Tranh liền thay cô nói ra suy nghĩ trong lòng cô ra. Tiểu Hạ, vốn cậu và Kiến Viễn là thân quen với nhau, là bạn tốt của nhau, nói tới tiền là nói tới lời rất tục, nhưng cho tới nay cậu đối với bất động sản Lĩnh Tiên thì trợ giúp cũng không ít. Cậu xem, khu biệt thự Tây Sơn là chủ ý do cậu đề xuất, lại đưa ra cho chúng ta rất nhiều ý kiến cải tiến, tất cả đều rất hợp lý và thực dụng. Nếu mời chuyên gia để làm được các luận chứng như thế này, ít nhất cũng phải tốn hơn 180.000 tệ. Cậu có dụng tâm giúp đỡ chúng ta như vậy, nếu tôi và Kiến Viễn không có một chút tỏ vẻ thì không phải là có vẻ quá nhỏ nhen hay sao? Tôi và Kiến Viễn đã thương lượng với nhau, cấp cho cậu 2% cổ phần của bất động sản Lĩnh Tiên. Ý cậu thế nào? Ý tốt này tôi xin ghi nhận. Hạ Tưởng cười khoát tay nói. Nhưng tôi là cán bộ nhà nước, không được tham gia cũng như trực tiếp điều hành kinh tế tư nhân, chỉ cần sau này chúng ta trở thành những người bạn tốt của nhau là được rồi. Kiến Viễn là người có phong phạm của người trọng kẻ sĩ, làm cho mọi người đều phải nể phục. Tôi được kết bạn với anh ta là cũng đã vẻ vang lắm rồi. Anh lại còn muốn để cổ phần lại cho tôi, không phải là cố ý đưa lòng tham của tôi đứng bên cạnh ánh hào quang của Kiến Viễn đấy chứ. Có thể cùng Kiến Viễn và Tiểu Phạm trở thành bạn bè, hơn nữa tôi còn được nhìn ngắm một mỹ nữ vùng Giang Nam như Tổng Giám Đốc Nghiêm đây cũng là một chuyện rất may mắn, đã sớm cảm thấy rất mỹ mãn rồi. Nghiêm Tiểu thì bị Hạ Tưởng tâng bốc lên, mặt hơi đỏ lên nói. Chủ nhiệm Hạ cũng thỏa mãn quá dễ dàng đó. Nói đến đây, cô ta bỗng nhiên cảm thấy trong lời nói mới rồi còn có nghĩa khác nữa, không tự chủ được liền ngừng lại, không nói gì nữa. Thật ra Cao Kiến Viễn cũng nhìn ra Hạ Tưởng đúng là không có ý định lấy cổ phần, trong lòng hắn mất đi một số phán đoán về mục đích tiếp cận của. Hiện tại hắn suy nghĩ rằng Hạ Tưởng thành tâm giúp hắn có lẽ chính là vì muốn tiến bộ trên con đường chính trị, nhìn chúng thân phận hắn là con của bí thư tỉnh ủy. Quan trường cũng được mà thương trường cũng tốt, cái chính là mọi người thích chọn con đường nào, hắn liền khẽ mỉm cười nói. Tiểu Hạ nếu cần tôi hỗ trợ gì cứ việc nói ra, vấn đề lớn thì không giúp được, nhưng những điều nhỏ thì không vấn đề gì.
Hạ Tưởng thở dài một hơi. Việc muốn nhờ Kiến Viễn hỗ trợ thì tạm thời không có. Tôi đang lo lắng là chỉ sợ về sau, tôi không có cách nào hỗ trợ được anh thôi. Nghiêm Tiểu thì hỏi ngay. Có chuyện gì vậy, chủ nhiệm Hạ phải rời khỏi tổ văn phòng cải tạo à? Hạ Tưởng sửng sốt, không khỏi liếc mắt nhìn Nghiêm Tiểu thì một cái, nghĩ thầm rằng cô này khá lợi hại, một tí chút như vậy mà cũng đoán trúng ý tứ của hắn. Hắn liền gật gật đầu với cô và nói. Tổng giám đốc Nghiêm đoán đúng rồi. Bây giờ tiền đồ của tổ văn phòng cải tạo thôn nội đô không rõ, có lẽ một thời gian sau sẽ giải tán. Đến lúc đó không chừng tôi sẽ được điều về một phòng ban nào đó, có lẽ sẽ không tiếp xúc với ngành bất động sản, như vậy sẽ không có cơ hội đưa ra các sách lược giúp Kiến Viễn nữa. Cao Kiến Viễn kinh ngạc hỏi. Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Hạ Tưởng nói ra việc bí thư Thôi áp chế biên chế của văn phòng tổ cải tạo thôn nội đô, còn cường điệu thêm. Không phê chuẩn biên chế thì cũng không có việc gì, nhưng bí thư Thôi đè ép việc này xuống, hiện tại thì địa vị văn phòng tổ cải tạo cực kỳ xấu hổ. Sự việc này một đã nói rõ ràng ra, địa vị tương lai của văn phòng tổ cải tạo không được xác định, như vậy thì công tác lại rất khó để khai triển. Hạ Tưởng không nói rõ vì sao Thôi Hướng muốn đè việc phê chuẩn biên chế của văn phòng tổ cải tạo, Phạm Tranh suy nghĩ cẩn thận lại là biết ngay chuyện gì xảy ra. Hắn mắng. Thôi Hướng cũng quá đáng. Không chừng lần trước thị trưởng Trần nói giúp bất động sản lĩnh tiên của chúng ta mấy câu, không nghiêng về bất động sản Cát Thành mà hắn ta đã làm khó dễ văn phòng tổ cải tạo. Làm người không quản nhiều đến thế chứ. Hạ Tưởng nghĩ thầm, thật ra Phạm Tranh là một người rất hữu dụng, vào thời khắc mấu chốt có những lời nói khó nghe nào thì không cần nói ra, đã có Phạm Tranh chủ động nói, ngẫm lại thì đây cũng là một việc làm cho người ta thêm vui mừng. Nghiêm Tiểu thì hơi nhíu đôi lông mi thanh tú. Bí thư Thôi chắc muốn nắm giữ quyền chủ đạo của văn phòng tổ cải tạo. Xét đến cùng thì ông ta muốn nhúng tay vào việc cải tạo thôn nội đô, để về sau quyền lên tiếng phải có trọng lượng hơn nữa. Không ngờ việc nhỏ như vậy lại phải để hội nghị thường vụ thảo luận cơ à. Cao Kiến Viễn gật gật đầu, cố gắng vẫn duy trì thái độ thong dong, tuy nhiên trong ánh mắt toát ra một vẻ tức giận. Việc cải tạo thôn nội đô chính là công việc của bên ủy ban. Bàn tay của bí thư Thôi cũng không phải là vươn dài quá đấy chứ. Tiểu Hạ, cậu không cần sốt ruột, để tôi nghĩ biện pháp, xem có thể giải quyết việc này trong hòa bình hay không. Thật ra muốn nói đến bàn tay dài thì ai mà dài bằng bí thư Cao, mà hơn nữa sở dĩ Thôi Hướng thò cánh tay vào văn phòng tổ cải tạo thôn nội đô cũng là bị Cao Thành Tùng và Vũ Phái Dũng bức hiếp mà ra nông nỗi. Thật ra, đối với Hạ Tưởng thì Thôi Hướng cũng tốt, mà Cao Thành Tùng cũng được. Mấy người này đều không tạo được ấn tượng tốt trong lòng hắn. Tuy nhiên có thời cơ tốt để tọa sơn quan hổ đấu mà bỏ lỡ thì cũng rất đáng tiếc. Chưa kể, hắn cũng không nói ra yêu cầu gì, mà những lời này chủ yếu là do Phạm Tranh nói, việc thảo luận trên hội nghị thường vụ là Nghiêm Tiểu thì nói, việc nhúng một tay vào là do Cao Kiến Viễn nói, dường như hắn không nói điều gì cả. Cổ phần trong bất động sản lĩnh tiên là cổ phần không dễ ăn. Sự lui tới của hắn và bất động sản lĩnh tiên chỉ có thể giới hạn trong một loại quan hệ bạn bè không xa không gần. Muốn Cao Kiến Viễn hỗ trợ, khi gợi ra cũng thật khéo léo, nếu không sẽ làm Cao Kiến Viễn sinh sự hoài nghi. May mắn là có Phạm Tranh và Nghiêm Tiểu thì ở bên cạnh, hai người này tự cho là thông minh đã nói giúp cho hắn những lời muốn nói, hiệu quả của việc này thì tốt hơn rất nhiều. Buổi trưa, Hạ Tường ở lại ăn cơm cùng với nhóm người này. Nghiêm Tiểu thì chủ động ngồi bên cạnh hắn. Nói rất nhiều với hắn. Trong quá trình này, Cao Kiến Viễn cũng làm bộ không có ý định hỏi về Liên Nhược Hạm, Hạ Tưởng rất hoài nghi về việc này. Có lẽ là quá cao hứng, Cao Kiến Viễn uống nhiều thêm mấy chén, lời nói cũng nhiều lên, nói ra việc y ở siêu thị Dai ra gặp một cô gái mặc quần màu xanh, còn nói cô gái mặc quần màu xanh này có sắc đẹp tựa như đóa phù dung nổi trên mặt nước, như vòng trang sức của trời đất vậy. Hạ Tưởng thiếu chút nữa sợ hãi kêu thành tiếng. Như thế nào mà tiêu chuẩn thẩm mỹ của Cao Kiến Viễn và hắn lại giống nhau như vậy? Chẳng những y coi trọng Liên Nhược Hạm, ngay cả Tào Thù Lê cũng làm y nổi lên sự chú ý. Hạ Tưởng một bên giả lảng như không biết người mà Cao Kiến Viễn nói là ai, một mặt nghĩ thầm rằng lúc này hắn chưa tìm được huyệt mệnh môn của cha con nhà Cao gia này, nếu mà tìm được, tốt nhất là lật ngược nhà Cao gia sớm lúc nào hay lúc đó. Mặc dù hắn cũng biết rằng chỉ bằng lực lượng của hắn thì chắc chắn không làm động đậy được Cao Thành Tùng. Nhưng hắn tin tưởng rằng, sẽ có một ngày, bởi vì sự đấu tranh của hắn, Cao Thành Tùng cuối cùng cũng sẽ phải ầm ầm rơi đài.
hôm nay vừa đi làm thì Hạ Tưởng liền nhận được thông báo của thư ký cho Tào Vĩnh Quốc là Cổ Tú Văn, bảo hắn tới văn phòng của Tào Vĩnh Quốc. Hạ Tưởng đoán rằng bởi sự tình văn phòng tổ cải tạo. Quả nhiên Tào Vĩnh Quốc vừa thấy hắn, ông liền đi thẳng vào vấn đề. Triển vọng của văn phòng tổ cải tạo không ổn, bí thư Thôi không chịu buông ra, ông ta là thường vụ tỉnh ủy nên trong các thường vụ của thành ủy thì số người ủng hộ cũng không ít. Việc này cho dù đệ trình để thảo luận ở hội nghị thường vụ thì cũng không nhất định có thể thông qua. Cháu có tính toán gì không? Các ban ngành quan trọng bên ủy ban thì cháu để ý đến nơi nào nhất? Đường Đường là một phó thị trưởng thường trực, muốn sắp xếp cho người nhà vào trong một ban ngành mấu chốt của Ủy ban Nhân dân thành phố thì cũng không phải là một việc khó, huống hồ việc này còn rất nhiều người ủng hộ. Hạ Tưởng và Tào Vĩnh Quốc nói chuyện với nhau vốn không có nhiều gò bó, hắn không trực tiếp trả lời vấn đề của ông ta, ngược lại hỏi. Nếu đệ trình để thảo luận ở hội nghị thường vụ thì Tào Bá Bá, thị trưởng Trần có mấy phần nắm chắc? Tào Vĩnh Quốc bóp bóp huyệt thái dương, vẻ mặt ngưng trọng. Không lạc quan mấy, tổ cải tạo này đã làm xúc động đến lợi ích của nhiều người. Thị trưởng Trần làm việc vốn nhanh gọn, dứt khoát, quyết đoán nên số ủy viên thường vụ ủng hộ ông ta cũng sẽ không nhiều lắm. Nếu là một người khác gây rối, mọi người còn có thể để cho thị trưởng vài phần mặt mũi. Nhưng hiện tại lại là bí thư lên tiếng, những người đang ở giữa lắc lư sẽ đều hướng về phía bí thư thôi. Ông ta lấy cái bút đặt chặn trên tờ giấy, sau đó nói. Thị trưởng Trần một phiếu, tôi một phiếu, trưởng ban Phương cũng có thể có một phiếu, bên phía ủy ban bên này thì phó thị trưởng Dịch Tư Bằng cũng là ủy viên thường vụ, ông ta cũng sẽ ủng hộ thị trưởng Trần, trên cơ bản có thể cam đoan được 4 phiếu. Để vượt qua quá bán thì còn thiếu 3 phiếu, khó khăn rất lớn. Ý tứ của thị trưởng Trần là gì? Hạ Tưởng tin rằng Trần Phong sẽ không ngồi yên chờ thất bại, tổ cải tạo này ngưng tụ rất nhiều tâm huyết của ông ta, đồng thời cũng do ông ta đích thân phụ trách. Nếu tổ cải tạo bị rút lui, như vậy khác nào sinh mệnh chính trị của Trần Phong bị một lần thất bại nghiêm trọng. Cho dù không bị giải tán, cứ bị bí thư Thôi treo như vậy thì địa vị của tổ này lúng ta lúng túng chẳng hiểu hoạt động theo kiểu gì, đây cũng là một đả kích vô cùng trọng đại đối với Trần Phong trong việc đẩy mạnh cải tạo thôn nội đô. Hạ Tưởng càng thêm minh bạch, có lẽ bí thư Thôi cũng không nghĩ tới việc giải tán tổ cải tạo thôn nội đô, để lại để nhường một chút cho mặt mũi của Trần Phong. Nhưng cứ treo cao tổ cải tạo như vậy, chính là để mọi người đều biết rằng tổ cải tạo này danh bất chính ngôn bất thuật, về sau chẳng những việc khai triển công tác không tốt, mà hơn nữa cũng sẽ trở thành trò cười cho thành ủy, ủy ban nhân dân thành phố. Thị trưởng Trần à, ánh mắt của Tào Vĩnh Quốc hơi chớp, sao ông ta lại không đoán được tâm tư của Trần Phong? Trần Phong không chịu nhượng bộ, đấu tranh dẫn đến việc kết quả cuối cùng chính là trình lên hội nghị thường vụ để thảo luận, chẳng khác gì đánh bạc một phen. Trần Phong có thể đánh cuộc. Nhưng với Hạ Tưởng thì tiền đồ của hắn không thể đánh cuộc được. Việc ông ta quan tâm không phải là vận mệnh của tổ cải tạo mà là tiền đồ của Hạ Tưởng. Thị trưởng Trần không chịu nhượng bộ, đây mới là vấn đề làm cho người ta lo lắng. Một khi đệ trình lên hội nghị thường vụ thì không còn đường lùi nữa. Tiểu Hạ, nếu đợi đến lúc hội nghị thường vụ phủ quyết, cháu nguyên là chủ nhiệm của văn phòng tổ cải tạo sẽ trở thành cái đích để mọi người chỉ trích. Thị trưởng Trần thì nhiều lắm là trên mặt không còn ánh sáng nào. Mà cháu thì tiền đồ còn lại bị ảm đạm. Không bằng bây giờ nhảy ra, bác cố sức đưa điều chuyển cháu tới các ban ngành khác. Cảm ơn ý tốt của Tào Bá Bá. Cháu nghĩ hay là chờ kết quả đã, xem xét tình hình rồi tính sau. Hạ Tưởng từ chối luôn ý tốt của Tào Vĩnh Quốc, hắn không nghĩ tới việc ở thời khắc mấu chốt này mà lựa chọn đường thoát thân. Bây giờ mà điều ra khỏi văn phòng tổ cải tạo, trên cơ bản chẳng khác nào vượt ra khỏi giới hạn của thị trường Trần. Mặc dù Tào Bá Bá cũng tự ý tốt, vì tiền đồ chính trị của hắn mà suy xét, nhưng Hạ Tưởng trong lòng rõ ràng sự lựa chọn của hắn, hắn phải làm cái gì. Tào Bá Bá, có lẽ sự việc sẽ có cơ hội lật ngược lại. Trong chính trị, cho tới bây giờ đều không thể nói được chính xác, sự thay đổi diễn ra rất bất ngờ và nhanh chóng. Nếu chẳng may hội nghị thường vụ thông qua đề nghị của thị trưởng Trần, chẳng phải cháu đã bỏ lỡ một lần cơ hội đề bạt cực kỳ tốt này sao? Ý tưởng sâu kín trong lòng thì Hạ Tưởng cũng không thể nói ra trước mặt người khác, hơn nữa hắn cũng không muốn làm cho Tào Vĩnh Quốc hiểu lầm. Hắn không muốn bị người khác nghĩ mình trở thành kẻ đầu cơ chính trị, lại càng không muốn cho Trần Phong khinh thường. Bất kể phong cách chấp chính của Trần Phong có được nhiều người hoan nghênh hay không, bất kể sự cứng rắn, mạnh mẽ của ông ta có làm rất nhiều người bất mãn hay không, nhưng Trần Phong đối xử với hắn thì rất tốt,
Hạ Tưởng không lời nào chê trách được cả. Hắn không muốn là người hai mặt trong chốn quan trường, để từ đó bị mọi người chán ghét và khinh miệt. Hắn không muốn làm thất vọng sự trọng dụng và thưởng thức của Trần Phong. Tất nhiên Tào Vĩnh Quốc cũng hiểu Hạ Tưởng có những điều không thể nói ra được, ông ta thở dài một tiếng rồi nói. Được rồi, bác cũng không khuyên can cháu nữa. Tuy nhiên bác hy vọng cháu không vì sự việc lần này mà có ý kiến gì với Tào bá của cháu. Bác làm quan nhiều năm, sao lại không biết thị phi trên chốn quan trường? Sao lại không hiểu việc trung thành là rất quan trọng? Chỉ có điều lúc này tình thế cực kỳ nguy hiểm, bác không muốn tiền đồ của cháu bị ảnh hưởng. Từ văn phòng của Tào Vĩnh Quốc đi ra, Hạ Tưởng đi thẳng xuống phòng tiếp tân ở tầng 1. Có thể nói thái độ của Tào Vĩnh Quốc cũng đã nằm trong dự kiến, Hạ Tưởng cũng không lộ ra việc hắn âm thầm kết giao với Cao Kiến Viễn cho Tào Vĩnh Quốc biết. Có một số việc, muốn giữ bí mật thì chỉ một mình biết là được. Vừa mới bước xuống được tầng 1, hắn liền nhận được điện thoại của Thẩm Lập Xuân. Trong điện thoại, thanh âm Thẩm Lập Xuân có chút cấp bách. Ông em Hạ, sao anh còn chưa nhận được phương án thiết kế quảng trường nhân dân? Có phải chú em quên mất việc này rồi phải không? Tổng giám đốc Thành đang thúc giục anh cũng chẳng có cách nào khác đành phải giục chú thôi. Hạ Tưởng gãi đầu, sự tình gần đây rất nhiều, lại thêm nỗi phiền lòng về tương lai của tổ cải tạo thôn nội đô, đúng thật là hắn đã quên mất việc này. Vì thế, hắn đành phải ăn ngay nói thật. Ông anh Thẩm, việc này đúng thực là em quên, cũng đừng trách em. Bây giờ tiền đồ của văn phòng tổ cải tạo thôn nội đô đang ở thời kỳ tinh tế, em đang rất buồn bực đây. Tình huống như thế nào vậy? Thẩm Lập Xuân lo lắng hỏi thăm. Hạ Tưởng liền nói ra chân tướng sự tình, hắn còn nói thêm. Bây giờ tiền đồ của chú em này cũng còn chưa biết, phải để em tĩnh tâm một chút. Anh cho em thời gian một tuần, thế nào? Được, ông em có việc phiền lòng, anh không thể nào làm cái việc thúc giục được. Thẩm Lập Xuân đáp ứng. Sau đó ngừng lại một chút rồi nói. Theo như ý của chú thì càng nhiều lãnh đạo thành ủy ủng hộ thì mới phê chuẩn được biên chế của tổ cải tạo thôn nội đô, có đúng không? Sau khi được Hạ Tưởng khẳng định lại, Thẩm Lập Xuân nói một cách sảng khoái. Được rồi, anh biết rồi, để anh báo cáo cho Tổng Giám đốc Thành một chút, để xem thử ông ta có thái độ gì không. Đối với việc Thành Đạt Tài ra tay tương trợ thì Hạ Tưởng không ôm hy vọng gì. Đối với Thành Đạt Tài mà nói, tổ cải tạo này không nằm trong tầm mắt của y rất cao, một tổ cải tạo nhỏ nhoi này không đáng để y ra mặt. Xoay người muốn đi vào trụ sở, vừa mới cất bước, đột nhiên Hạ Tưởng sửng sốt. Trước mặt hắn xuất hiện một người quen đang đứng với vẻ tươi cười, đang nhìn hắn rất hứng thú. Hạ Tưởng vội dừng lại cung kính chào. Phó Bí Thư Vương. Tiểu Hạ, tôi đang chờ xe ở đây, không nghĩ là nghe được điện thoại của cậu, cậu không trách tôi nghe lén chứ. Vương Bằng Phi vui mừng hớn hở, không giống như mọi người đồn thổi là nhân vật quyền lực đầy độc tài. Sao lại dám trách ngài? Chắc chắn là khi tôi nói chuyện, lời nói quá to, làm ảnh hưởng tới Phó Bí Thư Vương. Hạ Tưởng biết chắc chắn là Vương Bằng Phi sẽ nói ra suy nghĩ của ông ta, nếu không cũng sẽ không nhắc tới sự việc vừa rồi. Không ngoài dự đoán, Vương Bằng Phi tò mò hỏi. Trong lúc vô ý, tôi tò mò nghe được trong điện thoại của cậu có nhắc tới tập đoàn Đạt Tài. Nếu vậy cậu cũng có quen biết với tập đoàn Đạt Tài à? Không thể không nói cái lỗ tai của Vương Bằng Phi rất tốt, Hạ Tưởng liền cười có vẻ thật thà chất phác nói. Cũng đã mấy lần được Tổng Giám Đốc Thành mời, cũng đã ăn ké được mấy bữa cơm trong nhà ông ta. À, nói như vậy thì Tổng Giám Đốc Thành cũng rất thưởng thức cậu. Tổng Giám Đốc Thành cũng không dễ dàng mời người đến nhà ăn cơm. Nhắc tới tập đoàn Đạt Tài, Vương Bằng Phi không nén nổi tò mò hỏi thêm. Vừa rồi người mà cậu trò chuyện không phải là Tổng Giám Đốc Thành đấy chứ? Hạ Tưởng hiểu rõ được mấy phần, Vương Bằng Phi đúng là có sự quan tâm đặc biệt đối với tập đoàn Đạt Tài. Vì thế hắn nói thật. Đương nhiên không phải là Tổng Giám Đốc Thành. Tổng Giám Đốc Thành cũng không tự mình nói chuyện với tôi, là trưởng phòng khai phá của tập đoàn Đạt Tài là Thẩm Lập Xuân. Quan hệ của Tiểu Thẩm và cậu cũng không tệ lắm nhỉ? Vương Bằng Phi tiếp tục truy vấn. Nói đến đây. Hạ Tưởng liền hiểu rằng Vương Bằng Phi cũng không phải là trong lúc vô ý mà nghe trộm điện thoại của hắn, khả năng ban đầu là vô tình nhưng đoạn sau là cố ý. Hơn nữa ông ta có chủ ý cực kỳ rõ ràng với tập đoàn Đạt Tài, các manh mối này mà giấu ông ta cũng không tốt. Trong lòng Hạ Tưởng liền có tính toán. Tôi và ông anh Thẩm cũng chơi thân với nhau. Anh ta đối nhân xử thế rất hào phóng,
còn đưa cho tổ cải tạo chúng tôi một chiếc ô tô. Cuộc điện thoại hồi nãy là anh ta muốn nhờ tôi thiết kế giúp một hạng mục. Vương Bằng Phi gật gật đầu, vừa lúc lái chiếc xe của ông ta lại đây, ông ta liền vẫy tay với Hạ Tường. Tiểu Hạ, gặp sau vậy, có rảnh đến chỗ tôi, chúng ta tiếp tục tâm sự về cuộc sống nhân sinh và đạo dưỡng sinh. Hạ Tường thái độ kính cẩn đứng thẳng tại chỗ, chờ xe của Vương Bằng Phi đi xa mới quay về văn phòng. Ngồi trên ghế ngây người trong chốc lát rồi hắn lắc đầu cười cười, cầm lấy điện thoại gọi cho Tào Thù Lê hẹn cô bé tối nay gặp mặt. Tào Thù Lê đang kỳ nghỉ đông, ở trong nhà đang buồn chán, vừa nghe Hạ Tường hẹn, cao hứng nhảy dựng lên, vội vàng xin phép cao lão, chuẩn bị cho buổi hẹn hò. Hai người cùng ăn cơm chiều, sau đó lái xe đi thẳng đến công viên nhân dân. Tuy rằng mùa đông ở thành phố Yến thì nhiệt độ không khí cũng thấp, nhưng bình thường vào buổi tối thì nhiệt độ lạnh nhất cũng không xuống dưới 0 độ. Cho nên mặc dù vừa mới là lúc bật đèn mà trong công viên rất nhiều nam nữ, già trẻ, trai gái có mặt, rất náo nhiệt. Tào Thù Lê được Hạ Tưởng cầm tay dắt vào, điệu bộ cử chỉ dịu dàng ngoan ngoãn như con cừu nhỏ, cũng không hỏi tại sao Hạ Tưởng lại muốn dẫn cô tới nơi này, ngoan ngoãn đi theo Hạ Tưởng, không hỏi lời nào. Hạ Tưởng nghiêm túc giải thích. Bây giờ chúng ta đi vòng quanh công viên nhân dân một lần, em phải cố gắng ghi nhớ các đặc điểm của khu công viên này, em nhớ chưa? Tào Thù Lê nghe vậy liền gật đầu, ánh mắt lóe sáng, nhìn chằm chằm Hạ Tưởng. Lại muốn em thiết kế phương án, có đúng không? Hạ Tưởng sờ sờ đầu cô. Em đúng là càng ngày càng thông minh, như thế này sao được, về sau cũng phải giả vờ kem kém một chút chứ. Tào Thù Lê oán trách nói. Cái gì vậy? Anh hy vọng là bạn gái của anh ngốc nghếch sao? Đúng là tâm địa bất lương. Chắc chắn là muốn em không để ý cái gì, ở bên ngoài anh có thể yên tâm lớn mật đi tìm cô gái khác, có phải ý tứ này hay không? Hạ Tưởng sờ cái mũi. Xin em để sức tưởng tượng của em tập trung vào trên người của em, bảo đảm rằng về sau em trưởng thành, khỏe mạnh, vui vẻ. Nói cho anh nghe xem, em theo cao lão nơi đó học được những gì rồi. Tri thức của cao lão cực kỳ uyên bác. Khẳng định là nhân vật cấp chuyên gia. Em đúng là thu được rất nhiều lợi ích. Vẻ mặt Tào Thù Lê sáng ngời. Trước kia em không dám nói trong phương diện thiết kế các phương án có thể vượt qua anh, nhưng hiện tại em có thể tự hào nói được. Có lẽ suy xét mang tính toàn cục thì em không bằng anh, nhưng nếu xét đến việc xử lý các chi tiết thì bây giờ anh không phải là đối thủ của em rồi. Hạ Tưởng cũng vì sự thành công của cô bé mà cảm thấy cao hứng, hắn liền ôm và hôn cô một cái. Cố lên, về sau phấn đấu thành chuyên gia thiết kế. Tào Thù Lê đỏ mặt, nhìn xung quanh, thấy không ai chú ý bọn họ, lúc này mới đá Hạ Tưởng một cái. Làm cái gì vậy, đường đường là lãnh đạo cấp phòng, ở giữa đám đông thế này mà cũng không chú ý ảnh hưởng chút nào cả. Đừng nói cấp phòng, cho là cấp sở thì cũng là người, mà là người sẽ có người yêu. Hạ Tưởng cười ha hả, hắn thích nhất là bộ dáng thẹn thùng của Tào Thù Lê. Vừa e ấp lại vừa cuốn hút người khác. Lại đây, để anh hôn thêm cái nữa. Tào Thù Lê cười chạy đi. Cặp đôi này vừa đi vừa trêu đùa lẫn nhau, rốt cuộc cũng đã đi hết một vòng xung quanh công viên nhân dân. Sở dĩ lựa chọn buổi tối để xem xét là bởi vì ban ngày cũng đã quan sát nhiều lần, đến đây vào buổi tối thì mới phát hiện rất nhiều những chỗ khuyết thiếu mà ban ngày không phát hiện ra. Ví dụ như thiết kế bố trí các ngọn đèn trong công viên. Thiết kế này phải bảo đảm không ảnh hưởng mỹ quan trong buổi ngày, lại vừa bảo đảm là không để chừa một góc chết nào trong công viên đầy cây cối, các núi giả này. Nếu để lại những góc chết mà đèn không chiếu tới được, sẽ tạo điều kiện cho các phần tử xấu có những hoạt động bất hợp pháp. Tóm lại, sau khi dạo qua một vòng, trong đầu Hạ Tưởng cũng nắm được gần hết các việc phải làm. Cùng Tào Thù Lê quay trở lại Tào gia, vừa lúc Tào Vĩnh Quốc và Vương Vu Phân đi ra ngoài, lại còn mang theo cả Tào Thù Quân. Trong nhà chỉ có hai người Hạ Tưởng và Tào Thù Lê. Hai người đi lên tầng trên, sửa soạn giá vẽ, chuẩn bị vẽ ra hình dáng đại khái của công viên. Chương 213, Đạo lý huyền diệu trong hội nghị thường vụ. Việc thiết kế thôn Tiểu Mã và Đại Mã thì Hạ Tưởng cũng sớm đã định hình rồi. Chỉ cần Tào Thù Lê thiết kế công viên nhân dân xong, trên cơ sở đó hắn chỉnh sửa thiết kế của thôn Tiểu Mã và thôn Đại Mã theo cho phù hợp để tạo ra sự gắn kết. Sau đó tạo ra mấy dãy núi nhân tạo, trang trí cây cảnh, hoa cỏ, chim hót líu lo trong quảng trường nhân dân để khắp chốn cùng nơi đều là chốn cảnh đẹp nhân gian. Sau quá trình chăm chú thiết kế thì cả hai đều có chút mệt mỏi, nhìn lên đồng hồ thì đã hơn 9 giờ,
dưới tầng vẫn không có thanh âm nào, hiển nhiên chưa ai trở về. Hạ Tưởng nhìn thấy bộ dáng cắn bút trầm tư của Tào Thù Lê, vừa dịu dàng lại vừa cuốn hút người khác. Hắn liền nảy ra tâm tư hư hỏng. Nghỉ ngơi một chút đi, đừng để quá mệt mỏi. Thành Rome không phải một ngày mà xây xong được. Tào Thù Lê, vâng, một tiếng, ánh mắt vẫn nhìn chăm chú, không rời khỏi bản vẽ. Nếu vậy chúng ta đọc sách trong chốc lát được không? Hạ Tưởng ân cần dụ dỗ. Tào Thù Lê không hiểu được. Đọc sách làm gì, để em suy nghĩ một chút, có một chi tiết đang mắc kẹt đây, chờ một chút, đừng quấy rối. Hạ Tưởng hơi sốt ruột. Chờ nữa thì sẽ không có thời gian, mấy người kia mà quay về thì chúng ta không kịp đọc sách nữa. Cái gì là không kịp, ba em trở về với việc anh đọc sách thì có liên quan gì tới nhau? Tào Thù Lê không hiểu ý chừng mắt liếc nhìn Hạ Tưởng một cái. Bởi vì điệu bộ cố ý truy hỏi nguyên nhân nên cả người cô tỏa ra một vẻ đẹp trầm lắng, uy nghiêm, làm rung động lòng người. Hạ Tưởng một tay kéo cô vào trong lồng ngực hắn. Anh là muốn đọc quyển sách này của em. Tào Thù Lê đã từng thưởng thức qua mùi vị này, hai má ửng hồng nói. Anh là cái đồ cực kỳ háo sắc. Cô quay người lại, chạy ra khỏi phòng, cười khanh khách nói. Em đi tắm rửa, chúc anh ngủ ngon. Hạ Tưởng vội vàng đuổi theo. Không ngờ Tào Thù Lê phản ứng rất nhanh, chạy đến buồng vệ sinh liền khóa cửa lại, còn ở bên trong cố ý chọc giận hắn. Em tắm rửa, anh đừng suy nghĩ bậy bạ, cũng đi tắm rửa rồi ngủ đi, ngoan ngoãn nghe lời vào. Hạ Tưởng có thể nghe lời mới là lạ, trong nhà không có người nào, cô bé thì đang ở bên trong tắm rửa, nếu hắn có thể đi vào, cảnh tượng này đúng là thật tuyệt đẹp. Đang lúc cả người khô nóng, đột nhiên chuông cửa vang lên, Tào Vĩnh Quốc đã trở về. Cuối cùng, Hạ Tưởng dưới luồng ánh mắt chăm chú của Vương Vu Phân đành phải ngoan ngoãn lên tầng để ngủ, trong lòng oán hận nghĩ rằng, cô bé kia được đấy, em chờ đi, một ngày nào đó nhất định anh nhất định sẽ đem em ra đọc hết. Còn cách Tết âm lịch vài ngày rốt cuộc sự bình lặng của thành ủy, ủy ban nhân dân thành phố bị phá vỡ. Dưới yêu cầu kịch liệt của Trần Phong, vấn đề biên chế văn phòng tổ cải tạo thôn nội đô chính thức được thảo luận tại hội nghị thường vụ. Bên trong văn phòng, sắc mặt Hạ Tưởng vẫn bình tĩnh, so sánh với Khúc Nhã Hân không yên lòng đang lật xem tư liệu, trên thực tế thì một chữ cô cũng không đọc vào. Có thể đọc được trong thời điểm bây giờ sao? Cái mà thị trưởng Trần Đệ Trình thảo luận ở hội nghị thường vụ chính là vấn đề biên chế, nhưng tất cả mọi người trong lòng rõ ràng đó là chuyện gì? Thật ra hội nghị thường vụ thảo luận không phải phê chuẩn hay không phê chuẩn biên chế, mà là thảo luận vấn đề sinh mạng tồn vong của tổ cải tạo thôn nội đô. Thông qua hoặc phủ quyết có sự khác biệt quá lớn. Nếu như được thông qua, Hạ Tưởng có thể thăng lên cấp bậc phó cục trưởng, cô và Ngô Cảng Đắc là có thể đường đường chính chính công tác tại tòa trụ sở chính của Ủy ban Nhân dân thành phố. Đợi một ngày nào đó Hạ Tưởng được điều chuyển sang nơi khác, một trong hai người là cô và Ngô Cảng Đắc sẽ tiếp nhận chức vụ Hạ Tưởng, sẽ từ cấp phòng mà lên cấp phó cục trưởng. Do đó, thời khắc này là thời khắc cực kỳ quan trọng trong sinh mệnh chính trị của cô. Nhưng nếu không thông qua, cho dù sẽ không có quyết định giải tán tổ cải tạo một cách rõ ràng, nhưng trên thực tế thì địa vị của tổ cải tạo lúc này so sánh với lúc trước đúng là xuống dốc không phanh, không còn có quyền uy gì cả, còn có thể bị mọi người khinh thường, trên cơ bản sẽ trở thành một phòng ban thấp kém nhất. Có lẽ hoạt động không được bao lâu nữa, không đợi thị trưởng Trần điều đi mà sẽ có người túm lấy một lý do nào đó với tổ cải tạo, đến lúc đó chắc chắn thị trưởng Trần sẽ không tiếp tục ra mặt biện luận cho nữa, cũng chính là biểu lộ thái độ cam chịu. Đây đúng là việc sống còn, là sự tình liên quan đến đại sự của bản thân, là nguyên do khiến Khúc Nhã Hân đứng ngồi không yên. So với Khúc Nhã Hân miễn cưỡng còn có thể duy trì vẻ trấn tĩnh thì Ngô Cảng Đắc như kiến bò trên chảo nóng, không ngừng đi tới đi lui trong văn phòng, không ngừng than thở, tự nhủ nói. Làm sao bây giờ? Rốt cuộc phải làm sao bây giờ? Sau này phải nên như thế nào? Cục quản lý đô thị thì cũng không trở về được, nếu như tổ cải tạo bị phủ quyết. Dù sao thì thị trưởng Trần cũng nên giải thích cho những người đó là chúng ta làm việc rất tận tâm chứ. Trung Nghĩa Bình tiến vào, nhỏ giọng hỏi Hạ Tưởng. Chủ nhiệm Hạ, rốt cuộc phải làm sao bây giờ? Phương Cách theo sau Trung Nghĩa Bình đi vào, đối với vấn đề Trung Nghĩa Bình vừa đưa ra, hắn khinh thường nói. Đúng là những người mù tịt, làm gì mà phải loạn như vậy? Cậu không thấy chủ nhiệm Hạ đang như lã vọng buông cần sao? Chủ nhiệm Hạ không vội. Chứng tỏ trong đầu anh ấy đã biết rõ kết cục rồi. Trong đầu anh ấy đã hiểu rõ thì không tới phiên cậu phải tới quan tâm.
mà thực ra sự quan tâm của cậu cũng phí công thôi, không được tích sự gì cả. Vì thế, tôi đề nghị cậu ngồi sang bên cạnh nghỉ ngơi là được. Trung Nghĩa Bình không để ý tới sự châm chọc, khiêu khích của Phương Cách. Đầu tiên, y rót cho Hạ Tưởng một chén nước, sau đó lại hỏi. Chủ nhiệm Hạ, anh cứ nói thật ra cho tôi an lòng một chút. Hạ Tưởng chậm rãi uống nước, lấy tay chỉ vào ngực của Trung Nghĩa Bình nói. Lòng của cậu ở trong bụng của cậu, đang mạnh khỏe thế này, tại sao lại còn muốn tôi đến làm an lòng? Ánh mắt Phương Cách sáng lên. Không nghĩ tới khi chủ nhiệm Hạ nói chuyện lại có triết lý như thế, giống như là tốt nghiệp trường triết học vậy. Tốt nghiệp trường triết học thì đều là lý luận suông, chủ nhiệm Hạ là từ những điều trong cuộc sống vang vọng lại mà cảm khái, so với những gì ghi trên mặt giấy thì còn khắc sâu hơn rất nhiều. Công phu nịnh bợ của Trung Nghĩa Bình càng ngày càng thành thục, thừa cơ hội tặng cho Hạ Tưởng một câu rất kêu. Ngô Cảng Đắc nhíu mày. Đây là nơi nào, tại sao hai người các cậu còn ở nơi này càn quấy? Đi ra ngoài, cả hai đều đi ra ngoài cho tôi. Phiền toái. Hạ Tưởng cười cười bước tới, đè hai vai Ngô Cảng Đắc, ép y ngồi xuống. Phó chủ nhiệm Ngô an tâm, đừng nóng vội. Hội nghị thường vụ đến lúc này còn chưa kết thúc, chứng minh là có chuyện tốt. Ngô Cảng Đắc vừa ngồi xuống, nghe Hạ Tưởng nói lời như vậy lại như có kim đâm vào mông, lại vội vàng đứng lên. Là như thế nào ạ? Nếu đã không thông qua thì kết quả sớm đã đến đây. Hiện tại còn không có kết luận, chứng minh các vị ủy viên thường vụ đang trong quá trình thảo luận. Điều này nói rõ rằng việc tranh luận có vẻ rất kịch liệt. Nếu việc tranh luận kịch liệt, nếu tôi đoán không sai, thì trong hội nghị thường vụ sẽ có nhiều sự việc phát sinh vượt ra ngoài dự đoán của mọi người. Hạ Tưởng đoán đúng là chuẩn. Trong hội nghị thường vụ, bình thường thì không thế nào hút thuốc. Thôi Hướng, không nhìn ngó tới việc chính y đưa ra quy định trong hội nghị thường vụ cấm hút thuốc. Liên tiếp hút liền ba điếu thuốc, rất khó khăn để có thể áp chế sự phẫn uất và sợ hãi trong lòng. Không tưởng tượng ra được, không nghĩ tới việc hắn luôn luôn tự tin có thể khống chế được hội nghị thường vụ một cách tuyệt đối thế mà đột nhiên bây giờ lại có việc không kiểm soát được. Nếu nói mấy người trong Ủy ban Nhân dân thành phố như Trần Phong, Tào Vĩnh Quốc, Dịch Tư Bằng đều ở trong dự đoán từ trước, phiếu ủng hộ của trưởng ban tổ chức cán bộ Phương Tiến Giang cũng không tính là việc bất ngờ. Mà để cho hắn chấn động chính là Phó Bí Thư Vương Bằng Phi đột nhiên chuyển hướng. Vốn hắn nghĩ rằng khi Vương Bằng Phi lên tiếng thì sẽ ngấm ngầm vạch tội cách làm của văn phòng tổ cải tạo thôn nội đô, chỉ ra rõ ràng rằng cách thức hoạt động của tổ này sẽ không công bình, bất lợi trong cách đối đãi với các nhà đầu tư đến tham gia thị trường này. Y nghĩ đến việc Vương Bằng Phi sẽ xác nhận sự phản đối một cách chính thức về việc đưa biên chế tổ cải tạo trở thành chính thức. Y đúng thật không ngờ khi đề tài vừa chuyển sang việc này thì đột nhiên Vương Bằng Phi phát biểu một cách rất chính đáng. Đúng là bởi vì tổ cải tạo thôn nội đô chưa được hợp thức một cách chính thức, cho nên tất phải hợp lý hóa việc này, sắp xếp trở thành một cơ cấu trong Ủy ban Nhân dân thành phố. Tôi cảm thấy đề nghị của thị trưởng Trần là suy xét từ đại cục, thành ủy chắc hẳn phải ủng hộ. Vương Bằng Phi như hòn đá thả vào mặt nước, gây ra hàng ngàn hàng vạn gợn sóng. Một số ủy viên thường vụ thành ủy ngơ ngác nhìn nhau, không thể tin được việc này. Bình thường thì Phó Bí Thư Vương và Bí Thư Thôi duy trì cao độ sự nhất trí, đột nhiên như thế nào hôm nay gió lại đổi hướng, thay đổi tính tình, không ngờ có là phiếu ủng hộ cho Trần Phong. Trong chính trị, đúng là rất hay có sự thay đổi, sự tình gì đều có thể phát sinh. Tất cả mọi người khiếp sợ không hiểu việc gì, ngay cả vẻ mặt Trần Phong cũng ngạc nhiên, giật mình nhìn Vương Bằng Phi. Không rõ người này vì sao lại chuyển hướng sang ủng hộ mình vậy. Nhưng mà, sự tình làm cho người ta chấn động nhất đã xảy ra. Cho tới nay người mà đi lại gần nhất với Thôi Hướng, gần như chính là cái loa của Thôi Hướng, trưởng ban thư ký thành ủy Từ Đức Tuyền đẩy đẩy cặp kính mắt, đằng hắng cổ họng, liếc mắt nhìn Phương Tiến Giang một cái, cười tủm tỉm nói. Tổ cải tạo từ lúc thành lập tới nay đã trở thành cơ quan đáng tin cậy của nhà đầu tư với thành phố Yến. Nếu biên chế chính thức, chẳng những có thể biểu hiện ra sự coi trọng của thành ủy, ủy ban nhân dân thành phố đối với tổ cải tạo, cũng để cho nhà đầu tư tới khai phát càng thêm phóng tâm giao tiếp, trao đổi với tổ cải tạo. Cho nên, tôi cho rằng, không chỉ là phê chuẩn một biên chế mà nên phê chuẩn ba biên chế. Thôi Hướng như quỵ hẳn trên mặt bàn, y không phát giác ra hệ thống làm nóng trong căn phòng mặc dù rất mạnh, không khí trong phòng cũng rất ấm, nhưng dù sao cũng không phải mùa hè, nhiệt độ trong phòng khoảng 20 độ. Nhưng y lại cảm thấy sau lưng một sự lạnh lẽo, mồ hôi sau lưng y toát ra đầm đìa. Không khống chế được,
toàn bộ không khống chế được. Nếu là người khác, ví dụ như là trưởng ban tuyên giáo Hồi Vĩnh Nghĩa, bí thư đảng ủy công an Trần Ngọc Long thì y cũng sẽ không có cảm giác quá giật mình. Bởi Hồi Vĩnh Nghĩa và Trần Ngọc Long và y đi lại với nhau cũng không gần lắm, hai người này vừa không thuộc phái của Trần Phong, cũng không thuộc phái của y. Nhưng bây giờ, Hồi Vĩnh Nghĩa và Trần Ngọc Long còn chưa lên tiếng, ngược lại người trong trận tuyến của y đã tự rối loạn, điều này sao có thể không gây ra sự lạnh lẽo ở trong sâu tận đáy lòng của Thôi Hướng, khi nào thì Trần Phong lại có sức hấp dẫn lớn như vậy, ngay cả như Vương Bằng Phi là người cùng đứng trên chiến tuyến với y cũng ngả theo. Còn từ Đức Tuyền nữa, luôn 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 sống chết với y thì hôm nay vừa lâm trận đã quay giáo, điều này làm trong lòng y nảy ra sự ớn lạnh đến kinh người. Bị người một nhà phản bội là điều làm cho người ta khó chấp nhận nhất. Thôi Hướng rất phẫn nộ, trong lòng hắn chỉ có một ý niệm không ngừng quẩn quanh trong đầu, không thể để tiếp tục như vậy, không thể để quá nửa số ủy viên thường vụ ủng hộ Trần Phong, nếu không uy tín của y sẽ giảm đi, sẽ mất đi vai trò của một bí thư nắm quầng sáng vận mệnh của người khác trong tay. Vì thế, lúc này Thôi Hướng nhìn về trưởng ban tuyên giáo Hồi Vĩnh Nghĩa đang có xu hướng nâng tay lên ủng hộ. Hắn dúi mạnh tàn thuốc vào trong gạt tàn, nói giọng dứt khoát. Nghe mọi người lên tiếng như vậy, tôi cũng đồng ý với ý kiến của mọi người. Vấn đề biên chế của tổ cải tạo tôi thấy không cần thảo luận, đồng ý thông qua. Nói xong câu đó, Thôi Hướng dường cả người trở nên rã rời, tựa vào trên ghế, phất tay một cách không có sức lực. Thôi, tan họp. Tất cả mọi người đều không hiểu, bí thư Thôi ngay từ đầu đã đề xuất ý kiến phản đối. Vì sao lúc này cũng phủ định lời nói của chính mình? Nhưng mọi người cũng đều hiểu được, bí thư Thôi không nghĩ tới việc sẽ bị bại một cách rất thảm như thế này, không nghĩ tới trong hội nghị thường vụ lại không chút tiếng động nào mà trở nên tán loạn. Tuy nhiên, cả những người phản đối y lẫn người ủng hộ y đều hiểu rõ, đây là y muốn mọi người giữ lại ý nghĩ rằng y không phải là người cố chấp, để cho mọi người giữ lại ấn tượng rằng y là một người biết nghe ý kiến của mọi người. Đúng lúc thu tay lại, đây đúng là điều mà một chính trị gia phải làm. Là một chính trị gia thông minh, không lấy khí phách muốn tranh đoạt trong lúc nhất thời mà làm ra các sự tình vô vị. Theo góc độ này, việc bí thư Thôi nhận thua, thật ra là một sự lựa chọn cực kỳ sáng suốt. Cao Hải là người đầu tiên biết tin tức, y đi vào văn phòng tổ cải tạo, trên mặt tràn đầy vẻ vui sướng vì thắng lợi, cũng không nói điều gì, chỉ gật mạnh đầu mấy cái với Hạ Tưởng. Cao Hải vừa rời khỏi, văn phòng tổ cải tạo liền vang lên một hồi tiếng hoan hô. Buổi tối, toàn thể các thành viên của tổ cải, sử dụng 3 chiếc xe Santana, 3 chiếc xe bán tải, đi đến khách sạn ăn liên hoan. Đêm đó, Trung Nghĩa Bình và Ngô Cảng Đắc đấu rượu với nhau say túy lúy. Hạ Tưởng cũng uống không ít, ngay cả Khúc Nhã Hân cũng uống nhiều, có đến 5-6 phần men say, lôi kéo nói không ngừng với Hạ Tưởng. Cô còn nói một câu khiến Hạ Tưởng cực kỳ thẹn thùng. Tiểu Hạ, cậu thật giỏi. Nếu chị đây trẻ hơn 10 tuổi, kiểu gì cũng phải chủ động theo đuổi cậu. Trung Nghĩa Bình tiến lại nói. Phó chủ nhiệm Khúc, tôi không biết là cô có hơn tuổi tôi không. Nếu không, cô thử theo đuổi tôi thử xem, chắc chắn là sẽ thành công. Kết quả Khúc Nhã Hân đúng là trẻ hơn 1 tuổi, quá hờn dỗi, đôi bàn tay trắng như phấn giơ lên cao, đấm Trung Nghĩa Bình. Cuối cùng, mọi người cũng giải tán ra về. Hạ Tưởng lái xe đưa Phương Cách về nhà. Phương Cách ở tại khu nhà ở của thành ủy, đưa đến dưới lầu, Hạ Tưởng xoay lại định đi, lại bị Phương Cách giữ lấy. Vào trong nhà tôi ngồi đã, đến cửa mà không vào trong nhà thì mọi người sẽ nghĩ thế nào? Hạ Tưởng ngượng ngùng không muốn quấy rầy trưởng ban Phương, sau đó chịu đựng không nổi sự năn nỉ của Phương Cách, đành phải theo y vào trong nhà. Phương Tiến Giang đang ngồi ở phòng khách xem TV, thấy hai người bước vào, mỉm cười nói. Tiểu Hạ đã đến à? Nhất định hôm nay là ngày vui của tổ cải tạo các cậu. Người trẻ tuổi thì lúc cao hứng có thể uống rượu, nhưng cũng đừng quá mức. Phương Cách oán giận. Ba, ở trong nhà ba làm gì mà nghiêm nghị vậy? Tại thời điểm này thì con và Hạ Ca là bạn bè của nhau, cũng không phải cấp trên cấp dưới. Mà như vậy, bây giờ ba và Hạ Ca cũng không phải là cấp trên cấp dưới nữa, ba đồng ý không? Đồng ý, đồng ý. Đã ở trong nhà thì kêu chú là được. Phương Tiến Giang trong lời nói có ẩn chứa đầy vẻ sủng ái, qua đó có thể nhìn ra được y đối với Phương Cách đúng là cực kỳ yêu thương, cũng rất nhân nhượng. Tuy nhiên Hạ Tưởng và Phương Tiến Giang dù sao cũng không quen nhau, ngồi trong chốc lát, nói mấy câu chuyện phiếm rồi cáo từ rời đi. Từ đầu đến cuối,
Phương Tiến Giang không nói một câu nào đề cập đến sự tình diễn ra trong hội nghị thường vụ. Hạ Tưởng lái xe quay về chỗ ở, điện thoại lúc này đổ chuông, giọng nói ngọt ngào của Tào Thù Lê vang lên. Đang ở đâu thế? Mau về nhà đi, mọi người đều đang chờ anh đấy. Cô bé đã triệu tập thì Hạ Tưởng sao dám không theo, nghe giọng điệu của cô, chắc chắn là có sự tác động của Tào Vĩnh Quốc. Ngẫm lại thì cũng nên nói chuyện với Tào Bá Bá một chút, Hạ Tưởng liền quay đầu xe, đi đến Tào gia. Vừa vào cửa, hắn liền ngây cả người, trong phòng khách, Tào Vĩnh Quốc và Vương Vu Phân ngồi trên ghế sofa ở giữa, Tào Thù Lê và Tào Thù Quân mỗi người ngồi ở một bên, một nhà bốn người, tám con mắt, tất cả đều nhìn thẳng vào Hạ Tưởng. Hạ Tưởng liền uốn uốn người, mỉm cười vẻ ngượng ngùng. Bác Tào, cô Vương, hai người làm sao vậy? Làm cháu sợ nhảy dựng cả lên. Từ Tào Thù Quân đi đầu vỗ tay, ngay sau đó Tào Thù Lê cũng nhảy dựng lên, vỗ tay một cách hăng say, Vương Vu Phân cũng cười vỗ tay vài cái, thậm chí Tào Vĩnh Quốc cũng mỉm cười, hai tay ông ta vỗ vỗ kiểu tượng trưng. Ông ta chờ tiếng vỗ tay dừng lại, mới trịnh trọng đại biểu cho Tào gia lên tiếng. Đầu tiên, bác đại biểu Tào gia hoan nghênh tiểu hạ, chúc mừng cháu đã chính thức vượt qua một bước rất trọng yếu trong đời người, từ cấp phòng lên cấp phó cục trưởng. Đây là một trạm kiểm soát rất trọng yếu, qua được bước này, là có thể nghênh đón được khoảng trời càng rộng lớn hơn. Nhớ năm xưa, bác từ cấp phòng lên cấp phó cục trưởng, phải trải qua suốt 3 năm, thế mà tiểu hạ bây giờ chỉ không đến thời gian 1 năm. Cảm khái lại chuyện cũ, Tào Vĩnh Quốc vô cùng vui mừng nói. Chỉ tiêu Hạ Tưởng 30 tuổi phải làm tới chức phó giám đốc sở thì đúng là bác coi thường cháu, ít nhất cũng phải đạt đến cấp giám đốc sở, ha ha. Anh rể, em bây giờ mới thực sự phục anh. Tào Thù Quân vừa mở miệng là không ngừng cười ha hả, có chút xấu xa nói. Nếu trước đây anh được thăng lên cấp phó cục trưởng rồi mới theo đuổi chị em thì sự bội phục của em đối với anh sẽ giảm đi 50%. Nhưng tại lúc đó còn chưa có cấp bậc nào. Lại làm cho chị em một mực khăng khăng đi theo, sau đó anh lại nhanh chóng được thăng cấp lên phó cục trưởng. Làm được điều này đúng không phải là người bình thường, cho nên sự bội phục của em đối với anh mới đạt được 100%. Vào lúc này, Tào Thù Lê đấm nhẹ Tào Thù Quân một cái, cười hiểu điệu nói. Tên xấu xa này, em chỉ nói đúng một nửa, phải nói chị của em rất tinh mắt mới đúng. Vâng, vâng, chị của em thật anh minh. Tào Thù Quân chụp được cơ hội cho Tào Thù Lê một câu nịnh bợ, rồi đứng dậy đến bên cạnh Hạ Tưởng cười nói. Anh rể, chờ sau này khi ba em lui ra, lúc đó em đã có thể đi theo lăn lộn với anh. Anh nên giúp đỡ em, phải nhớ em là cậu em vợ duy nhất của anh. Mọi người trong nhà đều mỉm cười. Chương 214, Liên Nhược Hạm và Hạ Tưởng cùng nhau về nhà đón năm mới. Tào Vĩnh Quốc bảo Hạ Tưởng ngồi xuống rồi nói ra các biến cố không ngờ đến của hội nghị thường vụ. Hạ Tưởng nghe xong liên tục gật đầu. Trong chính trị thì không có cái gì gọi là bằng hữu vĩnh viễn, chỉ có lợi ích là vĩnh hằng, điều này quả nhiên rất đúng. Bí thư Thôi lúc đó bị bại trận, có thể nói là thất bại không ngờ đến. Điều đầu tiên, ông ta khẳng định rằng những người trong phái mình sẽ chắc chắn ủng hộ. Điều thứ hai là những người lập trường đứng ở giữa. Không theo phe cánh nào cả thì sẽ không vì một việc nhỏ này mà đắc tội, cũng sẽ ủng hộ ý kiến của ông ta. Thật ra, do ông ta đứng ở địa vị cao hơn người nhiều năm, vẫn nắm trong tay cảm giác khống chế được tất cả mọi việc nên ông ta cho rằng phần thắng trong hội nghị này là không phải nghi ngờ gì nữa. Làm sao ông ta lại biết được rằng, cũng có những việc lòng người thay đổi không như suy nghĩ của ông ta. Tào Vĩnh Quốc không nói câu nào, nhìn ngắm Hạ Tưởng một hồi lâu. Nghĩ thầm rằng chàng trai này vừa mới 25 tuổi, sao lại có vẻ điềm đạm, chắc chắn như vậy. Nghĩ tới đây ông liền cảm khái, nhớ tới việc chính mình thiếu chút nữa cũng nóng vội, lúc ấy đúng thực con mắt nhìn lâu nhìn dài đúng là không bằng Hạ Tưởng. Điều này là do mình rất nóng lòng muốn giữ bảo toàn cho chàng trai này. Nhưng, chàng trai này như thế nào lại có lòng tin tưởng như vậy, nhất định cho rằng Trần Phong có thể thắng. Hạ Tưởng trả lời sự nghi vấn của Tào Vĩnh Quốc. Thị trưởng Trần không phải người khinh suất, ông ta đã dám đệ trình đến hội nghị thường vụ thì mặc dù trong lòng còn có lo lắng, tuy nhiên cho dù không dám cam đoan số phiếu sẽ vượt quá nửa thì ít nhất cũng có tiếp cận được gần nửa số phiếu. Có lẽ còn có một hai phiếu đang lắc lư có thể tranh thủ được. Đương nhiên, hôm nay xuất hiện biến cố không ngờ, ai cũng không thể tưởng tượng được, có phải là thị trưởng Trần cũng không rõ ràng lắm tại sao có chuyện này xảy ra không? Tào Vĩnh Quốc cười vẻ hàm xúc.
thị trưởng Trần đi lại gần gũi với ai thì bác cũng không rõ ràng lắm. Trước đó, bác cùng trưởng ban Phương, phó thị trưởng Dịch cùng đi vận động người khác. Bởi vì có quan hệ với trưởng ban Lô nên bác với trưởng ban tuyên giáo Hồi Vĩnh Nghĩa cũng có liên quan với nhau. Tuy nhiên, khi gọi điện thoại thì trưởng ban Hồi tỏ thái độ không rõ ràng, vì thế trong lòng bác cũng thiếu tự tin. Tiểu Hạ, cháu nói thật cho bác biết, có phải cháu rất biết rõ chuyện gì đã xảy ra với phó bí thư Vương và trưởng ban thư ký Tử hay không? Hạ tưởng biết Cao Kiến Viễn và Phạm Tranh chắc chắn đã ra tay sau lưng, nhưng rốt cuộc là ủy viên thường vụ nào thì hắn cũng không biết. Về phần phó bí thư Vương, hắn đoán có nhiều khả năng xuất phát từ nguyên nhân là vì tập đoàn đạt tài. Còn trưởng ban thư ký Từ là người của Cao Thành Tùng hay của Phạm Duệ Hằng. Tất cả những điều này thì hắn cũng chỉ là dự đoán, không chắc chắn cho lắm nên cũng không tiện nói ra. Vì thế hắn lắc đầu nói. Cháu cũng không biết rốt cuộc là tại làm sao. Cháu và phó bí thư Vương cũng chỉ là gặp mặt đôi lần, nói hàn huyên mấy câu. Nhưng việc ông ta xuất đầu lộ diện ủng hộ văn phòng tổ cải tạo thì chắc chắn còn có nguyên nhân khác. Tào Vĩnh Quốc còn muốn nói thêm cái gì đó, nhưng lúc này Vương Vu Phân phản đối. Được rồi, tạm dừng nói chuyện ở đây, đừng làm mất tâm tình cao hứng của người khác. Chuyện công việc không được nói ở nhà, trước kia thì tốt bởi không có người để anh nói chuyện. Bây giờ thì anh đã có Hạ Tưởng, anh lôi kéo cháu nó nói những việc này, anh định không để cho cả nhà yên tĩnh nữa hả? Tào Thù Lê lấy từ trong phòng ra một cái bánh ngọt thật lớn ra, cô nói. Để chúc mừng anh thăng chức, mẹ đặc biệt mua cho anh cái bánh này. Anh mau cắt bánh chia cho mọi người đi. Hạ Tưởng liền đem cái bánh ngọt cắt thành 5 phần, chia cho mỗi người một phần rồi trịnh trọng hướng về phía Vương Vu Phân tỏ vẻ cảm tạ. Bác Tào và cô Vương đối xử với hắn thật là tốt, khiến hắn cũng cảm nhận được cảm giác gia đình ngay tại thành phố Yến. Sự ấm áp trong lòng hắn trào dâng rào rạt. Khi nhìn về phía Tào Thù Lê, trong mắt cô đầy vẻ dịu dàng. Tuy rằng việc biên chế vẫn chưa có văn bản phê chuẩn chính thức, nhưng nếu hội nghị thường vụ đã thông qua thì đây chính là việc ván đã đóng thuyền. Sự kiện biên chế này lập tức gây ra rất nhiều sự náo loạn, mọi người đều tỏ vẻ rất nhiệt tình. Lâm Song Ngọc cũng chạy tới để chúc mừng. Cao Hải trên mặt cũng lộ ra vẻ gần gũi, bình dị, đi vào văn phòng của Hạ Tưởng, bắt tay với cả ba người. Đã chuẩn bị tới gần đợt nghỉ lễ Tết âm lịch, thông thường, ở thời điểm này thì hiệu suất làm việc của cả thành ủy hay ủy ban nhân dân thành phố đều giảm xuống rất nhiều. Không ngờ việc biên chế này dường như được lên dây cót, ba ngày sau văn bản chính thức được ban hành, phê chuẩn tổ cải tạo thôn nội đô là biên chế cấp phó cục. Ngay sau đó, ban tổ chức cán bộ thành ủy cử người tìm Hạ Tưởng nói chuyện. Sau khi nói chuyện chính thức, cấp bậc phó cục trưởng của Hạ Tưởng đã được quyết định. Hắn cũng trở thành cán bộ cấp phó cục trưởng trẻ nhất tại Ủy ban Nhân dân thành phố. Tất cả mọi người suy nghĩ rằng Hạ Tưởng là dính vào hào quang của việc biên chế của tổ cải tạo được chính thức xác lập. Vì thế đề tài Hạ Tưởng lên chức quá nhanh cũng bị làm phai nhạt rất nhiều. Tuy nhiên, việc hắn trở thành cán bộ cấp phó cục trưởng trẻ tuổi nhất cũng làm tổ cải tạo trong một quãng ngắn thời gian phải đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió. Người nhận ra Hạ Tưởng càng lúc càng nhiều lên. Đi trong tòa nhà của ủy ban thì Hạ Tưởng gặp được không ít những người đã quen biết hoặc không quen biết chủ động chào hỏi. Vì thế vẻ mặt hắn luôn phải giữ sự tươi cười, nhiệt tình để đáp lại. Đương nhiên, ở trong tòa nhà lớn này có một chút tin tức phong thanh âm thầm truyền lưu, nói là bí thư Thôi bị bất lợi, thị trưởng Trần chiếm thế thượng phong. Thậm chí ngay cả luồng tin đồn đại kiểu dạng rằng thị trưởng Trần chiếm được bí thư Cao thưởng thức, không bao lâu nữa thị trưởng Trần sẽ trở thành bí thư Trần. Cũng được rất nhiều người quan tâm. Các phòng ban bên trong tòa nhà trụ sở ủy ban này chưa bao giờ mà nhận được nhiều thông tin nhiễu loạn đến như vậy. Các tin này tồn tại một thời gian rồi sau đó biến mất một cách lặng yên, không một tiếng động. Ai có thể ngăn chặn được mồm miệng mọi người? Cho nên nghe đồn là nghe đồn, Thôi Hướng và Trần Phong chắc chắn những luồng tin này cũng lọt vào trong tai nhưng không ai tỏ thái độ gì cả, lại càng không ai đứng ra nghiêm lệnh mọi người không được tuyên truyền lung tung. Cứ như vậy rồi kỳ nghỉ cuối năm đã đến. Vào một buổi sáng, sau khi dán giấy niêm phong các văn phòng xong là lúc kỳ nghỉ chính thức bắt đầu. Hạ Tưởng đứng ở cổng trụ sở của Ủy ban Nhân dân thành phố, gọi điện cho Cao Kiến Viễn, hàm xúc tỏ vẻ cảm tạ. Cao Kiến Viễn mời Hạ Tưởng có rảnh lại đến khu biệt thự Tây Sơn, Hạ Tưởng thuận miệng đáp ứng. Có một số quan hệ vẫn cần duy trì trạng thái tiếp xúc, không cần thân cận quá, nhưng mà tuyệt đối không thể quá xa. Ngẫm nghĩ một chút, người thứ hai hắn gọi điện thoại là Tiếu Giai.
Tiếu Giai nói em trai cô đã về nhà để ăn Tết. Cô thì năm sau mới về, năm trước đã đón ở nhà rồi. Cô cũng đề nghị Hạ Tưởng cùng cô về nhà một chuyến, Hạ Tưởng cũng nói một cách lập lờ, hắn biết trong dịp nghỉ Tết này thì nhiều sự tình diễn ra lắm, sợ thời gian không kịp, chỉ có thể chờ lúc xác định lại ngày rảnh thì mới đưa một lời trả lời thuyết phục cho cô. Công việc kinh doanh của Tiếu Giai hiện tại càng làm càng lớn, Hạ Tưởng suy nghĩ, có lẽ là để cô phát triển kinh doanh loại hình khác. Phải nói bây giờ đã không khác biệt lắm là đã hoàn thành việc tích lũy của tư bản nguyên thủy, có thể tiến quân vào các ngành sản xuất khác. Đồng thời Hạ Tưởng cũng nghĩ tới 6% cổ phần của siêu thị Giai Gia, bây giờ là thời điểm nên chuyển sang danh nghĩa của Tiếu Giai, cũng xem như một lời giải thích của mình dành cho cô. Nghĩ tới siêu thị Giai Gia, hắn lại gọi điện thoại cho Phùng Húc Quang. Phùng Húc Quang vừa mở máy đã nói lời oán giận Hạ Tưởng. Cậu có các bạn bè mới đã quên ngay bạn bè cũ. Cậu thử nói xem, đã bao lâu rồi không tới chỗ tôi uống rượu nói chuyện phiếm. Siêu thị thứ ba của tôi cũng sắp khai trương, cậu cũng không đưa ra mưu sách giúp tôi. Việc này còn chưa tính, ngay cả việc lên chức cũng giấu giấu giếm giếm, cậu thử nói xem, nên làm cái gì bây giờ. Hạ Tưởng không ngừng cười ha hả. Anh quá so đo với em rồi đó, cứ thử kế tiếp hết tội đi. Em cũng chưa tính đến việc cả thời gian dài như vậy mà anh cũng không tới thăm nom em, tài trợ cho em một số đồ dùng phục vụ cuộc sống. Thế mà anh còn không biết xấu hổ, lại còn chỉ trích em, xem ra anh cũng đúng là người bạn chí cốt. Phùng Húc Quang nghẹn hết cả cổ họng, nửa ngày sau mới nói. Xem như chú em lợi hại, tuy nhiên anh đây nói cho biết. Đầu năm mới tới thì kiểu gì anh em mình cũng phải tụ họp lại với nhau, uống rượu một bữa. Vừa nói chuyện điện thoại xong, Hạ Tưởng đi đến chỗ để xe, may mắn thế nào, vừa lúc gặp được một chiếc xe đi ra, chiếc xe này dừng ở trước mặt hắn, cửa kính phía sau hạ xuống, lộ ra khuôn mặt mập mạp tươi cười của Vương Bằng Phi. Tiểu Hạ, đi đánh bài không? Ra Tết có rảnh rỗi thì cùng tôi đánh bài nhé, thế nào? Thông thường những người khác khi chơi bài với tôi thì hoặc là kỹ thuật đánh bài quá kém, hoặc là bài quá xấu. Cậu sẽ không làm cho tôi thất vọng chứ? Hạ Tưởng kính cẩn cười nói. Nhất định, tôi đúng là có biết đánh bài, có cơ hội nhất định phải thỉnh giáo Phó Bí Thư Vương mới được. Điện thoại của tôi cậu biết không? Hạ Tưởng nghĩ rằng Vương Bằng Phi chỉ có tùy tiện nói ra mà thôi, không nghĩ tới ông ta lại thực lòng như vậy, không khỏi được sủng ái mà lo sợ, vội hỏi. Chỉ biết số cơ quan, không biết số cá nhân. Đây là lời nói rất thật. Số điện thoại văn phòng làm việc của y thì biết cũng vô dụng. Vào lễ Tết thế này chắc chắn gọi đến cũng chẳng ai nghe máy. Vương Bằng Phi cười ha hả, nói với lái xe ở phía trước. Tiểu Ôn, đưa số điện thoại của tôi cho Hạ Tưởng. Trong tay có số điện thoại của Vương Bằng Phi, Hạ Tưởng có chút hơi ngây người. Có thể nói sự thân thiện của Vương Bằng Phi đối với hắn thì cũng hơi khác lạ bởi vì Hạ Tưởng và y nói tán gẫu chuyện phiếm mấy lần mà thôi. Đối với một chính khách mà nói, gặp mặt tán gẫu mấy câu với nhau mà tạo được một ấn tượng tốt để có thể thâm giao là không bao giờ xảy ra. Bọn họ gặp qua rất nhiều cuộc hò hẹn được thiết kế một cách tỉ mỉ, cũng nghe rất nhiều lời hay ý đẹp, vì thế nên đối với các tình huống như thế này thì gần như đã có sức miễn dịch. Mặc dù Hạ Tưởng thấy ý tốt của Vương Bằng Phi thì cảm thấy rất đột nhiên và hơi kích động, nhưng còn đủ tỉnh táo để không cho rằng một nhân vật thực quyền như Phó Bí Thư Thành ủy Vương lại yêu thích hắn, có ý lôi kéo hắn. Vương Bằng Phi cố ý đến gần với hắn, tán gẫu chỉ để lôi kéo hắn có thể cũng là một nguyên nhân, tuy nhiên Hạ Tưởng hiểu rất rõ khả năng này cực kỳ nhỏ bé. Hơn phân nửa việc này là có liên quan tới tập đoàn Đạt Tài, hay nói đúng ra là Vương Bằng Phi và tập đoàn này có liên quan. Nhưng đến tột cùng thì Phó Bí Thư Vương và tập đoàn Đạt Tài có quan hệ sâu sắc đến như thế nào thì hắn không thể hiểu hết, cũng không có ý tứ tìm hiểu chuyện này. Có một số việc không cần phải biết nhiều, có đôi khi tìm hiểu về chuyện này thì tác dụng ngược lại, lợn lành chữa thành lợn què. Nếu Phó Bí Thư Vương đã thịnh tình yêu mến như vậy, Hạ Tưởng nghĩ cũng nên rút ít thời gian đến đánh bài với Phó Bí Thư Vương, cùng nhau uống cốc trà thì cũng không có gì không tốt. Nổ máy xe, Hạ Tưởng đi thẳng đến Hà Đường Nguyệt Sắc. Ngày mai Cao Lão phải về Bắc Kinh, hắn cũng nên tới tiễn Cao Lão, đồng thời cũng hỏi thăm một chút khi nào thì Liên Nhược Hạm quay về nhà cô ấy. Lúc tới Hà Đường Nguyệt Sắc, không ngờ bên trong phòng của Liên Nhược Hạm đã có một số người ngồi. Gồm có Cao Lão, Cao Tấn Chu và còn mấy người mà Hạ Tưởng không biết mặt. Hạ Tưởng đầu tiên là cung kính chào. Cao Lão.
hắn đang muốn mở miệng nói phó chủ tịch tỉnh Cao thì Cao Tấn Chu đã phất tay, nhìn Cao lão rồi nói. Ông cụ ở đây, cậu gọi tôi một tiếng Cao thúc là được rồi. Ba tôi không thích nghe chức quan, cậu mà gọi ra thì ông ấy ngã mất. Cao lão cười ha hả. Xem ra thằng nhãi này cũng khá thức thời. Cho dù về sau có làm tới chức quan lớn thế nào, ở trước mặt tôi cũng phải nhỏ giọng mà nói chuyện. Cậu bạn nhỏ, đến đây, ngồi bên cạnh tôi. Gần đây không gặp cậu, nghe nói cậu giúp tập đoàn đạt tài thiết kế quảng trường nhân dân. Lúc trước tôi đề nghị cậu giúp tôi thiết kế công viên rừng rậm, cậu còn tỏ vẻ không tình nguyện. Bây giờ lại giúp đạt tài, dường như là cam tâm tình nguyện. Trong chuyện này rõ ràng là có việc phân chia xa gần à. Cao lão cũng khá có ý tứ, vừa thấy mặt liền tỏ vẻ oán giận Hạ Tưởng. Cũng đúng thôi, bất động sản của thành phố Yến lớn như vậy, nhất cử nhất động của tập đoàn đạt tài sẽ là tiêu điểm của mọi người. Việc hắn thiết kế giúp tập đoàn đạt tài, đừng nói Cao lão biết, chỉ sợ ai ngồi trong này cũng đều biết một phần. Hạ Tưởng liền gãi đầu. Cháu cũng là bị bắt buộc mà bất đắc dĩ thôi. Thẩm Lập Xuân và cháu quan hệ cũng được, mỗi ngày anh ta bám theo đuôi cháu. Cháu mà không thiết kế thì anh ta sẽ đưa bạn gái tới uy hiếp cháu. Thật sự là không có cách nào khác nên cháu đành phải giúp anh ta thiết kế. Ha ha! Ánh mắt của Cao lão phức tạp liếc mắt nhìn Liên Nhược Hạ một cái, lại nói với Hạ Tưởng.